Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 7. Tiêu Phàm chỉ mới bước vào tầng thứ 2 thì ngay lập tức, một cỗ khắc nghiệt chi khí đập thẳng vào mặt, hắn đang đứng trên một bình nguyên mênh mông màu máu, vô cùng vô tận không thấy điểm cuối. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một hư ảnh kia cầm trường kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Phàm. Đây là huyễn cảnh, Tiêu Phàm đánh giá hư ảnh đối diện. Từ khí tức hồn lực thì xem ra chỉ là chiến tôn hậu kỳ, nhưng sát khí trên người hư ảnh kia làm trong lòng Tiêu Phàm run lên một cái. Siêu, đột nhiên, hư ảnh động, đường kiếm như một dải lụa phá không đánh tới, tốc độ cực nhanh làm Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, hắn biết tốc độ bản thân đã rất nhanh rồi nhưng tốc độ hư ảnh này lại gần như ngang với hắn. Bá đạo thiên quyền, Tiêu Phàm không dám khinh thường đối phương, một quyền đánh lên. Quyền kiếm chạm vào nhau. Kình phong tản ra bốn phía, thân hình Tiêu Phàm đột nhiên lui lại mấy bước, hổ khẩu đau nhức một trận. Mặc dù hắn biết đây là huyễn cảnh nhưng cảm giác lại thập phần chân thật. Lấy thực lực ngươi đặt trong Yến Thành thì ngươi cũng là một tên thiên tài. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn hư ảnh đối diện. Mấy tháng nay, hắn chiến qua chiến tôn cảnh hậu kỳ, thậm chí không ít chiến tôn cảnh đỉnh phong nhưng rất ít khi phải rơi xuống hạ phong. Tiêu Phàm hiện tại trong cùng giai cơ hồ chưa có đối thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng càng thêm coi trọng hư ảnh đối diện, đạp chân xuống tiếp tục xông ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hư ảnh. Phi Hồng Kiếm, lần này, Tiêu Phàm chỉ thi triển nhị phẩm chiến kỹ, lấy khả năng lĩnh ngộ của Tiêu Phàm thì cho dù là nhị phẩm chiến kỹ, hắn cũng có thể phát huy ra uy lực của tam phẩm chiến kỹ. Phốc phốc, kiếm mang cắt ngang cổ hư ảnh đột nhiên hóa thành một trận sương mù bay vào cơ thể Tiêu Phàm. Nhị phẩm chiến kỹ phối hợp với tốc độ của chiến tôn cảnh, chỉ cần tìm được nhược điểm của đối phương liền có thể nhất kích tất sát. Tiêu Phàm híp hai mắt. Trong một giây, cảnh sắc bốn phía như là bức tranh đang chậm rãi hòa tan làm lộ ra vách đá trống rỗng bốn phía. Cùng lúc đó, một cỗ áp lực thật lớn hướng về Tiêu Phàm xông đến. Lão Tam, người rốt cục tỉnh. Âm thanh bàn tử sốt ruột vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại. Thấy bàn tử thở hồng hộc đang đưa lưng về phía hắn, khắp người toàn là máu, mấy thân ảnh đối diện đang cười lạnh nhìn hắn. Ở một góc còn có mấy người xếp bằng ngồi dưới đất, đã không có bất kỳ hô hấp gì, giống hệt như đã ngủ, an tường vô cùng, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần, các ngươi đều phải chết, thân sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo, hắn nhìn qua một cái liền biết bàn tử vì bảo vệ mình mà bị mấy tên kia đả thương. Bàn tử chỉ là chiến tôn hậu kỳ mà mấy tên còn lại đều là chiến tôn đỉnh phong, bàn tử lúc này vẫn chưa chết đã là kỳ tích rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm động, sát khí dày đặc từ trên người hắn tản ra. Lão Tam, cẩn thận, trọng lực nơi này gấp đôi bên ngoài, tốc độ bị hạn chế đi rất nhiều. Bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng nhắc nhở, mấy người Triệu Vô Bệnh và Lạc Trần đối diện tà tà cười. Quả nhiên, Tiêu Phàm vừa mới phóng ra một bước. Một cỗ áp lực cực đại đã dồn lên người hắn, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, điều động hồn lực toàn thân nhảy thật cao lên sau đó đánh xuống một quyền, tốc độ dường như không bị chút ảnh hưởng. Tại sao trọng lực không có tác dụng với ngươi? Lạc Trần biến sắc, tốc độ bọn họ đều hạ xuống ít nhất ba thành, cảnh giới Tiêu Phàm thấp hơn vậy mà vẫn bay nhảy như cũ. Tiêu Phàm không nói, trong lòng hắn lúc này sát khí đằng đằng. Mấy ngày nay hắn ở chúng với bàn tử nên đã sớm xem bàn tử như huynh đệ của mình. Huống chi bàn tử vì bảo vệ cho hắn mới bị thương, nếu như mình làm ngơ vậy thì dựa vào cái gì để làm huynh đệ với bàn tử đây? Lôi quyền, Lạc Trần đấm ra một quyền, lôi quang trên nắm đấm lốp bốp vang lên, lực lượng bạo tạc dũng mãnh. Vô tận chi quyền, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, hai quyền va vào nhau, lực lượng lôi điện bắn tung tóe làm hư không vặn vẹo. Âm một tiếng, thân thể Lạc Trần bay ngược về sau, hung hăng đập lên vách tường, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, trong lòng mọi người bỗng nhiên rung động, Lạc Trần xếp thứ tư trên viện bản A, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm thì còn ai có thể đánh bại Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm đằng đằng sát khí đi từng bước về hướng Lạc Trần. Tiêu Phàm, người phải biết. Triệu Vô Bệnh híp mắt, lời nói có chút ý tứ uy hiếp. Cút, Tiêu Phàm đáp lại hắn một chữ, thân sắc Triệu Vô Bệnh cứng đờ, cũng không dám tiếp tục mở miệng, hắn cảm nhận được một cỗ sát khí ngút trời trên người Tiêu Phàm,
nếu hiện tại chọc vào Tiêu Phàm, nói không chừng hắn cũng phải chết. Tiêu Phàm, người có biết sư tôn ta là ai không? Nếu ta mà chết thì cả nhà ngươi đều phải chôn cùng. Trong miệng Lạc Trần đầy máu tươi, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Tiêu Phàm. Sư tôn ngươi là ai thì có quan hệ gì đến ta? Ta chỉ biết, người dám tổn thương huynh đệ của ta chỉ có một chữ, chết. Tiêu Phàm nhe răng cười, mấy chữ cuối cùng vang vọng khắp nơi. Bàn tử nắm chặt nắm đấm, hiểu ý cười một tiếng, nhưng trên mặt hắn lúc này toàn là máu nên nhìn qua có chút quỷ dị. Con ngươi Lạc Trần co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Tiêu Phàm lúc này đã nổi khùng rồi, nói những lời này không còn có chút ý nghĩa nào nữa. Tiêu Phàm bước đến chỗ Lạc Trần, thanh âm rất nhỏ nhưng lại giống như tiếng sấm vang lên bên tai mọi người ở đây. Bọn hắn tin Tiêu Phàm có gan giết chết Lạc Trần. Lão Tam! Đột nhiên, bàn tử mở miệng kêu lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía bàn tử, không biết bàn tử có ý gì, cười nói, người muốn hắn chết như thế nào? Chỉ cần ngươi nói một câu thì hắn nhất định sẽ chết đúng như thế. Bỏ đi! Bàn tử lắc đầu, dùng ống tay áo lau vết máu trên mặt. Ánh mắt Lạc Trần sáng lên, hắn không nghĩ tới sự tình vẫn còn có chuyển biến, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần ta không chết, lão tử chắc chắn đem các ngươi thiên đao vạn quả. Bỏ, Tiêu Phàm cau mày, máu của ngươi phải chảy vô ích sao? Yên tâm, cho dù sư tôn hắn muốn báo thù thì cũng phải bước qua xác của ta đã. Bàn tử vẫn lắc đầu như cũ, kiên quyết nói, máu của Nam Cung Tiêu Tiêu ta từ xưa đến nay đều không chảy vô ích, chỉ là giết hắn sẽ làm bẩn tay ngươi mà thôi. Oanh, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, thân hình bàn tử đột nhiên bạo khởi, một quyền đập ầm ầm lên trên ngực Lạc Trần, ngực của Lạc Trần hoàn toàn lõm vào, mấy cái xương liên tục vang lên tiếng răn rắc. Đám người giật mình, vốn tưởng là bàn tử phải khuyên Tiêu Phàm thả Lạc Trần ra, làm sao biết bàn tử lại chủ động giết hắn. Ngươi, Lạc Trần phun ra một ngụm máu tươi, sáu thành là do thương thế, bốn thành là bởi vì tức giận. Ngươi nhớ kỹ nói tên sư phụ ngươi đến tìm ta báo thù. Mắt bàn tử lộ ra hung quang, nói a, đúng rồi, ngươi đã biến thành quỷ thì làm sao mà nói cho hắn biết được. Dứt lời, bàn tử giẫm chân một cái, toàn bộ xương ngực Lạc Trần liền đứt gãy, lục phủ ngũ tạng hóa thành một bãi thịt nát. Ngươi thật sự giết Lạc Trần. Triệu Vô Bệnh kinh hãi nhìn bàn tử, hắn biết rõ sư tôn Lạc Trần là ai, đây chính là cao thủ cường đại nhất ở trong Chiến Vương học viện đó. Bàn tử cười lạnh, tựa như biến thành một người khác, nói Triệu Vô Bệnh đúng không? Ngươi biết sư tôn Lạc Trần là ai vậy nhớ kỹ trở về nói cho hắn biết, nếu như hắn muốn chết thì cứ tới tìm ta. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tên tu sĩ bên cạnh Triệu Vô Bệnh nói. Nhưng Triệu Vô Kỵ phát hiện, giờ phút này trên người bàn tử lại tản ra một cỗ khí chất uy nghiêm của thượng vị giả, khí chất này cũng không phải trong thời gian ngắn bồi dưỡng được mà do thời gian dài hun đúc ra. Tốt, ta sẽ đi thông chi. Triệu Vô Bệnh hít sâu một hơi gật đầu là mọi người xung quanh khó hiểu. Ta làm chủ, ân oán ngươi và lão Tam xóa bỏ, đương nhiên, nếu ngươi không nguyện ý thì ta chỉ có thể sử dụng câu nói kia của lão Tam, người tổn thương huynh đệ ta, chết. Bàn tử trầm giọng nói, lão Tam, chúng ta đi. Bàn tử cũng không quay đầu lại, hắn trực tiếp đi đến tầng thứ ba, Tiêu Phàm nhìn qua bóng lưng hắn cảm giác có chút không hiểu, tấm lưng kia, vô cùng vĩ đại. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, ba sau khi Tiêu Phàm và bàn tử rời đi, đám người Triệu Vô Bệnh hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Vô Bệnh, sự tình Lạc Trần, Tô Mộc Vũ một bên mở miệng nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Sắc mặt Triệu Vô Bệnh âm trầm, sau một lúc, hắn hít một hơi nói, các ngươi cứ tỏ ra không biết gì, việc này, ta tự mình nói cho Lâm Lão. Được. Đám người gật đầu, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, vạn nhất sư tôn Lạc Trần đem cái chết của Lạc Trần đổ hết lên đầu bọn họ thì bọn họ phải chết không chút nghi ngờ. Mặt khác, ân oán giữa ta và Tiêu Phàm từ nay xóa bỏ, các ngươi về sau tốt nhất cũng đừng đối địch với hắn. Triệu Vô Bệnh nhắc nhở với đám người. Ánh mắt nhìn về thi thể Lạc Trần sau đó giơ tay lên liền thu thi thể vào bên trong hồn giới. Tiêu Phàm có vài điều nghi hoặc còn muốn hỏi bàn tử, nhưng vừa mới bước vào tầng thứ ba thì chưa đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng thì bàn tử đã biến mất, cảnh sắc bốn phía cũng biến thành một cái lôi đài rộng lớn. Hai đạo hư ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm,
nhìn kỹ thì hai hư ảnh này giống y như đúc hư ảnh lần trước Tiêu Phàm đã chém ở tầng 2, thậm chí ngay cả khí tức đều không hề khác nhau chút nào. Hai tên chiến tôn cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ tầng thứ 4, tầng thứ 5 là 4 tên và 8 tên? Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu như quả thật như thế thì độ khó khi lên đến tầng thứ 7 cũng không phải nhỏ. Tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Phàm không đợi hai cái hư ảnh hoàn chỉnh thì đã lao ra như sao băng. Kim cương chỉ là nhị phẩm chiến kỹ nhưng lại ẩn chứa uy lực vô cùng lớn, chỉ lực vô kiên bất tồi có thể phá hủy mọi thứ, hung mãnh đâm ra, trong nháy mắt đâm xuyên cổ họng của một hư ảnh. Phốc, hư ảnh kia đột nhiên nổ tung, sương mù cuồn cuộn dung nhập vào cơ thể của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không dừng lại, thân thể lao về hư ảnh còn lại, một chiêu vô tận chi kiếm xuyên thủng lồng ngực người kia. Huyễn cảnh biến mất, cảnh sắc tầng thứ 3 hiện ra mắt Tiêu Phàm. Bàn tử bên cạnh vẫn chưa có tỉnh lại, bên trong tầng thứ 3 cũng không có bóng dáng người khác, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục đi lên mà ngồi xuống chờ đợi bàn tử. Ánh mắt hắn nhìn về phía bàn tử tràn ngập cảm kích, bàn tử sở dĩ giết chết Lạc Trần cũng vì muốn cừu hận của sư tôn hắn không hướng về mình thôi. Người huynh đệ như ngươi, ta nhận rồi. Tiêu Phàm trong lòng thầm nói. Cứ như thế đợi nửa nén hương, lúc này bàn tử mới mơ màng tỉnh lại. Mồ hôi đã sớm ướt đẫm y phục hắn. Lão Tam, ngươi tỉnh lại từ lúc nào? Bàn tử kinh dị nhìn Tiêu Phàm. Không lâu. Tiêu Phàm cười cười, hắn không muốn đả kích bàn tử, thời gian hắn bên trong huyễn cảnh chỉ trong vòng 3 lần thở, đúng rồi, ngươi ở trong huyễn cảnh gặp được thứ gì? Hai tên chiến tôn hậu kỳ, bọn hắn khó chơi cứ như chiến tôn cảnh đỉnh phong vậy. Bàn tử nói ra. Xem ra đều giống nhau, vậy tầng thứ nhất thì sao? Tiêu Phàm lại hỏi, trong tầng thứ nhất hắn thấy có rất nhiều người lâm vào mộng cảnh, nhưng hắn thì cái gì cũng không phát sinh. Không có gì. Bàn tử ngại ngùng gãi đầu một cái, sắc mặt hơi đỏ lên. Tên gia hỏa ngươi không phải lại gặp mộng xuân chứ? Tiêu Phàm làm sao còn không biết cách làm người của bàn tử nữa? Ta vẫn là Sử Nam A, ngẫm lại cũng rất bình thường mà, bàn gia ta muốn trở thành nam nhân như chiến thần. Một chút huyễn cảnh này làm sao có thể ngăn bước chân của ta? Bàn tử Ngô Tử Chính Nghĩa nói. Chiến thần là ai? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Biến. Bàn tử giận mắng một tiếng, một cước đạp về phía Tiêu Phàm, thân hình Tiêu Phàm lóe lên liền tránh thoát được. Đúng rồi, ba tên Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim vẫn còn ở trên, hơn nữa, Khúc Lân, Lý Tuyết Y, Vân Lạc Tuyết cũng ở phía trước, chúng ta cũng nên nhanh chóng tiến lên. Bàn tử đột nhiên nói. Đi. Tiêu Phàm gật đầu, cho đến nay thì Tiêu Phàm vẫn không có hảo cảm gì đối với đám người Vân Lạc Tuyết. Tầng thứ 4 giống như Tiêu Phàm đã tính trước, trừ khung cảnh khác biệt ra thì đối diện vẫn xuất hiện 4 đạo hư ảnh, 4 người đều là tu vi chiến tôn hậu kỳ. Tiêu Phàm vẫn xuất thủ quyết đoán, tìm đúng nhược điểm của 4 người, chỉ trong vòng mười mấy giây thì tất cả 4 hư ảnh đều biến thành hắc vụ bay vào trong cơ thể hắn. Luyện tâm tháp cũng chỉ có thế. Tiêu Phàm rất nhanh tỉnh lại, không khỏi cau mày một cái, luyện tâm tháp không giống luyện tâm tháp mà ngược lại giống chiến kỹ thí luyện tháp. Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác được dị dạng trong đan điền, vô tận chiến quyết bắt đầu vận chuyển, hồn lực cuồn cuộn hướng về bên trong kinh mạch tản đi, một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên người Tiêu Phàm bộc phát. Chiến tôn đỉnh phong, Tiêu Phàm không tin, hắn cẩn thận kiểm tra lại cơ thể một lần, chẳng lẽ vẫn còn trong huyễn cảnh. 3. Tiêu Phàm hung hăng tát vào trên mặt mình một cái, trên mặt truyền đến một trận đau nhói, lúc này hắn mới tin mình đã đột phá đến chiến tôn cảnh đỉnh phong. Thấy bốn phía không có ai, Tiêu Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, củng cố tu vi bản thân. Sau một lúc Tiêu Phàm mới dừng lại. Đã đột phá đến chiến tôn cảnh đỉnh phong, chiến tông cảnh ngày càng gần rồi. Tiêu Phàm cười cười, mặc dù không biết tại sao mình lại đột phá nhưng xem như cũng hợp lý đi. Mấy ngày qua hắn đã có cảm giác muốn đột phá chiến tôn đỉnh phong nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Oanh, ngay lúc này, trên người bàn tử tản mát ra khí tức cuồng bạo, Tiêu Phàm đứng không vững, trực tiếp bị thổi bay, trên mặt lộ ra thần sắc quái dị, bàn tử cũng đột phá. Chờ đợi nửa ngày, bàn tử lúc này mới mở hai mắt ra ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, bàn gia rốt cục sắp đột phá lên chiến tông cảnh rồi. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn bàn tử, người lúc này mới đột phá chiến tôn đỉnh phong, khoảng cách chiến tông cảnh còn rất dài đấy.
Lão Tam, ta phát hiện một kiện sự tình, hình như những hắc vụ tiến vào người chúng ta chính là thứ đại bổ. Bàn tử đột nhiên nghiêm túc nói. Hắc vụ, Tiêu Phàm cau mày, hồi tưởng lại từng màn bên trong huyễn cảnh, có lẽ đúng như bàn tử nói, hắc vụ kia chính là mấu chốt để bọn hắn đột phá. Lúc này, Tiêu Phàm gật đầu nói, tiến vào tầng thứ 5 thử một chút thì biết, nếu như hắc vụ quả thực hữu dụng với chúng ta thì nhất định phải kiêng trì đến tầng thứ 7. Lão Tam, ta sợ. Nào thấy bàn tử không nhúc nhích, hai ngón tay duỗi ra xoay quanh nhau. Sợ, lúc trước giết Lạc Trần ngươi không sợ, hiện tại sợ cái gì? Tiêu Phàm tức giận nói, cảm xúc của tên mập này cũng thất thường quá đi. Ngươi nghĩ kỹ đi, tầng thứ 4 đã là 4 tên chiến tôn cảnh hậu kỳ, hiện tại chúng ta đột phá chiến tôn cảnh đỉnh phong, nếu vạn nhất gặp phải 8 tên chiến tôn cảnh đỉnh phong thì làm sao bây giờ? Bàn tử nói ra. Tiêu Phàm tay phải sờ sờ cằm, gật đầu, người nói cũng không sai, nhưng nếu quả thật hắc vụ tốt như người nói thì nhất định phải giết thêm vài tên. Không phải như vậy, có người đã từng thử qua, một khi lâm vào bên trong huyễn cảnh nếu không giết hết địch nhân thì không có cách nào tỉnh lại được, có mấy người ở trong huyễn cảnh lao lực quá độ mà chết, đây cũng chính là điều mà ta lo lắng. Bàn tử lại nói, thần sắc lo lắng vô cùng. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Thầm nghĩ trong lòng, sát lục không gian, giết chóc mới là giá trị chân chính. Cái gọi là chiến đế truyền thừa chẳng lẽ chính là cái luyện tâm tháp này? Bọn tiểu ma nữ ở đâu? Tiêu Phàm lại nói, ngay cả bọn Vân Lạc Tuyết đều dám xông lên tầng thứ 5, chúng ta chẳng lẽ lại thua bọn hắn? Chết thì chết a, bàn tử nghe vậy, khẽ cắn môi, khí thế bừng bừng tiến vào tầng thứ 5. Chúc các bạn năm mới vui vẻ, ba bên ngoài luyện tâm tháp. Hai đại chiến tông cường giả của Tôn gia chờ đợi nửa ngày vẫn không thấy Tiêu Phàm đi ra, cả hai đã dần mất kiên nhẫn. Tiền bối, tại sao các vị lại lo lắng Tiêu Phàm không ra? Hàn Lỗi nịnh nọt nhìn hai người nói. Hai tên lão giả hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Lỗi, làm Hàn Lỗi bị dọa cho phát sợ, vội vàng nói, tiền bối yên tâm, Tiêu Phàm có khả năng vĩnh viễn không ra được. A, lão giả cụt tay lập tức hứng thú. Luyện tâm tháp. Những người đi ra đã nói, cứ mỗi một tầng thì địch nhân càng nhiều, nếu như không giết hết địch nhân thì vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại. Tên Tiêu Phàm này thập phần cuồng vọng, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, có lẽ đã bước vào tầng thứ 3, tầng thứ 4 rồi. Hàn Lỗi giải thích, hai người nghe vậy liền cau mày một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Hàn Lỗi, bất quá hai người vẫn không có rời đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hàn Lỗi nói không sai. Tiêu Phàm lại hãm vào bên trong huyễn cảnh tầng thứ 5, trước mặt hắn đứng 8 tên chiến tôn cảnh đỉnh phong, so với hư ảnh tầng thứ 4 thì lần này đã cường đại hơn gấp đôi rồi. Hơn nữa, những hư ảnh này cũng không đần độn như trước, vô luận là công kích hay là phòng ngự đều đạt tới tiêu chuẩn thiên tài. Quả nhiên là 8 tên. Vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc, vừa mới thăm dò mấy lần thì hồn lực bên trong cơ thể đã hao tổn nghiêm trọng, nếu như ở bên ngoài thì hắn còn cách bổ sung hồn lực. Nhưng ở trong huyễn cảnh thì hắn cũng vô phương. Muốn thông qua tầng thứ 5 thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thời gian càng lâu thì ta càng bất lợi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, ý nghĩ hơi xoay chuyển, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hồn kiếm. Đạt tới chiến tôn cảnh đã có thể ngưng tụ hồn lực để giết địch, nhưng hồn lực lại phải tiêu hao rất lớn, người thường cũng không ai dám ngưng tụ hồn kiếm để giết địch. Hô, đột nhiên. Bốn đạo hư cầm hồn binh trong tay hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ nhanh chóng làm con người Tiêu Phàm co rụt lại. Tiêu Phàm chỉ nghe được tiếng gió vù vù bên tai, hắn cầm hồn kiếm lăng không chém một cái, một dải lụa mờ ảo chém vào bốn hư ảnh kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong phút chốc, thân ảnh hắn cấp tốc lao lên điều động lực lượng toàn thân đấm ra một quyền. Bá đạo thiên quyền. Ngực một hư ảnh bị oanh thành cái động, sau đó thân thể nổ tung biến thành hắc vụ quay cuồng đột nhiên tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Phàm. Nhất kích tất sát. Hắc vụ quả nhiên có chỗ tốt, cùng có công hiệu như hồn tinh vậy. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhưng trong nháy mắt thì thần sắc của hắn lại cứng đờ. Bảy đạo hư ảnh xung quanh hắn đồng thời chuyển động vây hắn vào giữa, bảy tên chiến tôn cảnh đỉnh phong cùng xuất thủ thì cho dù là chiến tông cảnh cũng phải lui. Huyết sát, trường kiếm Tiêu Phàm chém một cái, kiếm mang như lưu tinh bắn ra, hư ảnh kia cũng phản ứng cực nhanh,
nhảy lên không trung liền tránh thoát công kích của huyết sát. Huyết sát, hấp thụ bao nhiêu máu uy lực mạnh bấy nhiêu, nhưng ở trong huyễn cảnh này thì uy lực của huyết sát chỉ đạt đến tứ phẩm chiến kỹ mà thôi. Tiêu Phàm thấy thế liền biến sắc, sáu tên khác đã đánh tới, hiện tại không cách nào thoát được, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một tia hung ác, hắn gắt gao khóa chặt hư ảnh phía trước, nhất định phải tìm một chỗ để đột phá. Lại vung ra một kiếm, Tiêu Phàm thừa dịp hư ảnh đang nhảy lên tránh liền đâm vào cổ họng của nó, nhưng hiện tại vẫn còn sáu tên, trên người hắn hiện tại đã xuất hiện mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Một cảm giác đau nhói mãnh liệt truyền đến, trên trán Tiêu Phàm chảy ra không ít mồ hôi, nếu như không phải hắc phụ kia bổ sung hồn lực thì hắn đã sớm ngã xuống rồi. Còn sáu tên, áp lực đúng là rất lớn a, nếu như là người nhát gan chắc có lẽ đã bỏ cuộc rồi. Tiêu Phàm cau mày, trước đó bản tử nói có người bên trong huyễn cảnh lao lực hắn cũng không tin nhưng hiện tại hắn đã tin rồi. Nhất định phải vượt qua, chỉ có chiến đấu và giết chóc mới có thể làm cho con người mau chóng trưởng thành. Tiêu Phàm trầm ngâm, lần nữa lao vào sáu đạo hư ảnh. Dòng dã ba ngày, phần lớn người đều đi ra, chỉ có Khúc Lân, Vân Lạc Tuyết, Lý Tuyết Y, Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần và bốn người thần phong học viện vẫn còn ở bên trong, không biết sống hay chết. Khúc Lân là chiến tông cảnh, tự nhiên không có vấn đề gì, Tam Công Chúa, Lý Tuyết Y, Triệu Vô Bệnh và Lạc Trần cũng là mấy người nổi bật của chiến vương học viện ta, nếu như bọn họ liên thủ lại thì Tiêu Phàm hẳn nhất định phải chết. Đáng tiếc, nhị vương tử Vân Lạc Vũ không có tới, bằng không đoán chừng đã sớm thông quan. Bên ngoài luyện tâm tháp, đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn mọi người cũng không coi trọng đám Tiêu Phàm, ở trong luyện tâm tháp càng lâu thì càng khó có khả năng còn sống. Một khi không địch lại liền sẽ vĩnh viễn rơi vào bên trong huyễn cảnh, cho đến tử vong. Dòng dã ba ngày bên trong huyễn cảnh tầng thứ 5, trên người Tiêu Phàm đã có mười mấy vết thương, trong đó có vài vết thương đã xuyên thẳng đến nội tạng, nếu như không phải ý chí hắn cực kỳ kiên định thì có lẽ đã sớm chết. Bất quá, đối diện cũng chỉ còn lại hai đạo hư ảnh, áp lực của Tiêu Phàm nhỏ đi rất nhiều. Chết, Tiêu Phàm xuất kiếm xuyên qua lồng ngực của một hư ảnh, sau khi vẩy trường kiếm. Hư ảnh kia liền bị chém thành hai mảnh. Còn một tên cuối cùng. Tiêu Phàm hít một hơi, trên mặt rốt cục xuất hiện nụ cười, nếu như điều động lực lượng U Linh chiến hồn và vô tận chiến hồn cũng không cần khổ chiến như thế, nhưng lúc này chỉ mới là tầng thứ 5, nếu như ở đây đã phải điều động lực lượng của chiến hồn mới thông qua thì ta làm thế nào có thể lên đến tầng thứ 6, thứ 7. Không sai. Tiêu Phàm sở dĩ khổ chiến với hư ảnh như thế là bởi vì hắn không hề thi triển lực lượng của chiến hồn, đương nhiên những huyết ảnh cũng giống thế, vẻn vẹn chỉ dựa vào chiến kỹ để chiến đấu. Đây chính là ưu thế của Tiêu Phàm, nói về chiến kỹ lĩnh ngộ thì trong cùng giai không có ai so được với hắn. Trong lúc Tiêu Phàm thất thần thì hư ảnh còn lại cũng đã đánh tới, Tiêu Phàm cấp rút tránh đi nhưng cánh tay trái vẫn bị xuyên thủng, máu tươi chảy ròng ròng. Huyết sát. Chiến ý Tiêu Phàm tăng vọt, một kiếm bá đạo quét ngang ra, hồn kiếm đem hư ảnh kia chém ngang người, thân thể Tiêu Phàm lộn nhào trong hư không một cái, sau đó dùng một quyền đánh thẳng vào đầu hư ảnh kia. Khi hắc phụ tiến vào cơ thể Tiêu Phàm thì cảnh sắc bốn phía cũng bắt đầu biến mất, trước mắt Tiêu Phàm là một mảnh không gian màu đỏ. Phù phù một tiếng, Tiêu Phàm quỳ một chân xuống đất, trọng lực to lớn ép hắn không thở nổi. Đồ lưu manh, lão tam. Ba âm thanh kích động vang lên, là tiểu ma nữ, Lăng Phong, còn có bàn tử, ba người gian nan ngồi trên mặt đất khôi phục thân thể, sắc mặt có chút tiểu tụy. Trước mặt ba người còn có mấy thân ảnh, ba người Khúc Lân, Vân Lạc Tuyết, Lý Tuyết Y ngồi trong góc, bên trong ánh mắt Lý Tuyết Y nhìn về phía Vân Lạc Tuyết ẩn chứa sát khí lạnh như băng, nhưng sát khí kia nàng lại ẩn tàng rất tốt, không có ai nhận ra sự khác thường. Rất hiển nhiên. Năm người này đều thành công xông qua tầng thứ 5, hiện tại đang nghỉ ngơi, cũng không ai rời đi. Lão Tam, lần này ta tỉnh lại trước ngươi. Bàn tử đắc ý cười. Tiêu Phàm nhún vai, nếu như hắn muốn thì một trận vừa rồi cũng không lao lực đến thế. Chiến đấu ròng rã ba ngày làm cho hắn càng thêm lĩnh ngộ sâu hơn đối với chiến kỹ, vô tận chi kiếm và vô tận chi quyền đã được luyện đến cảnh giới tứ phẩm chiến kỹ đỉnh phong, ẩn ẩn có chút uy thế đột phá ngũ phẩm chiến kỹ. Hai chiến kỹ này có thể nói rằng do chính hắn sáng tạo ra, hắn cũng rốt cục minh bạch, vô tận chiến điển lĩnh ngộ chiến kỹ cũng không nhất định cần rất nhiều loại chiến kỹ dung hợp,
mà còn có thể thông qua giết chóc để tiến giai. Mặt khác, thức thứ nhất trong Tu La Tam Kiếm bây giờ Tiêu Phàm có thể thi triển dễ như trở bàn tay, luyện tâm tháp trừ luyện tâm thì còn có thể rèn luyện chiến kỹ. Các ngươi có đi lên không? Tiêu Phàm nhìn mấy người tiểu ma nữ nói. Ngươi còn có dư lực. Mấy người tiểu ma nữ còn chưa mở miệng thì Vân Lạc Tuyết đã kinh ngạc kêu lên, tầng thứ 5 đã là cực hạn của nàng. Tiểu Kim đang ở trên, ta cũng không thể thua được. Tiểu ma nữ bình thường không quá quan tâm đến việc tu luyện nhưng lần này lại hết sức nghiêm túc. Ta cũng đi. Lăng Phong đứng dậy, trực tiếp đi vào tầng thứ 6. Thần sắc bàn tử rầu rĩ, thở dài nói, ai, các ngươi đều đi lên, ta cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Tiêu Phàm cười cười, trực tiếp đi đến tầng thứ 6, thậm chí cũng không nghĩ ngơi một giây nào. Ở đây chỉ còn lại ba người Khúc Lân không biết nói gì. Chúc mừng năm mới, ba Khúc Lân, Lý Tuyết Y, các ngươi dự định thế nào? Vân Lạc Tuyết nhìn chằm chằm cửa vào tầng thứ 6, trong mắt không còn sự kiên quyết như trước. Lý Tuyết Y không nói, nàng nhìn cửa vào tầng thứ 6, trong lòng trầm ngâm, tầng thứ 5 đã là cực hạn của ta. Tầng thứ 6 nhất định có 16 tên chiến tôn đỉnh phong, một khi tiến vào cũng có khả năng không bao giờ tỉnh lại, ta còn muốn báo thù cho ca ca. Nghĩ vậy, Lý Tuyết Y liếc mắt nhìn Vân Lạc Tuyết một cái, sau đó quay người trở lại tầng thứ 4. Thấy Lý Tuyết Y coi thường mình, đôi mắt Vân Lạc Tuyết lấp lóe, trong lòng có loại dự cảm bất an, thầm nói, chẳng lẽ Lý Tuyết Y đã biết? Ta chuẩn bị rời khỏi. Khúc Lân nhìn Lý Tuyết Y rời đi, hắn cũng đứng dậy. Hắn biết mình đang ở tình thế nào. Bởi vì hắn là chiến tông cảnh nên đối thủ của hắn cũng là chiến tông cảnh, nhưng có một việc chỉ có hắn biết, đó là hắn có thể thông qua được tầng thứ 5 chẳng qua cũng chỉ là do may mắn, cũng không phải thực lực chân chính của hắn đủ để chém giết 8 tên cường giả chiến tông cảnh. Chờ ta! Vân Lạc Tuyết thở dài, trong lòng càng thêm kiên định, học viên của Thần Phong Học Viện đúng là biến thái, nhất định bằng mọi giá ta phải gia nhập vào Thần Phong Học Viện. Bên ngoài, một đám người đang tập trung nhìn vào luyện tâm tháp, đột nhiên, huyết quang tầng thứ 6 luyện tâm tháp đại thịnh, một cỗ sát khí ngút trời tràn ra bốn phía, tất cả mọi người đều bị dọa đến sắc mặt phát xanh, thậm chí có một vài tên tinh thần không ổn định lập tức hôn mê. Cho dù hai tên cường giả của Tôn gia cũng kinh hãi không thôi, sát khí kia quá đáng sợ, cho dù là chiến vương cảnh cũng không dám ngạnh kháng. Không ít người phải phóng chiến hồn ra ngăn cản mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ai tiến vào tầng thứ 6, vậy mà dẫn động sát khí đáng sợ như thế, sát lục không gian chẳng lẽ để ám chỉ tầng thứ 6 của luyện tâm tháp sao? Nhất định là bọn người Khúc Lâm tiến vào tầng thứ sau. Nhị vương tử Vân Lạc Vũ không tới, thực lực Khúc Lâm ở đây mạnh nhất. Dù sao thì hắn cũng đã đột phá cảnh giới chiến tông. Triệu Vô Bệnh cũng không yếu, còn có Vân Lạc Tuyết. Không biết mấy người Thần Phong Học Viện kia sống hay chết. Ánh mắt mọi người hoàn toàn tập trung vào luyện tâm tháp, bọn hắn rất muốn vào luyện tâm tháp thí luyện một phen nhưng cuối cùng lại bị lý trí đánh bại, nếu như không phải sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong huyễn cảnh thì ai cũng muốn vào thử một lần. Khúc Lân, đúng lúc này có ba đạo thân ảnh đi tới, trong đám người có người kinh hô, ba người này chính đám Khúc Lân, Lý Tuyết Y và Vân Lạc Tuyết đã rời khỏi tầng thứ 5. Vừa lúc ba người bước ra khỏi luyện tâm tháp, trong nháy mắt lại cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng, ba người phun ra một ngụm máu tươi, cấp tốc chạy ra xa. Lúc bọn hắn quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh sắc tầng thứ 6 luyện tâm tháp, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi. Khúc công tử, Tam công chúa, không phải các người tiến vào tầng thứ 6 sao? Hai tên cường giả Tôn ra ngoài ý muốn nhìn hai người, lão giả tay cụt mở miệng hỏi. Trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Khúc Lân liếc mắt coi thường nhìn hai người, việc này liền khiến sắc mặt hai người cứng đờ. Là Triệu Vô Bệnh, lão giả cụt tay không cam lòng, thử hỏi. Vân Lạc Tuyết lắc đầu, hít một hơi nói, không phải, Triệu Vô Bệnh mới vừa lên tầng thứ 5, là mấy người của Thần Phong Học Viện tiến vào tầng thứ 6. Cái gì, bốn người bọn họ đều đi lên, cách xa như thế chúng ta còn khó có thể tiếp nhận sát khí khi nãy. Bốn người bọn họ làm sao chịu được? Đám người hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng hoảng hốt. Bốn người kia chỉ là chiến tôn cảnh, đúng lý ra thì tiến vào tầng thứ 4 đã là cực hạn của bọn chúng, làm sao có thể tiến lên cả tầng thứ 6? Trong lúc nhất thời, ai cũng không mở miệng,
ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tầng thứ 6 luyện tâm tháp. Tầng thứ 6 luyện tâm tháp, vừa mới bước vào thì bọn họ phát hiện tầng này cũng không giống như 5 tầng trước, mọi người không bị chia cắt mà toàn bộ đều tập trung lại một chỗ hoan nghênh tiến vào sát thần thí luyện. Đột nhiên, một âm thanh vang lên trên đỉnh đầu của bọn họ. Lúc này bọn họ mới nhìn xung quanh một cái, bọn họ đang đứng trong một không gian hỗn độn, mấp mô, khắp nơi cắm đầy binh khí nhuốm máu. Đây hình như là một chiến trường cổ, khí tức huyết tinh làm cho người ta buồn nôn. Sát thần thí luyện, Tiêu Phàm ngừng thở, nắm chặt tu la kiếm gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Tiểu Kim đâu rồi, tiểu ma nữ tìm một hồi cũng không thấy bóng dáng của Tiêu Kim. Giống, vừa dứt lời, một tiếng giống giận dữ ngập trời từ đằng xa truyền đến, sau đó một vệt kim quang bắn thẳng lên trời, kim quang chói mắt như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Là Tiểu Kim, Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn cấp tốc chạy về phương hướng kia. Sau khi leo qua một gò đất thì một cỗ khí thế khắc nghiệt ập thẳng vào người hắn, phía trước là một sơn cốc nhỏ, bên trong sơn cốc liên tục xuất hiện vô số bóng đen, vừa nhìn một cái đã rợn hết cả da gà. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc thân ảnh đang ở bên trong vô số bóng đen điên cuồng chém giết, mấy mười đạo bóng đen bị đánh bay lên không trung, máu tươi bắn tung tóe. Hai mắt Tiêu Phàm đỏ bừng, tay cầm tu la kiếm trong chớp mắt lao lên. Phốc phốc. Âm thanh kiếm chém vào da thịt vang lên, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện thứ mình chém chính là người, không, đây căn bản không phải người mà là thi thể đã chết, nhưng quỷ dị là tất cả bọn chúng đều sống lại. Quát đờ, ba người tiểu ma nữ, Bàn Tử và Lăng Phong vừa chạy tới, con ngươi liền co rụt lại, toàn thân nổi da gà. Điều này cũng quá đáng sợ đi, nếu như chỉ là mười mấy tên địch nhân còn tốt, thậm chí mấy trăm tên cũng không làm bọn hắn sợ hãi như vậy. Nhưng hiện tại ở đây ít nhất cũng có mấy chục vạn a. Quả nhiên không nên tới tầng thứ 6. Hai chân Bàn Tử có chút run rẩy, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, hoàn toàn khác với vẻ bá khí lúc trước. Tiểu ma nữ không nói, nhưng thân thể run rẩy đã bán đứng nàng, nàng tuy trải qua khá nhiều chuyện, nhưng tràng diện máu tanh như thế còn chưa thấy qua bao giờ. Giết, ánh mắt Lăng Phong băng lãnh đến cực điểm, hắn nhấc Hắc Phong kiếm lên liền lao xuống sơn cốc kia. Nơi xa, Tiêu Phàm tay cầm tu la kiếm chém giết bốn phía, địch nhân xông đến đều như rơm rạ chết dưới kiếm của hắn, toàn thân hắn lúc này như mới bước ra từ trong bể máu. Tu vi của những con quái vật này cũng không cao, có chiến tôn cảnh, cũng có chiến sư, còn có chiến linh và chiến sĩ, đại bộ phận đều là dưới cảnh giới chiến sư. Lấy thực lực của đám người Tiêu Phàm làm sao có thể là đối thủ của đám quái vật này? Cho dù bọn chúng có đứng yên cho ngươi giết thì ngươi cũng sẽ giết đến mềm tay, huống chi, những tên quái vật này còn có thể phản kháng. Sát thần thí luyện, mặc kệ là cái thứ quỷ gì, đều là huyễn cảnh mà thôi. Bàn Tử nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới trước, hắn biến thành một cái cục thịt viên lớn từ trên gò đất lăn xuống, tốc độ cực nhanh cộng thêm da dày thịt béo nên đám quái vật đều bị hắn đụng bay cả một mảng. Tiêu Phàm cảm thấy phía sau có động tĩnh liền quay đầu nhìn lại. Đúng lúc nhìn thấy Bàn Tử đang lăn từ trên núi xuống, khóe miệng giật một cái, biện pháp này mà tên mập kia cũng nghĩ ra được. Nhưng quả thật rất có hiệu quả nha, nhìn cứ như là một cái máy gặt lúa vậy. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, lần nữa xông ra, thấy khoảng cách Tiểu Kim ngày càng gần thì vẻ ưu sầu trên mặt hắn dần biến mất. Phốc, nhưng trong một giây hắn buông lỏng kia, một đạo lợi chảo từ đầu vai xẹt qua làm máu tươi bắn tung tóe, Tiêu Phàm nội ý cuồn cuộn chém ra một kiếm. Chết, một kiếm xuất ra đầu người rơi, sát khí khủng bố từ trên người Tiêu Phàm bộc phát, huyết quang quanh thân tu la kiếm ngày càng hung lệ. Lão Tam, đem chiến hồn triệu hoán ra đi, bọn chúng nhiều như thế thì không bị chém chết cũng bị mài chết. Lăng Phong tới gần chỗ của Tiêu Phàm hét lớn. Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu triệu hồi chiến hồn thì chiến lực có thể tăng gấp đôi, nhưng tiêu hao hồn lực cũng tăng lên ở đây lại không có cách nào bổ sung hồn lực. Chờ đã. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn hơi tập trung tinh thần thì trong tay lập tức xuất hiện một viên tinh thể. Hồn tinh, ánh mắt Lăng Phong tỏa sáng. Tiêu Phàm cũng cười lên, tầng không gian này quả nhiên không giống như mấy tầng trước, tầng thứ 6 này cũng không phải là một loại huyễn cảnh nào đó mà là một không gian chân thực. Chỉ cần có thể dùng hồn tinh để bổ sung hồn lực thì cơ hội thông qua được sát thần thí luyện này sẽ càng lớn.
nhưng một câu sau của Lăng Phong lại giống như một chậu nước lạnh dập tắt sự kích động của Tiêu Phàm. Nếu đây không phải là huyễn cảnh vậy thì chúng ta cũng có khả năng bị giết. Lăng Phong cũng không có lạc quan như Tiêu Phàm, mấy chục vạn địch nhân, chỉ bằng mấy tên chiến tôn cảnh bọn hắn thì làm sao có thể giết hết đây. Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, cho dù chết cũng phải kéo theo vài tấm đệm lưng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, sát cơ tăng cao, nhưng trong lòng hắn đã ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của người làm ra cái sát thần thí luyện này. Luyện tâm tháp còn có thể lý giải, dù sao đối với tu sĩ vẫn còn chỗ hữu dụng, nhưng sát thần thí luyện này quá huyết tinh, cũng quá gian nan. Người thường nhìn thấy tràng diện như thế này đã sớm co giò bỏ chạy rồi, nếu không trốn cũng xem như là một đại nhân vật rồi. Huyết sát, Tiêu Phàm triệu hồi U Linh chiến hồn, thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn tụ hợp lại, Tu La Tam Kiếm, huyết sát, một dãy lụa màu đỏ cao đến mấy trượng quét sạch một mảng địch nhân. Mấy tên quái vậy kia đều chỉ một kiếm chém ngang, tất cả máu tươi đều bị Tu La Kiếm hấp thu sạch sẽ. Mồ hôi trên trán Tiêu Phàm to như hạt đậu rơi xuống, chiến kỹ huyết sát tuy mạnh, một chiêu liền có thể chém chết mấy chục tên, nhưng tiêu hao cũng tỷ lệ thuận với uy lực. Giết mười mấy tên, mấy trăm, làm sao có thể giết được mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn đây? Không lo được nhiều đến thế. Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía, khắp nơi đều là quái vật huyết tinh làm cho lòng người phát lạnh, tất cả đều đã vây kín hắn, cơ hồ không có chút đường lui nào. Lão đại, người bảo vệ tiểu ma nữ và lão nhị. Tiêu Phàm để lại một câu nói, một tay cầm kiếm dũng mãnh lao đến. Trên cơ thể hắn kim sắc khí diễm đang cháy hừng hực, kim sắc khí diễm giao thoa mới máu tươi trên người hắn tạo nên một hình ảnh vô cùng tà dĩ, Tiêu Phàm lúc này hoàn toàn hóa thân trở thành một tên sát thần. Tu La Tam Kiếm, huyết sát liên tiếp thi triển, một kiếm này máu tươi hấp thụ càng nhiều thì sát ý càng mạnh, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Quái vật chết trong tay Tiêu Phàm đã không đếm được nữa, con đường hắn đi qua đều biến thành thi lộ đường xác chết. Giống. Tiểu Kim nhìn thấy Tiêu Phàm liền kích động gào thét, nó lúc này cũng không tốt đẹp gì, bên trong những thi thể này mặc dù không có chiến tông cảnh nhưng số lượng lại quá nhiều, căn bản là không giết hết được. Huyết sát, gầm lên một tiếng, một dãy huyết hà cao mấy chục tượng phóng lên tới tận trời, mấy trăm tên quái vật nhao nhao nổ nát, lần nữa hóa thành mưa máu tràn ngập trong hư không, sau một giây liền bị Tu La Kiếm hấp thu. Tiêu Phàm nhảy một cái liền xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Kim. Hắn cùng với Tiểu Kim liên thủ chống lại quái vật bốn phía. A, tiếng kêu thảm thiết của tiểu ma nữ truyền đến, ở chỗ nàng, vô số dây leo màu bạc bắn ra bốn phía, giống như một đàn rắn cùng động. Trong lúc nàng giết quái vật thì cũng có quái vật làm nàng bị thương, thi triển chiến hồn trong thời gian dài đối với nàng cũng có áp lực rất lớn. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng nóng nảy, con người liếc nhìn bốn phía, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên một tảng đá lớn ở trung tâm sơn cốc. Nhanh lên, chạy về hướng tảng đá kia, lấy công để thủ. Tiêu Phàm lo lắng kêu to, một tay cầm hồn tinh, một tay cầm Tu La Kiếm, lấy huyết sát để mở đường. Sau một lúc, Tiêu Phàm rốt cục đã chạy tới vị trí tảng đá lớn kia, hắn và Tiểu Kim xoay người bò lên trên cự thạch, quái vật như biển đã bao vây bốn phía cự thạch. Giờ phút này, sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch. Cho dù tốc độ hấp thu hồn tinh của U Linh chiến hồn rất nhanh nhưng được không bù mất, sớm hay muộn cũng bị thoát lực mà thôi. Tiểu Kim càng khổ sở hơn, mặc dù nó đột phá đến ngũ giai nhưng đừng quên nó đi vào trước cả bọn Tiêu Phàm, hiện tại nó đã giết đến mấy canh giờ rồi. Đồ lưu manh, chúng ta không chịu nổi nữa. Tiểu ma nữ sốt ruột kêu lên, ba người vừa chém giết vừa tiến về cự thạch nhưng vận khí ba người lại không tốt. Vậy mà gặp phải tầm 10 tên quái vật chiến tôn cảnh đỉnh phong, ba người rõ ràng bị cuốn lấy, máu me khắp người, tùy thời đều có thể ngã xuống. Tiểu Kim, người bảo vệ tốt cự thạch, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiêu Phàm cắn răng nói, Tiểu Kim vừa định ngăn cản nhưng Tiêu Phàm đã lao mình vào đàn quái vật. Huyết sát, lại là một kiếm, trên trăm tên quái vật chết đi, bước chân Tiêu Phàm đã có chút lung lay đứng không vững, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ngay lập tức, ở giữa ba người tiểu ma nữ và Tiêu Phàm xuất hiện một con đường. Lão Tam, ngươi, ba người Lăng Phong nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiêu Phàm, khi thấy bộ dáng Tiêu Phàm liền bị giật mình một cái. Còn không mau đi, Tiêu Phàm mỗi câu đều giống như phải dùng hết sức lực mà nói,
chỉ là sát khí trên người hắn càng lúc càng nặng hơn mấy phần. Thời gian tiến vào sơn cốc chưa đến một nén nhang, mấy tên quái vật chết trong tay hắn lúc này đã đếm không hết. Đi, Lăng Phong cũng không dám do dự, nếu chậm trễ thì cả bốn người bọn họ đều chết ở nơi này. Bàn tử vội vàng đuổi theo, chỉ là tiểu ma nữ có chút do dự, không muốn rời khỏi Thiêu Phàm. Đại tiểu thư, nếu không đi thì sẽ chết đấy. Đi mau, còn ngẩn ra đó làm gì? Thiêu Phàm trừng mắt nhìn tiểu ma nữ, hiện tại cũng không phải đùa giỡn mà chân chính đang liều mạng rồi. Đồ lưu manh, cẩn thận. Tiểu ma nữ đột nhiên kêu lên một tiếng, nàng lách người một cái liền xuất hiện ở sau lưng Thiêu Phàm. Thiêu Phàm chỉ cảm giác được một đạo huyết dịch nóng hổi vẩy lên trên mặt hắn. Toàn thân Thiêu Phàm run lên, con người kịch liệt co vào, bỗng nhiên quay người chém ra một kiếm, thuận thế đem tiểu ma nữ ôm vào trong ngực. Ở phần bụng của tiểu ma nữ có một vết cào dữ tợn, máu tươi róc rách chảy xuống, hô hấp của tiểu ma nữ rất yếu tựa như lúc nào cũng có thể chết đi. A, à, Thiêu Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, sát khí trùng thiên như thực chất hóa, hàn khí lạnh thấu xương từ trên người hắn liên tục tản ra. Tóc dài loạn vũ, trường bào nhuốm đầy máu bay phần phật như một tên ma nhân từ trong địa ngục thoát ra. Lăng Phong và Bàn Tử cách đó không xa run lên, hai người kinh hãi nhìn Thiêu Phàm, bọn hắn phát hiện mình cho tới bây giờ vẫn đánh giá thấp hắn. Chiến đấu vượt giai cũng không phải thực lực chân chính, Thiêu Phàm giờ phút này mới đáng sợ nhất sát thế. Sát khí ngưng tụ thành thế, con người Lăng Phong co rụt lại tràn ngập vẻ khó tin, hắn nhìn Thiêu Phàm giống như nhìn quái vật. Thế, bình thường chỉ có cường giả chiến tông cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Thiêu Phàm ở chiến sư cảnh liền lĩnh ngộ quyền thế và kiếm thế không nói, hiện tại lại lĩnh ngộ cả sát thế. Hơn nữa, sát thế không phải kiếm thế và quyền thế có thể sánh, hai cái sau chính là đại biểu cho vũ lực, dùng khí thế áp bách đối thủ, mà sát thế lại là uy hiếp chân chính, làm sâu trong linh hồn của người khác phải sợ hãi. Lăng Phong, Bàn Tử, thay ta bảo vệ nàng. Thiêu Phàm mang tiểu ma nữ giao cho hai người, sau đó nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm bốn phía. Lạnh giọng nói các ngươi, đều phải chết. Vạn Yên Chi Sào. Thiêu Phàm cầm tu la kiếm, toàn thân đẫm máu đi từng bước về phía cự thạch, Lăng Phong và Bàn Tử bảo hộ tiểu ma nữ lẳng lặng theo sau lưng. Lúc ba người đến tới cự thạch, Thiêu Phàm thủ hộ phía dưới, một người một kiếm chém sạch tất cả quái vật quanh đó. Huyết sát, Thiêu Phàm toàn lực phát ra một kiếm này vang theo vô tận sát thế cường đại, hơn 100 tên quái vật bị chém nát thành mưa máu. Thịt vụn lơi lả tả xuống đất. Lúc này Thiêu Phàm dường như đã tiến vào một trạng thái vô địch, hồn lực của hắn như vô tận, tinh lực vô hạn. Sau một lúc, thi thể dưới chân hắn đã chết chồng như núi, đã gần cao bằng với cự thạch, thiên khung đều bị nhuộm thành một màu huyết sắc, trong không khí mùi máu nồng nặc. Tóc Thiêu Phàm hoàn toàn biến thành màu đỏ, trường bào như một tấm vải bị thấm nước, trên đó vô số giọt máu tươi không ngừng tí tách rơi xuống. Ánh mắt hắn thập phần bình tĩnh nhìn quái vật đông như kiến xung quanh, trong lòng hắn không còn chút sợ hãi nào mà lại có một chút chờ mong. Hai người Bàn Tử và Lăng Phong đã sớm ngốc trệ, người này quả thật là Thiêu Phàm sao? Tiểu ma nữ che lại vết thương ở bụng, si mê nhìn Thiêu Phàm, trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười hạnh phúc, đau đớn từ vết thương kia đã không còn nữa. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan, một người một kiếm, máu nhuộm thanh thiên. Bàn Tử sớm đã đem Thiêu Phàm như tiên nhân trên trời rồi. Tiềm lực của lão tam nhất định là trên cả ta và ngươi, nhưng vì sao chiến hồn của hắn chỉ là tứ phẩm? Lăng Phong cũng tự than thở không bằng, trong vòng nửa chén trà nhỏ giết mấy vạn tên quái vật, cái này cũng quá biến thái rồi. Nhưng trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, một người như thế làm sao chỉ có chiến hồn tứ phẩm? Bàn Tử sờ cằm nghiêm túc suy nghĩ. Ánh mắt đột nhiên sáng lên nói, có lẽ tất cả mọi người đã nhìn lầm, chiến hồn lão tam cũng không phải là tứ phẩm chiến hồn, u ảnh, mà là chiến hồn thuộc tính hắc ám. Hắc ám chiến hồn, Lăng Phong híp hai mắt, sau đó lắc lắc đầu nói, không có khả năng tất cả mọi người nhìn lầm, bất quá, ta cảm giác chiến hồn của lão tam mấy ngày nay lại mạnh lên. Vô luận như thế nào thì hắn đều là lão tam, là huynh đệ của Nam Cung Tiêu Tiêu ta, là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Bàn Tử hít sâu một hơi kiên định nói. Lăng Phong trầm mặc không nói, trên mặt lóe lên một chút khổ sở, thầm nghĩ trong lòng, đồng sinh cộng tử. Có lẽ ta vẫn chưa coi Thiêu Phàm là huynh đệ chân chính, Bàn Tử nói rất đúng, làm huynh đệ đều có thể tin tưởng giao tính mạng mình cho đối phương,
nhưng Lăng Phong ta ngay cả tính mạng của mình còn không giữ được. Ai cũng không biết trong lòng Lăng Phong đang suy nghĩ điều gì, sau một lát, ánh mắt mấy người lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm như một cỗ máy giết chóc, trong lòng hắn lúc này chỉ có một chữ, giết. Không biết qua bao lâu, tinh thần hắn đã có chút hoảng hốt, quái vật chết ở trên tay hắn đã đắp lên thành núi, hai chân hắn gắt gao chìm vào trong đống xác chết để chống đỡ cho cơ thể hắn không ngã xuống. Bên dưới núi xác, chỉ còn một hai vạn tên quái vật, bọn chúng căn bản không có ý thức vẫn trùng kích lên như cũ. Mỗi khi sắp tới gần, Tiêu Phàm lại vung một kiếm ra, một kiếm tuy rất bình thường nhưng lại ẩn chứa uy thế thông thiên, sau vô số lần thi triển huyết sát thì hắn cuối cùng đã lĩnh ngộ hoàn toàn một kiếm. Lúc này hắn đã có thể dùng hồn lực ít nhất để thi triển ra uy lực mạnh nhất. Đám người chờ đợi bên ngoài đã bắt đầu không kiêng nhẫn. 7 ngày, huyết phụ kia vẫn còn mà đám Tiêu Phàm còn chưa đi ra, chẳng lẽ thật sự đã chết ở bên trong rồi? Chắc hẳn là chết rồi, Khúc Sư Huynh đã nói, tầng thứ 6 phải đối mặt với 16 tên có chiến lực ngang với bản thân, ngay cả đám người Khúc Sư Huynh còn không dám tiến lên, bọn kia chết là cái chắc. Hay là trước tiên nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này đi, cái sát lục không gian ngay cả chim cũng không thèm ỉa này, ngay cả một con hồn thú đều không có, hiện tại chúng ta vẫn còn ở trong Yến Thành Thu Liệp đấy. Vẫn là nhị vương tử lợi hại, căn bản cũng lười quan tâm đến cái sát lục không gian này, Yến Thành Thu Liệp đã qua 20 ngày, hiện tại chỉ còn có thời gian 10 ngày, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn thì hạng nhất lần này ngoại trừ nhị vương tử thì không còn ai khác. Đám người chuẩn bị rời đi, trong lòng tràn ngập không cam lòng, bọn hắn vô cùng khát khao hướng về chiến đế Tư Hiền Thừa nhưng cuối cùng phải hai tay trắng trở về, không thu được bất cứ thứ gì, thậm chí còn làm chậm trễ thời gian Yến Thành Thu Liệp. Đúng lúc này, Triệu Vô Bệnh nghe được những âm thanh nghị luận kia, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thầm nói, Tiêu Phàm giết hơn 1 vạn hắc huyết nha của ta, đây chính là gần 100 vạn điểm tích lũy rồi, Vân Lạc Vũ muốn xếp hạng nhất. Nằm mơ, vào thời khắc đám người quay lưng lại, luyện tâm tháp lần nữa bạo động, huyết quang khủng bố hừng hực chiếu rọi khắp sát lục không gian. Sát khí vẫn làm người ta khiếp vía như cũ, mấy người chuẩn bị rời đi cũng đứng lại, quay đầu nhìn về phía luyện tâm tháp. Phốc, sau khi giết chết một tên quái vật cuối cùng, bước chân Tiêu Phàm đã không đứng vững được nữa, hắn vội vàng dùng tu la kiếm chèo chống thân thể mới không bị ngã xuống. Ong ong, đột nhiên, vô tận huyết quang từ 4 phương 8 hướng tập trung về phía Tiêu Phàm, huyết quang hóa thành sương mù máu thẩm thấu vào bên trong cơ thể hắn, chạy khắp toàn bộ kinh mạch. Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt ra lại phát tất cả mỏi mệt đang chậm rãi biến mất, một cảm giác nhẹ nhàng khoang khoái lan tỏa toàn thân, sát khí trên người hắn cũng tiêu tán đi không ít. Đồng thời, tiểu ma nữ, Lăng Phong, Bàn Tử và Tiểu Kim cũng được huyết quang khôi phục lại sức lực. Giết một là tội, đồ vạn là hùng. Đồ đến 900 vạn, chính là hùng trong hùng. Đột nhiên, một đạo âm thanh già nua vang lên, cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh lại bắt đầu thay đổi, biến thành một không gian nhỏ, mấy người xuất hiện ở tầng 6 của luyện tâm tháp. Chúc mừng thông qua sát thần thí luyện, có thể nhận được sát thần truyền thừa. Âm thanh già nua không biết từ đâu phát ra, vừa dứt lời, từng đạo lưu quang từ cửa vào tầng thứ 7 vọt tới. Nhìn kỹ, lưu quang kia cũng chỉ có 4 tia. Không đợi đám người phản ứng đã bay thẳng vào mi tâm tiểu ma nữ, Lăng Phong, Bàn Tử và Tiểu Kim, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Tiêu Phàm ngốc trệ tại chỗ không biết làm sao, tinh thần hắn cũng bắt đầu bình tĩnh lại đánh giá mọi chuyện đã xảy ra. Hình như mấy chục vạn, hơn 100 vạn quái vật đều do ta chém giết đi, tại sao cái sát thần truyền thừa này lại không có phần của ta? Ngay cả bọn tiểu ma nữ cũng nghi hoặc không hiểu, công thần lớn nhất hẳn là Tiêu Phàm mới đúng. Tại sao bọn hắn đều có ban thưởng nhưng mỗi mình Tiêu Phàm lại không có? Đệ tử Tu La Điện thông qua sát thần thí luyện, mời tiến về tầng thứ 7 lấy đồ vật thuộc về ngươi. Âm thanh già nua kia lại tiếp tục vang lên. Tu La Điện, đám người Tiêu Phàm ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Cái gì Tu La Điện, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Ta chỉ biết có chiến hồn điện thôi. Bàn Tử móc móc lỗ tai. Không thèm để ý nói. Nghe thấy Bàn Tử nói, Lăng Phong không khỏi liếc mắt nhìn tiểu ma nữ, lại nói, chiến hồn đại lục cuồn cuộn vô biên, chưa nghe nói qua cũng rất bình thường, có lẽ thật sự có thế lực như Tu La Điện tồn tại cũng không chừng.
có tồn tại hay không cũng không sao, thử một cái liền biết chứ gì. Tiểu ma nữ lại khôi phục bộ dáng nhởn như hàng ngày, bất quá ký ức vừa rồi vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm. Tốt, ta tới thử xem. Bàn tử thập phần hưng phấn, ma quyền sát trưởng, xem ra tên mập này muốn truyền thừa của chiến đế đến phát điên lên rồi. Cầu kim, nhìn thấy bộ dáng kích động của bàn tử mấy, Tiêu Phàm lại duy trì trầm mặc, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua tu la kiếm trong tay, trên người hắn vẫn còn một cỗ sát khí hùng mạnh đang ẩn tàng. Mặc dù vừa rồi chỉ là huyễn cảnh đặc thù nhưng sát khí này lại tồn tại chân thực, chém giết quái vật quá nhiều, mặc dù đã tỉnh lại nhưng sát khí vẫn không tan. Tu la điện, tu la kiếm, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, cũng không phải trùng hợp như thế chứ. Một tiếng nổ vang, bàn tử vừa mới đi vào thông đạo tầng thứ 7 liền bị một cỗ huyết khí đánh bay ra, thân thể văng lên trên tường làm hắn đau đến nghiến răng. Xem ra không phải ngươi. Lăng Phong lắc đầu cười một tiếng. Chẳng lẽ bàn gia cùng với cái truyền thừa này hữu duyên vô phận? Bàn tử bộ dáng không cam tâm, bất quá cũng không dám tùy tiện thử nghiệm tiếp. Lăng Phong, ngươi đi thử xem. Tiểu ma nữ nói. Lăng Phong lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng nhìn Tiêu Phàm, nói, lão tam, ngươi đi đi. Bàn tử và tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thần sắc của hai người như muốn nói, sẽ không phải lại là ngươi chứ. Lần trước được một thanh thần kiếm và một bản chiến kỹ, lần này lại có thể được cái gì? Tiêu Phàm gật đầu, chậm rãi đi đến thông đạo tầng thứ 7, quỷ dị là, sự tình gì đều không phát sinh, Tiêu Phàm bắt đầu biến mất dần trong tầm mắt mọi người. Ai, người so với người đúng là làm người ta tức chết, tại sao chuyện tốt gì đều rơi hết vào đầu lão tam a? Bàn tử phủi cái mông một chút, khó chịu đứng dậy. Chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Vừa rồi ta được một bản chiến kỹ, các ngươi được cái gì? Tiểu ma nữ cười khanh khách, đối với truyền thừa kia nàng không hề bận tâm chút nào. Ta cũng vậy, chiến kỹ này gọi là lưu tinh hám thiên quyền gì đó. Bàn tử nói đến chiến kỹ, vẻ chán trường trên mặt biến mất không ít, tên mập này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa. Ta cũng vậy, thi vũ, chiến kỹ của ngươi là gì? Lăng Phong nịnh nọt nhìn tiểu ma nữ. Không có gì. Hình như gọi là thánh hồn quyết, là chiến kỹ hệ trị liệu. Tiểu ma nữ giải thích nói, ánh mắt nàng vẫn tập trung vào thông đạo tầng thứ 7. Chiến kỹ trị liệu, bàn tử đột nhiên hô lên thất thanh. Chiến hồn đại lục cuồn cuộn vô biên, người nắm giữ chiến hồn không ít, chủng loại chiến kỹ cũng có rất nhiều, nhưng chiến hồn hệ chữa trị và chiến kỹ lại cực kỳ thưa thớt, cho dù là chiến kỹ trị liệu tam phẩm cũng đã quý giá hơn lục phẩm chiến kỹ rồi. Từ đó có thể thấy được sự chân quý của chiến kỹ trị liệu. Dù sao tạm thời cũng xem cũng không hiểu, nói cho các ngươi cũng không sao. Tiểu ma nữ nhún nhún vai nói. Không cần. Lăng Phong đột nhiên mở miệng, thần sắc thập phần nghiêm nghị, nói thi vũ, nhị mập, chiến kỹ này các ngươi đừng tùy tiện sử dụng. Ta cảm thấy tu la điện này bất phàm, những chiến kỹ này dễ dẫn tới họa sát thân. Chúng ta thì không sao, dù sao ở nơi này là Đại Yên Vương Triều. Người dám giết chúng ta cơ hồ là không có, nhưng còn lão tam thì sao? Nghe Lăng Phong nói, bàn tử và tiểu ma nữ trầm mặc, bọn hắn ít nhiều đều biết một chút về bối cảnh của đối phương, Lăng Phong cũng không phải là đang nói khoác. Ở Đại Yên Vương Triều này, người có thể giết bọn hắn cơ hồ không có, nhưng Tiêu Phàm lại khác, hắn chỉ là đệ tử của một cái gia tộc nhỏ ở biên hoang hẻo lánh mà thôi ta biết, nhưng lời nói ta vẫn như trước, ai dám đụng đến huynh đệ ta. Ta liền diệt cửu tộc của hắn. Ánh mắt bàn tử thập phần kiên định, người huynh đệ Tiêu Phàm này hắn cũng đã nhận rồi. Tiểu ma nữ trầm mặc không nói gật đầu, trong lòng nàng suy nghĩ cái gì thì chỉ có nàng mới biết. Tiểu kim gầm nhẹ mấy tiếng, đồng ý với lời nói của bàn tử. Lại nói Tiêu Phàm một mình một người đi vào tầng thứ 7, hắn đang đứng trước một cánh cửa đá, tu la kiếm trong tay đang rung động kịch liệt, tựa như đang cực kỳ kích động. Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ cửa đá, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một lỗ như là lỗ chìa khóa, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mà vào. Trong lúc Tiêu Phàm đang bối rối thì tu la kiếm càng rung rung mãnh liệt. Chìa khóa, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, trong nháy mắt nghĩ đến điều gì, hồn lực khẽ động, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài màu đỏ. Hắn ngay lập tức đem lệnh bài đặt vào trong lỗ nhỏ, không ngờ lại thật sự thành công. Cửa đáng kia đang từ từ mở ra.
một cỗ khí tức tang thương cổ lão ập vào mặt, toàn thân Tiêu Phàm run lên, trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất như đã kinh lịch tuế nguyệt vạn cổ, loại cảm giác này thập phần huyền diệu. Khi hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đã tiến vào tầng 7, nơi này hoàn toàn khác với 6 tầng còn lại, không gian này huyết vụ tràn ngập vô cùng vô tận. Ong ong, Tu La kiếm rung động, điên cuồng hấp thu huyết vụ ở đây, cũng đúng lúc này, ngoại thân Tiêu Phàm bắt đầu phát ra kim sắc khí diễm, hỏa diễm trong đan điền trong nháy mắt bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Phàm. Vô tận chiến hồn, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, vô tận chiến hồn vậy mà chủ động xuất hiện, sự tình này rất ít phát sinh, chẳng lẽ vô tận chiến hồn có quan hệ với Tu La Điện? Người có từng đoán được một chút? Trong lúc Tiêu Phàm còn đang mơ màng thì một thanh âm già nua vang lên, cách Tiêu Phàm không xa có một đạo hư ảnh mơ hồ đang ngưng tụ, nhìn qua giống một người nhưng lại không mấy chân thật. Tiêu Phàm giật mình, đề phòng nhìn hư ảnh đối diện, hắn nắm chặt Tu La kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tiểu tử, không cần khẩn trương như thế, lão phu bất quá chỉ là một chút linh trí của luyện tâm tháp mà thôi. Hư ảnh mở miệng nói, lộ ra vẻ cao thâm mặt chắc. Vãn bối Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối, còn mời tiền bối giảng giải. Tiêu Phàm hơi đỏ mặt, mình quả thật quá cẩn thận, lấy thực lực hư ảnh nếu muốn giết mình thì mình cũng không có chút sức hoàn thủ nào. Tiểu tử, đừng ở trước mặt lão phu thi triển chút công phu này. Hư ảnh xem thường nhìn Tiêu Phàm, lúc này mới nói, ngươi đoán không sai, vô tận chiến điển và vô tận chiến hồn xác thực đều là đồ vật Tu La Điện, thậm chí ngay cả thanh kiếm trong tay ngươi cũng là thần vật của Tu La Điện. Nói khó nghe một chút, nếu tiểu tử ngươi bị người của thần thành nhìn thấy thì nhất định chết không toàn thây. Nghe thấy hư ảnh nói, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân run rẩy, đồ vật này thật sự chân quý như vậy sao? Hắn lập tức nhìn về phía hư ảnh yếu ớt hỏi, thần thành. Tiền bối, xin hỏi thần thành là cái gì? Hư ảnh một cái lảo đảo, mém chút từ hư không rơi xuống đất, thanh âm bỗng bén nhọn mấy phần, người ngay cả thần thành cũng không biết. Chưa từng nghe nói qua. Tiêu Phàm rất chân thành gật gật đầu, ta chỉ nghe nói qua Vương Triều. Vương Triều, Vương Triều tính là cái gì chứ? Hư ảnh không khỏi nổi giận mắng, chiến hồn đại lục cuồn cuộn vô biên, lấy thần thành vi tôn, bên dưới thần thành có cửu đại thánh thành, 81 đế quốc, 720 hoàng triều. Vương Triều trong miệng ngươi bất quá chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, dùng cả đơn vị ngàn mà tính. Tiêu Phàm đã sớm há hốc miệng, bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết chiến hồn đại lục rất lớn nhưng không ngờ lại lớn như thế, thế lực như Đại Yên Vương Triều đã nhiều đến mấy ngàn, vậy thì Tiêu Thành thì sao? Chẳng phải là có đến mấy vạn, tiểu tử, có phải đã kinh ngạc đến ngây người rồi không? Biết mình cô lậu quả văn đến thế nào chưa? Hư ảnh một mặt xem thường nhìn Tiêu Phàm, người từ đâu đến? Đại Yên Vương Triều. Tiêu Phàm hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại, hắn phát hiện, bản thân quá xem nhẹ chiến hồn đại lục rồi. Đại Yên Vương Triều, hư ảnh xoa cằm một cái, bộ dáng trầm tư, lúc này lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, Đại Yên Vương Triều thuộc về thế lực của đế quốc nào? Không biết. Tiêu Phàm bó tay, hắn chỉ biết có Đại Yên Vương Triều. Làm sao biết trên vương triều còn có cái gì hoàng triều và đế quốc? Vậy thì phải biết thuộc hoàng triều nào chứ? Hư ảnh mém chút giận. Không biết. Tiêu Phàm vẫn lắc đầu như cũ. Tiểu tử, ngươi làm sao sống được đến hiện tại thế? Cái này không biết, cái kia cũng không biết. Hư ảnh rốt cục giận, thiếu chút nữa thì không nhịn được tát chết Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm đỏ lên, mình thực không biết a. Thân thể này lúc trước toàn tâm toàn ý muốn thức tỉnh chiến hồn, hắn làm gì có thời gian để quan tâm đến mấy việc này chứ? Hắn sau khi trùng sinh đã cố gắng tu luyện, trừ tu luyện vẫn là tu luyện, cũng không thời gian đi quản sự tình khác, không biết cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, hư ảnh thở dài đặt mông ngồi dưới đất, nổi giận mắng, sát thần, con mẹ nó ngươi trêu chọc ta, để cho ta tới cái nơi chim không thèm ỉa này để tìm người thừa kế cho ngươi. Hư ảnh giận mắng một trận, Tiêu Phàm đứng đó ngay cả thở mạnh cũng không dám, hư ảnh mắng cả nửa ngày mới bắt đầu mệt mỏi không chửi nữa. Thôi, lão phu sống lâu như vậy, còn việc gì mà chưa thấu đây? Hư ảnh thở dài nhìn Tiêu Phàm nói, tiểu tử, không biết ngươi may mắn hay là bất hạnh nữa, ngươi đã trở thành truyền nhân đời thứ 19 của Tu La Điện. Tiền bối, đây là có ý gì? Tiêu Phàm lấy dũng khí hỏi, trong lời của lão bất tử này có hàm ý.
lấy tính cách Tiêu Phàm thì hắn khẳng định phải tìm hiểu rõ ràng. Có ý gì thì nói cho ngươi biết cũng vô ích, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, kể từ bây giờ, ngươi có thể trở thành người đứng đầu thiên hạ, cũng có khả năng thi cốt không còn, ta đây liền đem truyền thừa một mạch này giao cho ngươi. Hư ảnh thản nhiên nói, đưa tay vung lên, một vệt sáng đột nhiên bắn vào cơ thể Tiêu Phàm. Tiền bối, chờ đã. Tiêu Phàm vội vàng kêu to, hắn vốn muốn cự tuyệt cái truyền thừa này nhưng lưu quang kia quá nhanh, đã trực tiếp bắn vào trong cơ thể hắn, vô tận chiến hồn bắt đầu thiêu đốt tỏa ra khí thế hừng hực. Tiểu tử, người cần phải cân nhắc kỹ, nếu bây giờ từ bỏ thì sẽ mất hết tất cả. Hư ảnh tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của Tiêu Phàm, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Tiêu Phàm không biết nói gì, trong lòng đem lão bất tử này mắng đến vạn lần, đây mà là cho mình cơ hội lựa chọn sao? Căn bản là ép buộc mà. Cũng đúng lúc này, trong đầu hắn hiện lên vô tận chiến điển, một lượng lớn tin tức tràn vào, tin tức so với lần trước gặp được vô tận chiến hồn thì nhiều hơn gấp mấy lần. Tu La Điện, chiến hồn đại lục, một trong tam đại thần điện chí cao, đặt song song cùng chiến thần điện, truyền thừa điện. Làm người thừa kế của Tu La Điện, kế thừa vị trí điện chủ của Tu La Điện. Vô tận chiến hồn, là tâm đắc truyền thừa của 18 đời Tu La Điện chủ, cùng với những chuyện kỳ dị trên chiến hồn đại lục, chiến kỹ, công pháp, thần binh, phương thuốc, đan phương các loại, tất cả đều ở bên trong. Vô tận chiến điển, chính là vô thượng công pháp của Tu La Điện. Vô số tin tức tràn vào não hải của Tiêu Phàm, hắn cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, gân xanh trên trán ngọ nguậy giống như con giun. A, Tiêu Phàm ôm đầu kêu thảm, miệng sùi bọt mép, ký ức đánh thẳng vào thần hồn của hắn, trong đầu cảm giác như muốn nứt ra. Vô tận chiến hồn và Tu La kiếm điên cuồng hấp thu huyết phụ ở đây, huyết phụ cuồn cuộn quay cuồng, thanh thế cuồn cuộn. Loại cảm giác này còn thống khổ hơn cả bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm, Tiêu Phàm cũng được xem là người đã chết đi một lần, nhưng loại cảm giác hiện tại lại làm hắn muốn đi tự sát. Hồng hộc. Sát khí khủng bố từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, ngưng tụ thành một loại thế khủng bố, hai mắt Tiêu Phàm đỏ bừng giống như đang mê muội. Tu La truyền thừa, Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, cố gắng kìm nén xúc động muốn tự sát, hắn biết nếu như trước đó không có phân đoạn kinh lịch sát thần thí luyện làm tâm tính hắn kiên cố đến một mức độ khó tưởng, thì hiện tại hắn đã sớm chết đi rồi. Tiểu tử, người rất không tệ, lại kiên trì một hồi. Hư ảnh hiếm khi khen ngợi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, trong đầu cấp tốc tiêu hóa những tin tức kia, làm hắn kinh ngạc chính là chiến hồn đại lục so với hắn tưởng tượng thì càng to lớn hơn nhiều. Hắn giống như đang xem phim, đoạn phim nhanh chóng vụt qua, tất cả đều được thu lại trong đáy mắt, giang sơn như họa ầm ầm sống dậy làm cho lòng người chờ mong. Nam Nhi chí tại bốn phương, Đại Yên Vương triều này quả thật chỉ là một nơi nhỏ bé. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Thời gian chừng nửa ngày, tất cả huyết phụ bị hắn và Tu La kiếm hấp thu không còn một mảnh, lúc này Tiêu Phàm mới dừng lại, quá trình này tuy vô cùng thống khổ nhưng hắn vẫn không ngã xuống, hắn một mực kiên trì đứng vững làm cho hư ảnh kia kinh ngạc không thôi. Tiểu tử, người đã được Tu La truyền thừa, biết rõ gánh nặng đường xa chưa? Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Hư ảnh ngưng tiếng nói, vì để không ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngươi. Có chút ký ức truyền thừa nhất định phải chờ đến lúc ngươi đủ thực lực mới có thể giải khai, ngươi không cần phải mất công tìm kiếm làm gì, ngươi chỉ cần biết Tu La nhất mạch không có bằng hữu chân chính, chỉ có giết chóc mới có thể trưởng thành. Tiêu Phàm cau mày một cái, Tu La không được có bằng hữu sao? Điểm này Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, thầm nghĩ trong lòng, cho dù trở thành Tu La, Tiêu Phàm ta cũng không hoàn toàn là Tu La, ta nhất định trở thành một Tu La có tình cảm. Làm người hai đời. Tiêu Phàm rất rõ Tu La đại biểu cho giết chóc, đại biểu cho huyết tinh, bất quá, hắn luôn biết bản thân mình muốn cái gì. Ngươi còn muốn biết gì không? Hư ảnh thấy Tiêu Phàm không nói, lại mở miệng hỏi. Tiền bối, Tu La điện vì sao diệt vong? Tiêu Phàm ngẫm lại, hít sâu một hơi nói. Không sai, Tu La điện mặc dù đã từng rất cường đại nhưng hiện tại đã diệt vong, chí ít, trong trí nhớ Tiêu Phàm không có cái tên Tu La điện này. Hơn nữa bọn Lăng Phong và Tiểu Ma Nữ cũng không hề biết. Hắn cảm thấy mình nên biết rõ địch nhân của Tu La Điện, một khi thân phận bản thân bị bại lộ cần phải đối mặt với những ai. Ta cũng không biết, ta chỉ biết Tu La Điện không có bằng hữu,
huống chi chiến hồn đại lục hiện tại cũng không còn là chiến hồn đại lục khi trước, ngươi bây giờ là điện chủ Tu La Điện, mấy sự tình này ngươi phải tự mình giải quyết thôi. Hư ảnh lắc đầu, hơi không kiên nhẫn nói. Tiêu Phàm mặt sạm lại, mình cái gì cũng không biết thì xử lý được cái vẹo gì. Tốt, lão phu cũng sắp tiêu tán rồi, ta sẽ giúp ngươi một việc cuối cùng, thanh Tu La kiếm này quá nổi bật rồi. Hư ảnh hô tay một hồi, một đạo thất thải quang mang từ trong hư ảnh bắn vào giữa thân kiếm. Tu La kiếm một màu xích hồng lại biến thành một thanh bạch sắc trường kiếm, hai chữ Tu La trên thân kiếm cũng dần dần biến mất, nhìn Tu La kiếm lúc này chẳng khác gì một thanh bảo kiếm bình thường cả. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, nếu một ngày ngươi gặp bản thể của ta thì hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút. Hư ảnh nói câu cuối cùng sau đó tán ra. Ta sẽ... Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, được truyền thừa của Tu La nhưng hắn không chút nào cao hứng, thậm chí có một chút trầm trọng. Phàm là Tu La, cả thế gian đều là địch, được Tu La truyền thừa, địch nhân của hắn không phải là một người, 10 người, hay là một gia tộc, mà là toàn bộ thế giới. Cho dù làm địch với cả thế gian thì có làm sao? Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một đạo lãnh quang, một lát sau liền khôi phục lại như cũ. Oanh, đột nhiên. Một tiếng nổ vang, không gian bốn phía vặn vẹo một trận, luyện tâm tháp bắt đầu biến ảo. Rất nhiều tu sĩ bên ngoài luyện tâm tháp đã rời đi, chỉ còn một vài người lưu lại, dù sao lúc này vẫn còn trong yến thành Thu Liệp, thời hạn một tháng đã bắt đầu đến gần. Đã mấy ngày rồi, tại sao bọn Tiêu Phàm vẫn chưa đi ra, chẳng lẽ thật sự đã chết ở bên trong? Ai biết, cái địa phương quỷ quái sát lục không gian này chẳng thấy sát lục chỗ nào cả. Chỉ có mỗi cái luyện tâm tháp này có chút hữu ích, ta thấy trong đây chẳng hề có chiến đế truyền thừa gì đâu, đừng nói giết chóc, ngay cả hồn thú cũng không thấy một con, lần này bị người ta chơi một vố rồi. Đi vào nơi quỷ này hiện tại còn không ra được. Đám người vô cùng phẫn nộ, bọn họ đều bị vây ở trong sát lục không gian nhìn Yến Thành Thu Liệp đang dần đến hồi kết mà không làm được gì, bọn họ căn bản không thể rời khỏi nơi đây. Nếu như ở đây có hồn thú thì không nói làm gì. Bọn họ còn có thể săn giết hồn thú để lấy hồn tinh, nhưng ở đây cái gì cũng không có, cho dù giết sạch mọi người thì cũng không được bao nhiêu điểm tích lũy. Oanh, đúng lúc này, luyện tâm tháp đột nhiên nổ tung, khí lãng khủng bố bắn ra bốn phương tám hướng làm đám người thất kinh, mấy tên tu sĩ đứng gần luyện tâm tháp đều bị chấn nổ tung thành một đám xương máu. Cho dù cách đó mấy dặm đều bị khí thế kia làm bị thương. Mấy tên tu sĩ khác đều giống như sâu kiến bị thổi bay lộn nhào trên không trung. Cái gì gọi là giết chóc? Cái gì gọi là tử vong? Những người kia trước giây phút đối mặt với tử thần đều hiểu ra. Mảnh không gian này dần dần sập đổ, đám người thất kinh, tiếng kêu la hoảng sợ vang lên khắp nơi. Vị trí nổ mạnh nhất chính là chỗ luyện tâm tháp, nhưng nơi đó lại có 5 thân ảnh không hề bị chút tổn thương nào. Không, nói cho đúng là 6 bóng người. Trừ đám người Tiêu Phàm thì còn có Triệu Vô Bệnh, nguyên bản hắn đang ở trong huyễn cảnh tầng thứ 5 giết địch, kiên trì mấy ngày, không ngờ lại đột nhiên tỉnh lại. Triệu Vô Bệnh trợn to hai mắt nhìn động tĩnh bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy bọn người Tiêu Phàm thì tựa như nhìn thấy quỷ. Mấy người bọn hắn đều ở tầng trên không phải là tầng 6, thực lực đám người Thần Phong học viện đều biến thái như thế sao? Một cơn gió lớn thổi qua, thân thể mấy người cũng không nghe sai khiến, tất cả đều bị thổi tán loạn đi, tiểu ma nữ gắt gao ôm lấy cánh tay Tiêu Phàm làm Tiêu Phàm cười ha ha. Lăng Phong đối diện dương nanh múa vuốt, hận không thể ngay lập tức đổi vị trí với Tiêu Phàm, nhưng cơ thể hắn đang bị bàn tử ôm chặt lấy làm hắn nghiến răng nghiến lợi không thôi. Đồng thời, tiểu kim cũng biến lại thành con mèo, nó dùng tứ chi chụp chặt đầu của bàn tử làm hắn kêu chí chóe cả lên. Cuồng phong càng lúc càng lớn. Mấy người Tiêu Phàm đã không mở mắt ra được, phía xa có hai đạo thân ảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, hai tên cường giả của Tôn gia rất muốn tiến lên nhưng bọn chúng lại vô lực, không thể làm gì. Không biết qua bao lâu, đám người Tiêu Phàm dần mất đi chi giác lâm vào hôn mê. Đây là đâu? Tiêu Phàm mở mắt ra, hắn phát hiện trong ngực đang có một bóng hình gầy gò xinh đẹp lẳng lặng nằm ở đó, người kia chính là tiểu ma nữ. Tiêu Phàm gọi một lần nhưng vẫn không có phản ứng, hắn dứt khoát để cho nàng nằm ngủ trên ngực mình, qua một canh giờ mà tiểu ma nữ vẫn chưa ngủ làm cho Tiêu Phàm có chút buồn bực. Uy, được rồi, tay ta đều tê hết rồi.
Tiêu Phàm phóng hồn lực ra liền biết tiểu ma nữ đang giả vờ hôn mê. Một giấc này đúng thật là đã a. Tiểu ma nữ ngáp duỗi người một cái, giống như đều không có phát sinh việc gì. Ngươi thì ngủ ngon, nhưng ta ngủ không ngon. Tiêu Phàm bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi nói cái gì? Tiểu ma nữ trợn mắt chừng một cái, Tiêu Phàm lập tức ngậm miệng lại, tiểu ma nữ nếu điên lên thì hắn sẽ phải vô cùng khổ sở. Hắn nói, hắn cũng muốn ngủ, nếu các ngươi đã muốn ngủ vậy thì ta sẽ cho các ngươi ngủ cả một đời. Một giọng nói hung ác nham hiểm từ phía sau truyền đến, hai người Tiêu Phàm quay đầu lại, cách đó mười mấy mét đang có hai đạo thân ảnh đang lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn. Lại là các ngươi, đúng là âm hồn bất tán. Ánh mắt Tiêu Phàm liếc một cái liền nhận ra hai người này, đây không phải là hai vị cường giả chiến tôn của Tôn gia sao? Lần này xem ngươi còn trốn ở đâu, ta không đem ngươi chém thành tám khúc thì lão phu sẽ theo họ ngươi. Lão giả cụt tay gầm lên một tiếng, thân hình lao ra như con sói đánh về hướng Tiêu Phàm. Ta cũng không có tên nhi tử bất hiếu như ngươi. Tiêu Phàm đẩy tiểu na nữ sang một bên, sát khí khủng bố từ trên người hắn xuất hiện, tay cầm tu la kiếm ngay lập tức chém ra. Huyết sát, huyết ảnh hóa thành một chân trời màu máu, sát khí lạnh lẽo thấu xương làm lão giả cụt tay đối diện phải sững sờ, kinh hoàng tránh sang một bên, nhưng dù thế thì cánh tay cụt kia vẫn bị kiếm thế sượt trúng, máu tươi phun như suối. Sát thế, ngươi đã lĩnh ngộ sát thế trong truyền thuyết, rốt cục ngươi đã giết bao nhiêu người? Lão giả áo bào xanh ở phía sau kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Lĩnh ngộ võ đạo của cường giả chiến tông cũng không phải chiến tôn cảnh có thể so sánh. Chiến tông cảnh cho dù áp chế tu vi thi triển tam phẩm chiến kỹ thì cho dù chiến tôn cảnh cố gắng thi triển chiến kỹ tứ phẩm đỉnh phong cũng không thể địch lại. Sự chênh lệch của hai đại cấp bậc chính là như thế, một khi lĩnh ngộ thế thì uy lực chiến kỹ nhất định sẽ tăng gấp đôi, tam phẩm chiến kỹ luyện đến cấp độ lô hỏa thuần thanh lại cộng thêm thế, chiến lực đương nhiên sẽ tăng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm tại chiến sư cảnh đỉnh phong liền đánh lui chiến tôn hậu kỳ, chém giết qua chiến tôn trung kỳ. Lĩnh ngộ thế, liền có thể trở thành tông sư, chỉ cần hồn lực đột phá chiến tông cảnh thì sẽ trở thành chiến tông chân chính. Tiêu Phàm hiện tại đã lĩnh ngộ được thế, chỉ cần hồn lực của hắn đạt yêu cầu thì nhất định sẽ đột phá lên chiến tông cảnh danh con, ngươi hết lần này đến lần khác đều đánh lén ta, đi chết đi. Lão giả cụt tay nổi giận, trường đao hướng lên trời, hồn lực cuồn cuộn tập trung tạo thành một đao cương cao đến mấy trượng, đao mang gào thét, khí thế sắc bén vô cùng. Đánh lén sao? Tiêu Phàm cười lạnh, lần trước chém đứt một tay của hắn thì coi như đánh lén, nhưng hôm nay ta xuất thủ ngay trước mặt ngươi mà còn nói là đánh lén. Tiêu Phàm lười nói nhảm với hắn, lại chém ra một kiếm, sát thế và kiếm thế dung hợp với nhau làm quang mang ngày càng sáng chói, khí thế càng lúc càng khiếp người. Cho dù có lĩnh ngộ được thế thì làm sao, ngươi chỉ là chiến tôn cảnh, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được sự chênh lệch giữa chiến tông và chiến tôn. Lão giả cụt tay cười lạnh nói, trường đao nhất kích tất sát chém xuống. Có đúng không? Tiêu Phàm cười tà một tiếng, luận kinh nghiệm chiến đấu, mình ở bên trong sát thần thí luyện, diệt sát mấy trăm vạn, ai có thể cùng ta so sánh? Luận hồn lực do U Linh chiến hồn luyện hóa đều là hồn lực tinh túy, kinh mạch cũng không phải cùng giai có thể sánh, cho dù chiến tông cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể so với ta. Đối với lĩnh ngộ kiếm thế và sát thế, ta càng không kém gì lão giả tay cụt kia. Kết hợp cả ba điều trên, Tiêu Phàm cũng không cho rằng mình yếu hơn chiến tông cảnh sơ kỳ, cho dù là chiến tông trung kỳ thì hắn vẫn có khả năng đánh một trận. Phá lãng, hoành tảo thiên quân, hai người gần như đồng thời gầm thét, đao thế của lão giả tay cụt bổ xuống, khí thế trùng kích vô cùng sắc bén. Tiêu Phàm lại bình tĩnh vung ra một kiếm, vô số kiếm khí nở rộ giống như vạn kiếm tề phát ở trước người hắn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Lão giả tay cụt cười lạnh, nhưng lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên che cổ mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ bằng ta? Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở trên một cây đại thụ, vẩy kiếm một cái, ánh mắt vô tình nhìn vào lão giả. Phốc, huyết ảnh tung tóe trong không trung, lão giả tay cụt cố gắng che vết thương ở cổ nhưng không cách nào ngăn được, máu tươi trên cổ hắn vẫn phun ra như suối. Thần sắc Tiêu Phàm lại vô cùng bình tĩnh, hắn không giống như vừa mới giết người, mà như làm một công việc thường ngày nào đó. Lão giả áo bào xanh nơi xa nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, không lo được cho lão giả cụt tay kia nữa liền quay người chạy trốn.
Mạnh, quá mạnh, Tiêu Phàm lúc này mặc dù chỉ là chiến tôn đỉnh phong, nhưng vô luận là lĩnh ngộ chiến kỹ, hay là khống chế hồn lực đều không giống một thiếu niên 16 tuổi, mà lại giống như một lão quái vật đã dừng lại ở cảnh giới chiến tôn mấy chục năm. Nhất là ánh mắt hờ hững kia, đó là ánh mắt không thể nào xuất hiện trên người một thiếu niên được, nếu ai không biết còn tưởng rằng đây là một lão quái vật phản lão hoàn đồng. Trong lúc lão giả áo bào xanh gấp rút bỏ chạy, một tiếng kim loại va chạm vang lên, thân hình hắn ngay lập tức bay ngược trở lại. Trong rừng, thân ảnh màu vàng lóe lên, một con hoàng kim sư to hơn một trượng đang tiến đến, đôi mắt màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả kia. Tiểu kim, tiểu ma nữ kích động kêu lên. Tiểu kim cực kỳ nhân tính hóa le lưỡi, nhưng khi nó nhìn về lão giả áo bào xanh thì trên ngươi lại khôi phục lại khí chất vương thú. Tiêu công tử, tha mạng, tha mạng. Lão giả áo bào xanh hoàn toàn bỏ hết mặt mũi quỳ xuống đất, khi nãy chịu một kích của tiểu kim cơ hồ hoàn toàn mất đi chiến lực, ở nơi sơn lâm rậm rạp này có muốn chạy cũng không thoát được. Tha mạng, Tiêu Phàm cười lạnh ra hiệu cho tiểu kim. Tiểu kim hiểu ý, một tia chớp vàng vạch phá chân trời tát xuống, lão giả áo bào xanh vừa mới đứng dậy liền bị đánh nát thành mấy đoạn. Tiêu Phàm nhìn tiểu kim, kinh ngạc nói, tiểu kim, ngươi lại đột phá. Trước đó tiểu kim là ngũ giai sơ kỳ, tương đương với chiến tông cảnh sơ kỳ, hiện tại lại đột phá thì không phải là chiến tông cảnh trung kỳ rồi hay sao? Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, gật đầu, nó cũng rất cao hứng vì đã đột phá, móng vuốt cào cào lên hai thi thể tìm kiếm, sau một lúc, nó đưa hai cái hồn giới tới cho Tiêu Phàm. Cảm ơn ngươi! Tiêu Phàm cười không ngậm miệng được, trong lòng có chút ngoài ý muốn, giá trị hai cái hồn giới này ít nhất cũng hơn 100 vạn hồn thạch a. Xem ra địa vị hai người này trong tôn gia cũng không thấp. Người đã chết, đương nhiên hồn giới sẽ trở thành vật vô chủ, Tiêu Phàm dùng hồn lực nhìn một lượt, trừ một chút hồn tinh và hồn thạch thì còn có mấy cây linh thảo. À, đây là, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên chú ý vào một chiếc hộp, sau khi mở ra thì ngay lập tức đôi mắt của hắn tỏa sáng, lục phẩm linh thảo, long huyết chi. Đây chính là chủ dược để luyện chế luyện thể dịch ngũ phẩm. Có nó nhất định có thể luyện thành luyện thể dịch tốt nhất. Bên trong hộp có một gốc linh chi màu đỏ, bên trên linh chi còn có một số đường vân kỳ lạ, nhìn qua rất giống với long văn. Có người nói linh chi này là do long huyết nhuộm đỏ, nên mới gọi là long huyết chi. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng, giá trị của gốc long huyết chi này hoàn toàn vượt qua hai cái hồn giới kia, hắn không ngờ trong tay mấy tên cường giả của tôn gia còn có đồ vật tốt như thế. Sau đó hắn lại một lần nữa kiểm tra hai cái hồn giới, bên trong ngoại trừ long huyết chi thì cũng không còn thứ gì khác, nhưng bên trong một góc của hồn giới lại có một quyển tàn thư. Đây chắc là đồ quyển để mở ra sát lục không gian. Tiêu Phàm thầm nói, sau đó đem hai cái hồn giới kia ném vào hồn giới của hắn, chỉ có long huyết chi kia thì hắn mới cẩn thận từng chút. Tiểu Kim, chờ ta một chút. Đột nhiên, âm thanh bàn tử truyền đến, từ trong rừng rậm xuất hiện hai thân ảnh. Lão Tam, hai người này là do ngươi giết. Bàn tử kinh ngạc nhìn thi thể trên mặt đất nói. Là người của tôn gia. Tiêu Phàm gật đầu, nhìn về phía Lăng Phong nói, lão đại, phiền ngươi xử lý một chút. Được. Lăng Phong vung tay lên, một sợi hắc sắc hỏa diễm tràn ra đốt cháy hai thi thể kia không còn một mảnh. Lão đại, hỏa diễm này của ngươi chính là thứ cướp của giết người tốt nhất đấy. Bàn tử cười ha ha. Biến. Lăng Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn bàn tử. Lão đại, đừng tức giận như vậy a, ta cũng không phải cố ý, không phải chỉ là. Khí thế của bàn tử trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. Nhưng bàn tử còn chưa dứt lời đã bị Lăng Phong cắt ngang, nếu ngươi còn dám nói một chữ, ta lập tức biến ngươi thành nữ nhân. Bàn tử vội vàng lấy tay che miệng, một tay che phía dưới, ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. Tiêu Phàm và tiểu ma nữ không hiểu đầu cua tai nheo gì nhìn hai người này nhất định là có biến mật không muốn cho người ta biết a, nhưng là bí mật gì lại làm Lăng Phong tức giận như thế. Tiêu Phàm không khỏi đưa ánh mắt nhìn tiểu kim khoa tay mấy lần, Tiêu Phàm lập tức cười ha hả, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế. Tiểu kim, ta không để yên cho ngươi. Lăng Phong sát khí đằng đằng nhìn tiểu kim, bất quá tiểu kim cũng không sợ. Nó vừa thả khí thế ra lập tức làm Lăng Phong co vòi lại. Đồ lưu manh, chuyện gì lại buồn cười như thế? Tiểu ma nữ như bảo bảo hiếu kỳ nhìn Tiêu Phàm. Lão Tam, ngươi dám nói, ta
ta không để yên cho ngươi. Lăng Phong nhè răng trợn mắt. Tốt, ta không nói, không nói. Tiêu Phàm phình bụng cười to, trong đầu hắn đang tưởng tượng cảnh hai đại nam nhân Bàn Tử và Lăng Phong miệng đối miệng, lấy ngạo khí của Lăng Phong thì đây có lẽ là vết nhơ lớn nhất trong đời hắn. Bàn Tử lại không có đem việc này để ở trong lòng, dù sao cũng chỉ là ngẫu nhiên, muốn trách cũng chỉ có thể trách trận cuồng phong kia. Tiêu Phàm không nói, tiểu ma nữ tức giận dậm chân nhưng cũng không thể làm gì, lời hứa của nam nhân cũng không dễ dàng phá vỡ như thế, nàng thầm nghĩ đến khi chỉ có nàng và Tiêu Phàm thì nhất định phải hỏi rõ một phen. Tốt, Yến Thành Thu Liệp chỉ còn khoảng 7 ngày, mọi người có đề xuất gì không sau nửa ngày, Tiêu Phàm nhìn ba người hỏi. Ta với lão đại cũng không giết được bao nhiêu hồn thú, chỉ lấy được 10 viên hồn tinh tứ giai, cộng lại chỉ có 10.000 điểm tích lũy, xem ra top 5 hoàn toàn vô vọng rồi, sự tình 500 vạn hạ phẩm hồn thạch kia phải nhờ lão tam ngươi lo rồi. Bàn Tử nhún vai, lơ đễnh nói. Lăng Phong gật đầu, hắn biết chỉ bằng vào 1 vạn điểm thì không thể nào tiến vào top 5 được, sau đó hắn cười cười nhìn tiểu ma nữ nói, thì Vũ, ngươi thì sao? Được bao nhiêu điểm tích lũy? Miễn cưỡng cũng chỉ hơn 50 vạn a. Tiểu ma nữ nói. 50 vạn điểm tích lũy. Không có việc gì, số này cũng không ít. Lăng Phong an ủi, nhưng lời vừa nói lại cảm thấy có chút không đúng, đột nhiên con ngươi co rụt lại nói, hơn 50. Vạn, đúng vậy, hơn 50 vạn điểm tích lũy, mấy viên hồn tinh này lúc trước ta nhặt đến mỏi cả tay. Tiểu ma nữ rất chân thành gật đầu. Tiêu Phàm kinh ngạc bật cười. Tiểu ma nữ có hơn 5.000 viên hồn tinh tam giai, thời gian đi nhặt quả là không ít, lúc ấy tay chân đều vô cùng mỏi. Nhưng mấy lời này vào trong tai Lăng Phong và Bàn Tử liền làm cho bọn hắn có xúc động muốn đi tự sát, nhặt đến mỏi tay. Đây không phải là muốn khiêu khích người khác sao? Nếu mấy lời này không phải do tiểu ma nữ nói thì Lăng Phong và Bàn Tử đã sớm nổi khùng lên rồi. Lão Tam, ngươi thì sao? Bàn Tử và Lăng Phong đành phải tìm chút an ủi từ trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đảo mắt một cái, thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của hai tên kia thì yếu ớt nói, hình như có hơn 60 vạn. Hơn 60 vạn, âm thanh Lăng Phong và Bàn Tử lại tăng thêm mấy phần, Tiêu Phàm vội vàng trốn ra phía sau Tiểu Kim, hai người lúc này mới nghiến răng lui quân, không dám tiến lên cho Tiêu Phàm một trận. Lão Tam, các ngươi nhặt được ở đâu? Mang chúng ta đi nhặt với. Bàn Tử nịnh nọt nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trừng mắt nhìn Bàn Tử, thật sự cho rằng đám hồn tinh là nhặt được à? Tiêu Phàm lập tức kể sơ lược mọi chuyện cho Bàn Tử và Lăng Phong, hai người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn họ cuối cùng cũng biết vì sao Tiêu Phàm lại lĩnh ngộ được sát thế. Một kiếm diệt hơn vạn con hồn thú tam giai, điều này vô cùng kinh khủng. Ta nhất định phải luyện thành 3 kiếm chiêu này. Bàn Tử cắn răng nói. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, hít sâu một hơi nhìn ba người một thú, hồi lâu mới nói, không dối gạt các ngươi, ta tại tầng thứ 7 luyện tâm tháp được một vị tuyệt thế cường giả truyền thừa. Lão Tam, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ không nói ra, ngươi cũng không cần nói cho chúng ta. Bàn Tử vội vàng mở miệng, lấy tay che lỗ tai mình lại. Ngươi có thể nói cho chúng ta, nói rõ ngươi cũng coi chúng ta là huynh đệ. Việc này ngươi cứ để trong lòng là được. Lăng Phong cũng nói, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như bị những người khác biết thì sau này Tiêu Phàm cũng có thể không sống tốt được. Tiểu ma nữ hung dữ nhìn Bàn Tử và Lăng Phong nói, nếu ai dám nói việc này ra ngoài thì ta cho hắn làm thái giám. Lăng Phong và Bàn Tử cảm giác dưới thân mát lạnh, Tiêu Phàm cười khổ, tiểu ma nữ thật đúng là bá đạo, nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm động. Việc này cũng không nghiêm trọng đến thế. Tiêu Phàm cười nói, theo ta đoán, phần thưởng hạng nhất Yến Thành Thu Liệp năm nay rất khá, vô luận là lục phẩm chiến kỹ hay là lục giai hồn tinh đều khiến người ta tranh vỡ đầu, nhất là lục phẩm chiến kỹ, mấy đại thế gia nhất định sẽ không bỏ qua. Ý ngươi là, sẽ xuất hiện tình huống dùng hồn tinh mua bán. Lăng Phong trong nháy mắt nghĩ đến. Tiêu Phàm gật đầu, nói chuyện với người thông minh như Lăng Phong đúng là thoải mái. Nhưng nhìn đến ánh mắt mê mang của tiểu ma nữ và Lăng Phong thì hắn không khỏi cười khổ, bắt đầu giải thích cho hai người. Giá trị lục phẩm chiến kỹ tất cả mọi người đều biết, ít nhất là mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch, các đại thế gia biết rõ, chỉ dựa vào chém giết trong Yến Thành Thu Liệp thì vị trí thứ nhất rất khó mà đạt được,
lúc này nhất định sẽ xuất hiện sự tình những gia tộc đó đem hồn tinh lén đưa cho đệ tử gia tộc mình. Tiêu Phàm nói ra, nói cách khác, người nào ra giá cao thì sẽ được hạng nhất. Tiểu ma nữ trong nháy mắt thông suốt. Ta đã tính sơ một chút, một điểm tích lũy ước chừng có thể đổi lấy 50 hạ phẩm hồn thạch, chúng ta có khoảng 100 vạn điểm tích lũy, tương đương với 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, theo lý hẳn là đã đủ rồi, một mai lục phẩm hồn tinh từ khoảng 400 vạn đến 1.000 vạn hồn thạch, lục phẩm chiến kỹ giá trị từ 3.000 đến 4.000 vạn. Tiêu Phàm còn nói thêm, vậy chúng ta gom tất cả hồn tinh để lấy cái lục phẩm chiến kỹ kia đi rồi tính tiếp. Bàn tử nói ra, lục phẩm chiến kỹ ở Đại Yên Vương Triều khá khan hiếm, cho dù tốn hao mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch thì có làm sao? Lục phẩm chiến kỹ ta không cần, nếu lấy được thì cho ta xem qua một cái là xong. Tiêu Phàm cười cười, lật tay một cái thì trong bàn tay hắn đã xuất hiện một cái hồn giới, bên trong hồn giới này có hơn 6.000 viên hồn tinh tam giai, ai lấy? Ngươi không lấy, ta cũng không lấy. Tiểu ma nữ nói thầm, trực tiếp đem 5.000 viên hồn tinh vứt trên mặt đất. Hai người Lăng Phong và bàn tử đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bàn tử vỗ vai Lăng Phong nói, lão đại, ngươi lấy đi, nếu là quyền pháp thì cho ta xem một chút. Lăng Phong nhìn mấy người Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn thu hồn tin vào trong túi, nói, được. Chỉ là nhớ tới Quách lão quỷ kia còn muốn mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch, cũng rất khó chịu a. Bàn tử nhe răng trợn mắt nói, yên tâm, số hồn thạch này ta vẫn có thể lo được. Tiêu Phàm lại không quan tâm nói, thời gian còn 7 ngày, ta tính ở đây tu luyện mấy ngày sau đó mới đi, các ngươi thì sao? Ta cùng ngươi. Tiểu ma nữ luôn là người đầu tiên muốn ở cạnh Tiêu Phàm. Ta không muốn làm bóng đèn nên tốt nhất là rời đi a. Bàn tử nhún nhún vai. Lăng Phong nhìn Tiêu Phàm và tiểu ma nữ, hắn biết tình cảm của tiểu ma nữ không phải đùa, có lẽ tình cảm lúc đầu tiểu ma nữ dành cho Tiêu Phàm là giả, nhưng mấy ngày nay hắn đã thấy rõ, tình cảm giả kia đã biến thành thật rồi, chỉ là Tiêu Phàm vẫn không biết mà thôi. Ta cũng chuẩn bị đi lịch luyện một phen. Dù gì cũng phải chuẩn bị cho lúc đột phá chiến tông cảnh. Lăng Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy 6 ngày sau tập hợp ở chỗ này. Tiêu Phàm gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc tiểu ma nữ cùng và Lăng Phong, thầm nghĩ trong lòng, tấm chắn như ta không biết còn phải làm đến bao giờ. Lăng Phong, bàn tử và tiểu kim rời đi, Tiêu Phàm và tiểu ma nữ tu luyện tại chỗ. Chiến tôn cảnh đỉnh phong, ta hiện tại thiếu nhất chính là chiến kỹ. Nhất là thân pháp chiến kỹ, nếu như ta lĩnh ngộ được thân pháp cường đại thì giết hai tên tôn gia kia cũng không phiền phức như vậy. Tiêu Phàm tự đánh giá lại thực lực bản thân, đem tất cả những sự tình từ lúc bắt đầu tu luyện nghiệm lại một lần. Vô tận chiến điển yên lặng vận chuyển, số lớn tin tức tràn vào trong đầu Tiêu Phàm, trong lòng hắn nỉ non, tình huống của các đệ tử gia tộc nhỏ như ta đều thế, nếu là lúc trước thì đúng là không có cánh nào giải quyết, nhưng hiện tại đã có truyền thừa tu la. Điều này không còn là nhược điểm mà đã trở thành ưu thế. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, vô số hình ảnh trong mắt hắn lóe qua, tất cả đều là ghi chép bên trong vô tận chiến điển. Sau nửa ngày, hình ảnh trong đầu Tiêu Phàm mới dừng lại, hiện ra ba loại thân pháp chiến kỹ lục phẩm. Đạp tuyết vô ngân chú trọng nhẹ nhàng, rất thích hợp cho sát thủ, nhưng nếu ở chính diện giao phong lại không có ưu thế gì lớn. Thế vân tung chú trọng thân thể mạnh mẽ. Có tốc độ nhanh nhất trong ba loại thân pháp, dùng để bỏ chạy là một sự lựa chọn tốt, mà tinh hoa phiêu miểu thần tung bộ lại nằm ở hai chữ phiêu miểu, nếu xét cho cùng thì thân pháp phiêu miểu thần tung bộ này thực dụng nhất, được, 7 ngày này trước tiên tu luyện phiêu miểu thần tung bộ vậy. Sau khi phân tích một phen thì Tiêu Phàm quyết định tu luyện phiêu miểu thần tung bộ. Mặc dù có vô tận chiến điển, nhưng bản thân hắn chỉ là chiến tôn cảnh, tu luyện lục phẩm chiến kỹ hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu. Muốn trong vòng 6 ngày tu luyện thành công thì cũng vô cùng khó. Nhưng làm Tiêu Phàm bất ngờ là phiêu miểu thần tung bộ cũng không khó tu luyện đến thế, chỉ trong vòng 2 ngày đầu hắn đã luyện thành công tầng thứ nhất. Quỷ bộ mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng chiến tôn cảnh muốn bắt được Tiêu Phàm thì chỉ là nằm mơ. Một khi tu luyện tới tầng thứ 2, phiêu miểu, vậy thì ngay cả tu sĩ cảnh giới chiến tông cũng chưa chắc thể đuổi kịp, còn tầng thứ 3, thần tung. Thì căn bản là quỷ thần khó lường. Đương nhiên, thi triển chiến kỹ cần phải tiêu hao hồn lực, hiện tại Tiêu Phàm chỉ là chiến tôn cảnh, cho dù có lĩnh ngộ hết hoàn toàn thì cũng không dám sử dụng.
4 ngày sau, Tiêu Phàm lại đem hai loại thân pháp khác tu luyện đến tầng thứ nhất, lấy thực lực Tiêu Phàm hiện tại không dám nói vô địch dưới cảnh giới chiến tông, nhưng nếu đối mặt với chiến tông sơ kỳ thì hắn vẫn đủ sức chiến một trận. Thậm chí cho dù gặp phải chiến tông trung kỳ thì hắn cũng có sức tự vệ, đánh không lại vẫn có thể bỏ chạy. Đồ lưu manh, ngươi vừa sử dụng thân pháp gì, sao lại quỷ dị như vậy? Ngay cả ta cũng không thể đuổi kịp ngươi. Tiểu ma nữ luận bàn với Tiêu Phàm, trong lòng thập phần khó chịu. Tiêu Phàm nhún vai, sợ tiểu ma nữ sinh khí, vội vàng nói tránh đi, đã trải qua 6 ngày, lão đại và lão nhị tại sao vẫn chưa đến? Chạy, nhìn các ngươi chạy đi đâu? Đột nhiên, một tiếng cười lạnh từ sâu trong rừng truyền đến, Tiêu Phàm xuất hồn lực ra thăm dò, sau đó sắc mặt hơi đổi. Bên trong rừng cách Tiêu Phàm hơn 100 mét, ba đạo thân ảnh cấp tốc bỏ chạy, phía sau có 7 bóng người đang đuổi theo. Lão đại, đừng chạy, liều mạng với bọn chúng. Người mở miệng là Bàn Tử, ba thân ảnh kia chính là đám người Bàn Tử, Lăng Phong và Tiểu Kim. Đừng liều mạng, mấy người này đều là chiến tông cảnh, hơn nữa còn có hai tên chiến tông cảnh trung kỳ, cho dù cộng thêm Tiểu Kim thì chúng ta cũng không phải đối thủ của chúng. Lăng Phong lắc đầu, thân hình không chậm lại chút nào. Lấy thực lực hai người, liều mạng với một tên chiến tông cảnh sơ kỳ vẫn không có vấn đề, Tiểu Kim cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó với hai, ba tên. Nhưng ba người Lăng Phong cộng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với năm tên. Phía sau lại có 7 người, hơn nữa đều là cảnh giới chiến tông, Lăng Phong có muốn liều cũng không liều được đậu xanh rau má, nếu là lão tử cũng là chiến tông cảnh thì đã một móng chụp chết bọn chúng rồi. Bàn Tử vô cùng phẫn nộ, thế nhưng thực lực quá thấp, cửu phẩm chiến hồn tuy mạnh nhưng vẫn không thể hoàn toàn xóa đi sự chênh lệch cảnh giới. Nhanh lên, Lão Tam và Thi Vũ đang ở phía trước. Trong mắt Lăng Phong lóe lên một tia hung ác. Hai người chạy như bay, cấp tốc xuyên qua rừng cây, sau khi chạy được khoảng mười mấy mét thì hai bóng người xuất hiện trước mặt họ, trên mặt ba người đều trở nên vui vẻ. Lão đại, lão nhị, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm vô cùng, hắn hiểu rõ thực lực của Lăng Phong và Bàn Tử, người tham gia Yến Thành Thu Liệp ngoại trừ Khúc Lân và tên Vân Lạc Vũ chưa biết mặt kia thì không ai có thể uy hiếp đến bọn hắn. Huống chi còn có Tiểu Kim là hồn thú biến dị ngũ giai, ba người sớm đã đứng ở thế bất bại. A, nguyên lai còn gọi giúp đỡ. Không đợi Lăng Phong mở miệng, 7 đạo thân ảnh thoáng hiện đứng trên mấy cây đại thụ thành vòng tròn, vây đám người Tiêu Phàm lại. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, liếc mắt nhìn 7 người kia một lượt, 5 nam 2 nữ, nam lạnh lùng, nữ băng lãnh, trên người 7 tên đều tản mát ra một cỗ kiếm thế cường đại. Hơn nữa, tuổi tác 7 người này cũng không lớn, hầu như đều chỉ có chừng 20 tuổi, chiến tông cảnh 20 tuổi ở Đại Yên Vương Triều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hiện tại ở đây lại xuất hiện một lúc cả 7 người, điều này làm cho Tiêu Phàm phải cảnh giác lên. Kiếm tu. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, ngưng tiếng nói, không phải là người của Đại Yên Vương Triều. Bọn họ là người của Kiếm Vương Triều, bên cạnh Đại Yên Vương Triều chỉ có Kiếm Vương Triều mới xuất hiện kiếm tu xuất chúng như thế. Lăng Phong trầm giọng nói. À, tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức. Một thanh niên áo trắng gầy gò trong đó hơi ngoài ý muốn nhìn Lăng Phong, trong mắt có chút kinh ngạc. Các hạ, hình như chúng ta cũng không có thù hận gì với các ngươi. Hơn nữa, đây chính là địa giới của Đại Yên Vương Triều ta. Tiêu Phàm trầm giọng nói, từ trong Tu La truyền thừa nên hắn cũng biết một chút về Kiếm Vương Triều. Kiếm Vương Triều và Đại Yên Vương Triều đều phụ thuộc vào Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, bên dưới Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có Thập Nhị Vương Triều, Kiếm Vương Triều xếp hạng thứ nhất, Đại Yên Vương Triều xếp hạng 10, chênh lệch như thế nào liền có thể nhìn rõ. Vô luận là quốc lực, hay là thiên phú tu sĩ đều không ở cùng một cái cấp độ. Nếu như không phải Tuyết Nguyệt Hoàng Triều áp chế thì Kiếm Vương Triều đã tấn thăng lên Hoàng Triều rồi. Nhưng có một điều làm Tiêu Phàm không hiểu, người của Kiếm Vương Triều tại sao lại xuất hiện ở đây? Địa giới của Đại Yên Vương Triều. Tiểu tử, người đang đùa ta sao? Hồn thú sơn mạch cuồn cuộn vô biên, cho dù Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng không dám nói hồn thú sơn mạch là địa giới của mình. Thanh niên áo trắng coi thường nói. Nhất dạ, nói nhảm với chúng nhiều thế để làm gì? Giết bọn chúng là xong. Một nữ tử áo đen trong đó mở miệng, ánh mắt nàng băng lãnh tới cực điểm, không có bất kỳ tia tình cảm nào. Cũng được,
chúng ta đến đây vốn cũng là tìm thế hệ trẻ của Đại Yên Vương triều luận bàn. Thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng. Ta lên đùa với bọn hắn một chút, còn nữa, các ngươi đừng đem con mèo nhỏ kia giết, ta đã lâu chưa có sủng vật rồi. Một nữ tử áo trắng mở miệng, dáng người nàng xinh đẹp lộ ra một cỗ tà khí. Thất dạ, ngươi đừng ở đây giả từ bi, hai con ngũ giai hồn thú lúc trước đều bị ngươi lột ra sống, trở thành sủng vật của ngươi nhất định không có kết cục tốt. Thanh niên áo trắng nhất dạ thản nhiên nói. Mấy người ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn xem nhẹ tồn tại của đám người Tiêu Phàm. Đây chính là thực lực chênh lệch, bọn Tiêu Phàm cũng chỉ là chiến tôn cảnh, ở trong mắt bảy người này cũng chẳng khác gì sâu kiến. Mấy người Tiêu Phàm nhìn nhau liền hiểu ý, khí thế chiến tôn đỉnh phong tản ra, trong nháy mắt lao về phía bảy người. Có chút cốt khí, lại còn dám chủ động xuất kích. Nữ tử thất dạ lạnh lùng cười một tiếng, sau một khắc, trường kiếm trong tay vung lên. Kiếm mang tựa như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, chỉ bằng một kiếm này liền thấy được thực lực của nữ tử thất dạ này cao hơn hai tên chiến tông của Tôn gia rất nhiều. Nữ tử này vẫn chỉ xếp hạng 7, vậy 6 người phía trước thì sao? Tiểu Kim, người cầm chân hai tên chiến tông trung kỳ, lão đại, lão nhị, tiểu ma nữ, mỗi người các người ứng phó một tên. Tiêu Phàm trong nháy mắt lập ra kế hoạch chiến đấu. Cùng lúc đó, kiếm mang kia gào thét đánh tới, thân hình Tiêu Phàm lóe lên trong nháy mắt tránh được một kiếp. Vận khí không tệ, nhưng ngươi sẽ không may mắn được như thế nữa đâu. Thần sắc thất dạ lạnh lùng, thân hình lóe lên, vô số kiếm khí vần quanh. Đoạt mệnh, thất dạ quát nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay run rẩy, một đạo năng lượng quỷ dị ba động tỏa ra, sau đó hóa thành vô số kiếm khí, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, dưới chân khẽ động lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay tức khắc xuất hiện ở sau lưng nữ tử. Tự tìm cái chết, thất dạ đại biến, nàng hoàn toàn không thấy Tiêu Phàm làm cách nào lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, thân pháp kinh người kia khiến người khác không thể nào nhìn thấu. Nếu để cho nàng liếc mắt liền nhìn ra, vậy thì phiêu miểu thần tung bộ cũng không phải là chiến kỹ lục phẩm. Trong lúc nhất thời, thất dạ vung ra một kiếm. Động tác phiêu giật thoải mái, giống như tiên nữ đang dạo bước. Quá hoa mỹ. Tiêu Phàm coi thường, tu la kiếm nhẹ nhàng dương lên, một cỗ khí thế sắc bén tản ra khóa chặt lấy thất dạ. Thất dạ giật mình một cái, mình đường đường là chiến tông cảnh lại bị một tên chiến tôn cảnh dồn vào góc chết. Trong một sát na, thân hình thất dạ lui lại, ầm một tiếng, trường kiếm trong tay rơi ra, nàng cũng phản ứng cực nhanh, đánh ra một trường thuận thế lui về A-su 5. 6 trượng. Nhưng kiếm của nàng đã rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Một màn này làm chiến trận nơi xa ngưng lại, Tiểu Kim, Bàn Tử, Tiểu Ma Nữ và Lăng Phong lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm. Thất dạ, chuyện gì xảy ra? Thanh niên áo trắng nhất dạ cau mày một cái, sắc mặt hơi khó coi, hắn và một người khác bị Tiểu Kim cầm chân, không thể tiến lên trợ giúp. Hắn rất mạnh, ánh mắt thất dạ băng lãnh, sát khí trên người như ẩn như hiện. Thua ở trong tay Tiêu Phàm làm sắc mặt nàng hết sức khó coi. 6 người kiếm vương triều khác nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm. Kiếm vương triều, cũng chỉ có như thế. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, đại thủ dương lên, trường kiếm trong tay gào thét xông thẳng đến thất dạ. Thất dạ nhảy lên dùng một tay tiếp kiếm, thân hình ngay lập tức lui lại mấy bước mới dừng lại. Con người 6 người kia co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm dần thay đổi. Lực đạo thế này cũng quá mạnh đi. Chúng ta đi. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, nhìn thật sâu vào 7 nu người kia, quay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại cho ta. Thất dạ phẫn nộ kêu to, nhưng Tiêu Phàm lại chẳng thèm để ý, đám người Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất trong rừng cây. Thất dạ phẫn nộ không thôi, chuẩn bị truy sát theo. Thất dạ, nhất dạ quát nhẹ một tiếng ngăn trước người thất dạ. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm vào phương hướng đám người Tiêu Phàm biến mất. Nhất dạ, tại sao lại ngăn ta? Trong lòng thất dạ nghẹn một cục, từ khi tu luyện thì trong cùng giai nàng chưa từng có đối thủ, nhưng hôm nay lại bại dưới tay một tên tu sĩ chiến tôn cảnh, điều này làm sao nàng có thể chấp nhận được? Nhất dạ lắc đầu, thần sắc lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Tiêu Phàm rời đi, mấy người này không đơn giản, nhất là người đối chiến với ngươi. Ta cảm giác trên người hắn có khí tức như thi sơn huyết hải, núi thây biển máu.
Nhất dạ, hắn mạnh như vậy sao? Nữ tử áo đen tam dạ không tin hỏi. Trực giác của ta cho đến nay chưa sai bao giờ. Nhất dạ gật gật đầu, dừng lại chốc lát lại nói ra, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Bọn họ đối chiến với chúng ta, ngay cả chiến hồn vẫn chưa triệu hồi, nói cách khác, đây cũng không phải là thực lực chân chính của bọn hắn. Chúng ta không phải cũng chưa có sử dụng chiến hồn sao? Một thanh niên mặc áo đen mở miệng, sau lưng hắn có một thanh trường kiếm, ngạo khí trùng thiên. Nhị dạ, người nói một chút, thực lực của con hồn thú kia như thế nào? Nhất dạ lại hỏi một vấn đề khác. Ngũ giai trung kỳ, nhưng ta có thể nắm chắc giết chết được nó. Ánh mắt thanh niên mặc áo đen nhị dạ hiện ra lãnh quang. Chúng ta nếu bức bách bọn hắn, lấy thực lực chúng ta dĩ nhiên cũng có thể giết được bọn hắn, nhưng chúng ta ít nhất cũng phải tổn thất hai huynh đệ tỉ muội. Nhất dạ hít sâu nói, huống chi, lần này chúng ta đến đây chính là để khiêu chiến Chiến Vương Học Viện, đem bản hiệu Chiến Vương Học Viện thuộc về Kiếm Vương Triều chúng ta trở về, chỉ cần bọn hắn là người của Chiến Vương Học Viện thì đến lúc đó chúng ta có thể danh chính ngôn thuận giết bọn chúng. Sau khi nghe Nhất Dạ nói thì sáu người còn lại mới đồng ý. Người kia phải chết trong tay ta. Nhất Dạ để lại một câu nói sau đó đi về hướng ngược lại, sáu người nhìn nhau, cũng lần lượt biến mất trong rừng. Đám người Tiêu Phàm sau khi rời đi mấy canh giờ thì mới dừng lại, dọc đường đi thì cả đám trầm mặt không nói. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Bàn Tử đặt mông ngồi trên một khối nham thạch, miệng lớn thở phì phò. Nhìn Tiêu Phàm nói, ta nói lão tam này, thực lực của ngươi đủ để giết chết bọn chúng ta còn sợ cái trứng, trực tiếp giết hết là được. Trực tiếp giết hết, tiểu tử ngươi đánh thắng được ai? Tiêu Phàm tức giận nhìn mập mạp nói, phòng ngự của Na ơi rất mạnh, cầm chân người ta thì còn được chứ làm sao có thể giết phản sát được. Bàn Tử lập tức ngậm miệng không nói, nắm chặt nắm đấm, ta muốn tăng lực công kích và tốc độ lên. Nếu cứ thụ động như thế thì suốt đời chỉ có thể bị người khác khi dễ. Người biết được thế thì tốt, nếu chúng ta đều đột phá chiến tông cảnh thì không còn gì phải sợ, thậm chí có thể lưu tất cả bọn chúng lại. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Vẫn là thực lực không đủ à. Bàn Tử thở dài. Lăng Phong trầm mặc không nói, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Nghỉ ngơi một chút rồi đi, thời gian còn nửa ngày đủ cho chúng ta chạy đến Yến Thành. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng khôi phục hồn lực trong cơ thể. Lão Tam, người nói người Kiếm Vương Triều đột nhiên xuất hiện ở nơi này là có ý gì? Lăng Phong một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng. Ta cũng không rõ, nhưng ta cảm giác sự tình cũng không đơn giản như thế. Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng hắn cũng nghi hoặc không thôi. Người của Kiếm Vương Triều sớm không tới chậm không đến, hết lần này tới lần khác lại đến vào thời điểm Yến Thành thu liệp. Điều này đúng là làm người khác khó hiểu. Lần trước Quách Lão Quỷ nói, Chiến Vương Học Viện ban thưởng có dụng ý khác, chẳng lẽ có quan hệ tới việc này? Tiểu ma nữ nói. Mấy người Tiêu Phàm trầm ngâm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, hồi lâu, Tiêu Phàm nói ra, nếu như người của Kiếm Vương Triều là vì Chiến Vương Học Viện mà đến, mà Chiến Vương Học Viện cũng biết người của Kiếm Vương Triều tới, vậy thì phần thưởng kia có phải làm cho một số người xem không? Nếu như ngươi nói thì phần thưởng lần này chính là Chiến Vương Học Viện muốn tăng thực lực cho học viên của họ lên. Nếu như chúng ta lấy được, có phải, Lăng Phong trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều điều. Nghe như thế, Bàn Tử lập tức cười lên, thật muốn nhìn sắc mặt của đám người Chiến Vương Học Viện khi chúng ta lấy được đệ nhất A. Nếu vậy thì cũng sẽ đối mặt với vô số lửa giận của Chiến Vương Học Viện. Tiêu Phàm xem thường nhìn Bàn Tử, tên mập này đúng là cái gì cũng không sợ. Có Quách Lão Quỷ ở đó, chúng ta sợ cái gì? Tiểu ma nữ hì hì cười nói. Tiêu Phàm nhìn nhau liền hiểu ý cười một tiếng, có lẽ, vấn đề này thật đúng là không cần phải lo lắng. Sau nửa canh giờ, mấy người lúc này mới đứng dậy chạy về hướng Yến Thành. Vào lúc màn đêm bao phủ xuống, nhóm Tiêu Phàm mới xuất hiện ở cửa thành, một đạo đạo thân ảnh cấp tốc từ đằng sau bay tới liếc nhìn bọn họ một cái sau đó bay vào trong. Trên quảng trường Chiến Vương Học Viện, bóng người đông đảo, đại bộ phận tu sĩ đều đã chạy về, trên chiếc bàn ở giữa quảng trường có cắm một cây nhang, thân nhang đã cháy hết chỉ còn 1/10. 100 giây cuối cùng, lục phẩm chiến kỹ thuộc về ai rất nhanh sẽ được công bố. Nhất định là thuộc về Nhị Vương Tử Vân Lạc Vũ, người không thấy sáng sớm Nhị Vương Tử đã vô cùng tự tin trở lại sao?
không chỉ có Nhị Vương Tử, Khúc Lân, Tam Công Chúa, Triệu Vô Bệnh, còn có Lý Tuyết Y đều đã sớm trở về, chẳng lẽ đều tự tin như vậy? Tại sao không thấy mấy người của Thần Phong Học Viện, không lẽ đều chết ở bên trong hồn thú sơn mạch rồi? Đám người nghị luận ầm ĩ về Yến Thành Thu Liệp lần này, Trung ương Quảng Trường, Quách Sĩ Thần híp hai mắt nhìn về phía xa, thế nhưng thân ảnh mấy người vẫn chưa xuất hiện. Sáng sớm chờ bọn hắn ở trước hồn thú sơn mạch tận hai canh giờ vẫn không thấy, tại sao lúc này còn chưa tới, mấy tên gia hỏa này không phải đoản mệnh như thế chứ? Quách Sĩ Thần lần đầu tiên mất bình tĩnh nói thầm. Cách đó không xa, Tôn Đình, Hoàng Trùng Tiêu cười lạnh không thôi, bọn hắn ước gì mấy người Tiêu Phàm đều chết ở bên trong hồn thú sơn mạch. Thời gian. Đột nhiên, Khúc Lân tiến lên một bước, hài lòng đảo qua Vân Lạc Vũ, chuẩn bị tuyên bố Thu Liệp kết thúc. Chậm đã, còn có chúng ta. Đúng lúc này, bên ngoài sân vang lên một tiếng kêu, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, rất nhanh liền xuất hiện ở Trung ương Quảng Trường. Thần sắc Hoàng Trùng Tiêu và Tôn Đình biến lạnh, hiển nhiên đám người Tiêu Phàm đã đến kịp lúc. Trong mắt Khúc Lân lóe qua một đạo lãnh quang, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường, nói, đã đến giờ, Yến Thành Thu Liệp lần này kết thúc, các ngươi hãy lấy thành quả ra để thống kê. Đám tu sĩ tham gia Yến Thành Thu Liệp nghe thế liền nhao nhao tiến lên phía trước xếp thành một hàng, lúc đầu có hơn 500 người tham gia nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 200 người, không thể không nói Yến Thành Thu Liệp vẫn tàn khốc như vậy. Vân Lạc Tuyết, 15 viên hồn tinh tứ giai, 36 viên hồn tinh tam giai, 64 viên hồn tinh nhị giai. Tổng cộng 19.340 điểm. Lão giả thống kê điểm tích lũy cố ý đề cao âm thanh, để phần lớn người ở đây đều nghe thấy. Hơn 19.000 điểm, nhiều như vậy. Đám người kinh ngạc nhìn Vân Lạc Tuyết, nếu dựa vào điểm tích lũy của những đợt trước thì lần này nàng rất có khả năng tiến vào 10 hạng đầu. Mới hơn 19.000 điểm, bàn tử nhỏ giọng thì thầm, mặt coi thường. Tiêu Phàm và Lăng Phong nhìn nhau, ánh mắt hai người lộ ra vẻ cổ quái. Chẳng lẽ bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều, bọn họ chẳng lẽ không chút gian lận? Vân Lạc Tuyết đi sang một bên tựa hồ không hài lòng với kết quả này, hơn 19.000 điểm tích lũy, nếu là bình thường thì không thành vấn đề nhưng hiện tại lại có chút khó. Hạ Lôi, 13.000 điểm tích lũy. Trung Chính Kiệt, 12.300 điểm tích lũy. Hàn Lỗi, 9.340 điểm tích lũy. Âm thanh liên tục vang lên. Đại bộ phận đều chỉ trong khoảng 10.000 điểm tích lũy, người có điểm tích lũy trên 2 vạn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên mặt Vân Lạc Tuyết lúc này mới xuất hiện nụ cười, chỉ cần có thể vào 10 vị trí đầu thì hơn 19.000 điểm tích lũy này cũng không uổng phí, chỉ ít có thể đạt được một viên hồn tinh ngũ giai. Một lúc sau, hơn 100 tu sĩ đã bàn giao xong, Vân Lạc Tuyết dùng hơn 19.000 điểm vẫn an ổn xếp hạng thứ 3, xếp phía trước nàng là Lý Tuyết Y và Tiêu U. Lý Tuyết Y tạm thời lấy hơn 86.000 điểm tích lũy đứng đầu bảng, điều này làm mọi người nghi vấn không thôi. Lý Tuyết Y tuy mạnh nhưng bài danh trên viện bảng của nàng vẫn xếp sau Vân Lạc Tuyết, mà điểm tích lũy của nàng lại gần gấp 4 lần Vân Lạc Tuyết, trong này nhất định có quỷ. Mặt khác, Tiêu U dùng 36.000 điểm tích lũy để đứng thứ hai làm cho mọi người phải cẩn thận đánh giá lại nữ tử đến từ một tiểu gia tộc này. Tiêu Phàm trong đám người liếc mắt nhìn Tiêu U. Trong mắt sát cơ nồng đậm không chút che giấu. Nữ tử này tâm ngoan thủ lạt, cũng vì nàng mà hắn và gia gia hắn mới bị đuổi ra Tiêu gia. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, thù này nhất định phải báo. Tiêu U cũng cảm nhận được sát ý của Tiêu Phàm, trong mắt nàng lóe lên vẻ khiêu khích, cơ hồ không hề sợ hãi Tiêu Phàm. Điều này làm Tiêu Phàm ngạc nhiên không thôi, hơn một tháng không gặp mà Tiêu U này lại giống như biến thành một người khác vậy. Triệu Vô Bệnh, 16.700 điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. 16.700 điểm tích lũy. Cái này sao có thể? Triệu Vô Bệnh là cường giả xếp thứ 3 trên viện bảng, Triệu gia cũng là một trong tứ đại gia tộc, tại sao điểm tích lũy lại ít như thế? Ta nghĩ đây mới là thực tài, những người khác có nhiều điểm tích lũy như thế, nhưng làm sao biết họ có dở trò hay không? Bọn họ cũng không chứng minh được hồn tinh kia là do bọn họ chém giết có được, chỉ có Triệu Vô Bệnh mới dùng thực lực chân chính mà đạt được. Ai, xem ra Triệu Vô Bệnh lúc này cũng khó tiến vào 10 hạng đầu rồi, không biết bọn Khúc Lân, Vân Lạc Vũ có thể lấy ra bao nhiêu hồn tinh. Đám người bàn luận khe khẽ,
do e ngại thế lực Triệu gia nên cũng không dám bàn luận quá sâu. Đám người Tôn Đình, Hoàng Trùng Tiêu hơi hơi nhíu mày, bọn hắn không biết Triệu gia đang âm mưu thứ gì, chẳng lẽ ngay cả lục phẩm chiến kỹ đều không để vào mắt. Khúc Lân liếc mắt nhìn Triệu Vô Bệnh, lập tức đi lên trước, lấy ra hồn giới, hồn tinh hoa lạp lạp rơi xuống trên bàn, Khúc Huyền cách đó không xa lộ ra thần sắc hài lòng, thầm nghĩ trong lòng, mấy người Lâm lão xuất ra chiến kỹ tất nhiên bất phàm, nếu con ta lấy được thì tu sĩ trong cùng giai sẽ không có mấy ai có thể là đối thủ của nó. Lão giả giám khảo vội vàng thống kê, người của mấy đại gia tộc thì hắn còn không quan tâm nhưng Khúc Lân là con trai của xếp hắn. Sau nửa ngày, lão giả hít sâu một hơi nói, Khúc Lân, 168.000 điểm tích lũy. Trong lòng đám người run lên, kinh ngạc nhìn Khúc Lân. Hơn 16 vạn điểm tích lũy, đổi thành hồn thạch cũng có hơn 800 vạn hạ phẩm hồn tinh A. Màn kịch đã chính thức bắt đầu, những đại gia tộc này đúng thật là có vốn liếng nha. Tiêu Phàm thầm nói, bất quá trong lòng lại cười lên, xem ra những gia tộc này cũng chỉ có như thế, mấy trăm vạn hạ phẩm hồn thạch liền muốn lấy được lục phẩm chiến kỹ. Lão Tam, xem ra chúng ta đã quá lo rồi. Trên mặt Lăng Phong rốt cục lộ ra tiếu dung. Lão Đại, ta phát hiện ngươi cười lên đẹp trai hơn. Tiêu Phàm vỗ vai Lăng Phong. Lấy 8 phần từ đống hồn tinh kia, mỗi người lấy 2 phần. Lăng Phong lấy ra 3 cái hồn giới đưa cho 3 người Tiêu Phàm. Cũng tốt, ta cũng không phải người không muốn thắng, nếu đã thắng thì phải làm dứt khoát một chút. Tiêu Phàm tiếp nhận hồn giới, mỉm cười. Đúng lúc này, Vân Lạc Vũ chậm rãi đi lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, mặt như ngọc quan, anh tuấn phi phàm giống như trích tiên trên trời, không nhiễm bụi trần, tóc đen dài cuộn lại sau vai. Trên người tản ra khí thế vương giả. Vân Lạc Vũ chậm rãi đi đến trước bàn đá, hồn lực khẽ động, hồn tinh hoa lạp lạp rơi xuống, ánh mắt mọi người đều bị hồn tinh hấp dẫn. Trời ạ, hồn tinh nhiều như thế này chỉ sợ đã vượt qua 20 vạn A. Quả nhiên không hổ là nhị vương tử, nội tình của vương thất cũng không phải gia tộc bình thường có thể sánh, hạng nhất Yến Thành Thu Liệp lần này nhất định là hắn rồi. Mặc dù Yến Thành Thu Liệp lần này đã biến thành cuộc đua tài phú nhưng tràn diện vẫn náo nhiệt như thế, ta lớn như thế chưa từng thấy nhiều hồn tinh như vậy, nếu tất cả hồn tinh đó thuộc về ta thì ta nhất định có thể đột phá đến cảnh giới chiến tông. Vương Lão Tam, không phải ta nói chứ, chiến hồn của ngươi chỉ là ngũ phẩm, cho dù có được tất cả hồn tinh này thì ngươi cũng chẳng thể nào đạt đến chiến tông đỉnh được. Đám người lộ ra vẻ hâm mộ, ánh mắt tham lam, hận không thể đem tất cả hồn tinh kia cướp đi. Vân Lạc Vũ, 201.000 điểm tích lũy. Lão giả thống kê ra điểm tích lũy của Vân Lạc Vũ, đám người lần nữa xôn xao. Đám người Tiêu Phàm rốt cục mỉm cười, trên người bọn hắn có hơn 110 vạn điểm tích lũy, nếu chia đều thì mỗi người đều có hơn 27 vạn điểm tích lũy. Lão Tam, tính toán một chút, nếu như đem tất cả hồn tinh này giao ra thì chúng ta cũng không có lợi gì. Bàn tử đột nhiên nói ra. Hạng ba chỉ có 2 viên ngũ giai hồn tinh và 1 kiện ngũ phẩm hồn binh, tương đương với 700-800 vạn hạ phẩm hồn tinh, tính ra hơn 20 vạn hồn thạch, lại tương đương với 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Ngươi nói cũng có lý, bất quá ngũ giai hồn tinh và ngũ phẩm hồn binh đối với chúng ta có tác dụng khá lớn, không chừng còn tăng chiến lực chúng ta lên một khoảng. Tiêu Phàm gật đầu. Dù sao ban thưởng hạng tư và hạng năm đều giống nhau, vậy ta lấy hạng năm đi. Bàn tử cười ha ha, chậm rãi đi lên trước. Bàn tử, người nhanh lên một chút, không có hồn tinh còn giả trang bức cái gì. Còn tưởng mình là nhị vương tử hay sao? Đúng thế, nếu ngươi có thể vượt qua 20 vạn điểm tích lũy, lão tử lấy đầu cho ngươi làm ghế ngồi. Trong đám người truyền đến tiếng mỉa mai, âm thanh chế giễu, vương thất có thể được xem là đệ nhất gia tộc ở Đại Yên Vương Triều, Vân Lạc Vũ cũng chỉ có thể xuất ra nhiều đó hồn tinh. Một tên dân đen như ngươi lại có thể vượt qua sao? Vân Lạc Vũ coi thường nhìn bàn tử, hắn liếc một cái rồi nhắm mắt lại, căn bản đã biết rõ kết quả. Chỉ có Triệu Vô Bệnh trong lòng cười lạnh không thôi, không biết sau khi Vân Lạc Vũ người biết 20 vạn điểm tích lũy của mình đổ sông đổ biển thì sẽ có cảm giác như thế nào a? Cảm giác bị người tát vào mặt cũng không dễ chịu gì. Triệu Vô Bệnh biết rõ, hồn tinh trong tay Tiêu Phàm đã đạt được đến số lượng vô cùng khủng bố. Mình thao túng hơn vạn con hắc huyết nha tam giai đều bị Tiêu Phàm dùng một kiếm chém chết sạch.
hơn vạn viên hồn tinh tam giai, cộng lại đã hơn 100 vạn điểm tích lũy rồi, nếu hai người kia chia nhau thì mỗi người cũng phải hơn 50 vạn điểm tích lũy. Đây cũng là lý do hắn chỉ lấy ra một chút hồn tinh như thế, hơn 1.6 vạn điểm tích lũy đổi lấy một viên hồn tinh ngũ giai, cuộc mua bán này cũng không thiệt. Bàn tử nghênh ngang đi đến bàn đá, bộ dáng thiếu ăn đòn, hoàn toàn làm ngơ với mấy lời châm chọc kia. Hắn bình tĩnh lấy hồn giới ra, hồn lực khẽ động một cái liền xuất hiện vô số hồn tinh. Đám người đột nhiên trợn to hai mắt, bộ dáng không tưởng nhìn bàn tử. Sắc mặt Khúc Huyền, Tôn Đình, Hoàng Trùng Tiêu và mấy tu sĩ thế hệ trước đều trở nên khó coi. Nam Cung Tiêu Tiêu, 21 vạn điểm tích lũy. Âm thanh run rẩy của lão giả vang lên. Vân Lạc Vũ một mực nhắm mắt dưỡng thần nghe nói thế liền mở to hai mắt, ánh mắt tỏa ra quang mang lạnh lẽo nhìn chằm chằm bàn tử. Mà mẹ nó, không cẩn thận lại lấy ra nhiều như thế. Bàn tử bộ dáng khó chịu nổi giận mắng. Vân Lạc Vũ thấy thế, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nguyên bản hắn tưởng 201.000 điểm tích lũy đã đủ để đoạt được danh hiệu đệ nhất, nhưng hiện tại thì tốt rồi, tên mập này lại lấy ra con nhiều hơn mình. Còn cố ý nói không cẩn thận lấy ra nhiều như thế, đây không phải là đang tát thẳng vào mặt Vân Lạc Vũ sao? Khóe miệng hai người Tiêu Phàm và Lăng Phong giật một cái, bọn hắn biết tên mập này rất không đáng tin cậy. Lúc này hay rồi, vừa vào sân đã lập tức đắc tội với Vân Lạc Vũ. Ha ha, không hổ là học viên của ta. Một đạo cuồng tiếu vang lên, chỉ thấy Quách Sĩ Thần ngửa đầu cười to, cười không kiêng nể gì cả, mảy may không đem mấy đại gia tộc vào mắt. Quách lão quỷ đang đổ dầu vào lửa. Lăng Phong nổi giận mắng. Cảm nhận ánh mắt cừu hận từ bốn phía, Tiêu Phàm và tiểu ma nữ cũng phải nổi cả da gà. Sau hôm nay thì bọn hắn cũng triệt để đắc tội với vương thất rồi. Làm Vân Lạc Vũ mất thể diện trước nhiều người như thế còn đáng sợ hơn việc đắc tội với tứ đại gia tộc. Kế tiếp, lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về mấy người Tiêu Phàm. Lăng Phong đi lên tiếp theo, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn phất tay một cái, trên bàn đã xuất hiện một đống hồn tinh. Lăng Phong, 22 vạn điểm tích lũy. Khóe miệng lão giả co rút báo ra số lượng. Đám người cũng trợn tròn mắt, lại một tên vượt qua 20 vạn điểm tích lũy. Nội tình thần phong học viện tại sao lại mạnh như thế? Bọn hắn cũng không cho rằng những hồn tinh này là do đám Lăng Phong kiếm được, mà do Quách Sĩ Thần cho bọn hắn. Dù sao, 20 vạn điểm tích lũy chính là 2.200 viên hồn tinh tam giai. Thời gian một tháng chém giết 2.200 tam giai hồn thú, ai mà tin? Trong mắt Quách Sĩ Thần lóe lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía đám người Lăng Phong có chút biến hóa. Bọn hắn thật đúng là dám lấy ra, lấy tâm tính có thù tất báo của Vân Lạc Vũ thì bọn hắn nhất định sẽ không sống yên tại Yến Thành này nữa. Triệu Vô Bệnh cười khổ một tiếng, những hồn tinh này vốn nên thuộc về hắn, nhưng hiện tại lại nằm trong tay người khác. Ta tới trước, tiểu ma nữ hì hì cười một tiếng, nàng luôn sợ thiên hạ không loạn, đi đến trước bàn đá. Hồn tinh hoa lạp lạp rơi xuống. Lão giả kia đã chết lặng, hắn chậm rãi thống kê điểm tích lũy. Sắc mặt Khúc Lân khó coi nhìn tiểu ma nữ, sâu trong đáy mắt lóe lên sát ý, hiện tại không chỉ đánh vào mặt vương thất mà còn đánh vào mặt Chiến Vương học viện. Thần Phong học viện chỉ có 4 người, Chiến Vương học viện lại có mấy trăm người, kết quả 3 hạng đầu đều không có người của Chiến Vương học viện, như thế thì sau này còn ai dám gia nhập Chiến Vương học viện đây? Diệp Thi Vũ, 201.100 điểm tích lũy. Lão giả rốt cục báo ra một con số. Sắc mặt Vân Lạc Vũ đỏ bừng, kém chút tức thổ huyết, 100, vẻn vẹn chỉ nhiều hơn mình 100 điểm tích lũy, đây không phải cố ý sao? Thần Phong học viện làm sao cường đại như thế? Trong 4 người thì đã có 3 người vượt qua 20 vạn điểm tích lũy. Mấy học viên vừa mới gia nhập Chiến Vương học viện cũng kinh ngạc nhìn qua đám người tiểu ma nữ. Còn tên Tiêu Phàm kia, chắc chắn hắn không có nhiều điểm tích lũy như thế, khảo hạch mấy tháng trước hắn còn không có tư cách gia nhập vào Chiến Vương học viện. Tên gia hỏa này rất phách lối, cao thủ trên viện bảng của chúng ta đã có mấy người chết trong tay hắn. Đúng rồi, Lạc Trần và Tôn Tuyệt tại sao còn chưa xuất hiện, bọn hắn cũng có cơ hội rất lớn để tranh hạng nhất ha. Đám người liếc nhìn bốn phía nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của hai người kia. Sắc mặt Tôn Đình âm trầm vô cùng, mấy lời này đã nói đến tâm khảm của hắn,
lúc đầu hắn còn tưởng là Tôn Tuyệt đến trễ nhưng hiện tại vẫn còn không thấy bóng dáng ở đâu. Trong lòng Tôn Đình có loại dự cảm không tốt, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tiêu Phàm. Chẳng lẽ bị phát hiện? Cảm nhận được ánh mắt của Tôn Đình, trong lòng Tiêu Phàm nói thầm, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm từng bước một đi lên phía trước, hồn lực đảo qua hồn giới, trên bàn đá trong nháy mắt đã phủ kín hồn tinh. Cái này, đoán chừng cũng vượt qua 20 vạn đi, tên gia hỏa này đúng là không biết thế nào gọi là điệu thấp. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm. Lão giả dám khảo hít sâu một hơi tiến lên phía trước, sau một lát liền thống kê ra điểm tích lũy, lắp bắp nói, Tiêu Phàm, 22 vạn điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, toàn trường câm như hến, Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ, Lăng Phong và Bàn Tử trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Vân Lạc Vũ lại trở thành một người đáng thương. 20 vạn điểm tích lũy đã phá vỡ kỷ lục của Yến Thành Thu Liệp từ trước đến nay. Nhưng 20 vạn điểm tích lũy hôm nay chỉ có thể xếp hạng 5, Vân Lạc Vũ làm sao có thể chấp nhận được điều này. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người thật lâu không nói, cuối cùng một đạo thân ảnh ra đánh vỡ sự yên lặng. Còn không ban thưởng, chờ cái gì? Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nói. Nếu như là người khác mở miệng, đoán chừng đám Khúc Lân đã sớm động thủ, nhưng hiện tại là Quách Sĩ Thần nên bọn họ cũng chẳng làm được gì. Khúc Lân ra hiệu cho nam tử trung niên bên cạnh, nam tử trung niên cung tay lên, hai quyển cổ tịch, hai thanh hồn binh và mười mấy viên hồn tinh óng ánh bay ra, trong có một viên màu đỏ rực vô cùng nổi bật, huyết quang lượng lờ như hỏa diễm đang thiêu đốt. Ha ha, Bàn gia rốt cục có hồn binh. Bàn Tử Ma Quyền sát trưởng đi đến trước bàn đá, nước bọt đều muốn chảy cả ra, ánh mắt hắn nhìn vào một thanh đại đao toàn thân phát ra kim quang chói mắt, nói, lão đại, đao này ta lấy. Kiếm này cho ngươi. Tùy tiện. Lăng Phong trực tiếp cầm lấy bảo kiếm và một quyển cổ tịch trong đó. Thu Phong kiếm quyết, không sai. Tiêu Phàm nhìn kia ém quyết trong tay Lăng Phong cười nói, cũng không khách khí, đem lục giai hồn tinh và bản cổ tịch còn lại thu lấy, trên mặt lóe qua vẻ thất vọng, nói, Khai Sơn trưởng. Lão nhị, thứ này thích hợp với ngươi. Tiêu Phàm xem qua chiến kỹ một lượt. Lấy thực lực nhìn qua không quên của hắn thì trong nháy mắt đã đem nội dung chiến kỹ này thuộc lòng, sau đó ném cho Bàn Tử. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm xem lục phẩm chiến kỹ như rác rưởi thì vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn liều sống liều chết không phải vì muốn đạt được lục phẩm chiến kỹ sao? Tên Tiêu Phàm này thì hay rồi, liếc sơ một lần liền đem tặng cho người khác. Lão đại, ta chép lại một phần sau đó đưa cho ngươi. Bàn Tử cười không ngậm miệng được. Chiến kỹ này nếu phối hợp với chiến hồn của hắn thì nhất định có thể phát huy được 12 phần thực lực. Vân Lạc Vũ nắm chặt nắm, thiếu chút nữa thì bóp ra máu, sát khí nồng đậm từ trong mắt lóe lên, thiếu chút nữa thì không nhịn mà xuất thủ. Cầm hết ban thưởng đi, chúng ta cũng nên rời khỏi rồi. Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nói, ánh mắt hòa ái nhìn về bọn Tiêu Phàm. Chậm đã, đột nhiên. Một tiếng quát như sấm chấn động lỗ tai mọi người từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, một cỗ khí thế cuồng bạo từ trong Chiến Vương Học Viện lao tới làm nhiều người bị thổi bay. Khi mọi người lấy lại tinh thần thì trên quảng trường đã xuất hiện một lão giả mặt áo bào xám đang lăng không đứng, lão giả khô gầy như củi nhưng khí thế trên người lại cực kỳ khủng bố. Lâm lão, nhiều năm không gặp, hùng phong của ngươi vẫn như cũ a. Quách Sĩ Thần ngoài cười nhưng trong không cười. Làm sao, Thần Phong Học Viện ta đạt được ban thưởng, người muốn mời chúng ta ăn một bữa để chúc mừng à? Nghe thấy Quách Sĩ Thần nói, khóe miệng đám người giật một cái, người Chiến Vương Học Viện muốn tìm ngươi để chúc mừng. Không giết ngươi đã là tốt lắm rồi. Lâm lão, đám người Khúc Lân cung kính thi lễ về hướng lão giả áo xám. Nhưng lão giả áo xám lại giống như không nghe thấy, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Quách Sĩ Thần, mồm mép của ngươi vẫn lợi hại như thế. Đáng tiếc, ngài nhiều năm như vậy vẫn không có tiến bộ. Quách Sĩ Thần lắc đầu, cực kỳ chân thành nói. Lâm lão biết rõ đấu võ mồm không lại Quách Sĩ Thần, còn người lạnh lẽo bỗng nhìn về phía Tiêu Phàm, đồ nhi Lạc Trần của ta là bị ngươi giết chết. Cái gì, Lạc Trần chết? Đám người kinh hãi hô lên nhìn về phía Tiêu Phàm. Lạc Trần là cường giả xếp thứ tư trên viện bảng, khoảng cách đến chiến tông cảnh chỉ còn một bước lại chết trong tay Tiêu Phàm. Tiểu tử này đúng thực là gan to bằng trời,
hắn không biết Lạc Trần là người nối nghiệp mà Chiến Vương học viện cố ý bồi dưỡng a. Hắn có gì mà không dám làm, Tôn Tử, Hoàng Thiên Thần đều chết ở trong tay hắn. Đâu chỉ như thế, Địch Hàn, Mông Trùng, Lạc Phi cùng đều là do hắn giết, chẳng lẽ hắn nghĩ Thần Phong học viện có thể bảo hộ hắn cả một đời. Đám người cười lạnh nhìn mấy người Tiêu Phàm, ánh mắt như nhìn vào một đống thi thể. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, biến cố bất thình lình làm hắn có chút trở tay không kịp, áp lực mà Lâm lão này còn hơn xa so với đám người Tôn Đình. Lạc Trần là do ta giết. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Bàn Tử đã tiến lên một bước, làm sao, chỉ có Chiến Vương học viện các ngươi giết người, không cho chúng ta giết người của Chiến Vương học viện. Bàn Tử, không nên gánh trách nhiệm vào bản thân, người đảm đương không nổi. Hai mắt Lâm lão khẽ híp một cái, một cỗ hồn lực khủng bố xông thẳng vào Bàn Tử. Lâm lão, làm gì phải động thủ với một tên tiểu bối? Quách Sĩ Thần lách mình ngăn khuất trước người, cỗ khí thế kia trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, bất quá, sắc mặt hắn cũng không phải rất dễ nhìn. Điều này làm đám người Tiêu Phàm biết thực lực Lâm lão này rất cao, Quách Sĩ Thần cũng phải kiêng dè hắn, nếu không lấy tính cách của Quách Sĩ Thần thì nếu có thể động thủ liền sẽ không nói nhảm. Thượng bất chính hạ tắc loạn, điều này cũng là do ngươi dạy tốt. Lâm lão trợn mắt nhìn, nếu như ngươi đã dạy không tốt thì hôm nay lão phu sẽ thay ngươi giáo huấn hắn. Vừa dứt lời, Lâm lão lắc mình một cái dùng tay chộp tới Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm đại biến, trong chớp mắt hắn cảm thấy cổ của mình bị ai đó bóp nghẹn lấy, hô hấp vô cùng khó khăn. Hắn nắm đấm nắm chặt, đây chính là thực lực chênh lệch, ở trước mặt Lâm lão thì hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chỉ khi có đủ thực lực thì mới có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân. Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, thân hình Quách Sĩ Thần khẽ động đánh ra một chưởng, Lâm lão vội vàng hóa trảo thành chưởng tiếp chiêu Quách Sĩ Thần. Cuồng phong nổi lên bốn phía, đám người Tiêu Phàm bị thổi bay, tròn miệng liên tục phun máu. Thân hình Quách Sĩ Thần lui ba bước, mà Lâm lão đối diện chỉ vẻn vẹn lùi lại một bước, hai người lập tức phân cao thấp. Xem ra ngươi cũng không có tiến bộ bao nhiêu, hôm nay, tên Tiêu Phàm này nhất định phải chết. Lâm lão lạnh lùng cười một tiếng, sát khí lộ ra. Tiêu Phàm phải chết, đúng lúc này, Tôn Đình đi lên trước, hắn hận Tiêu Phàm thấu xương, hiện tại Lâm lão đã xuất thủ, cơ hội tốt như thế làm sao hắn có thể bỏ qua. Hắn không sống qua hôm nay. Lại một người nữa tiến lên, là gia chủ Hoàng gia, Hoàng Trùng Tiêu. Lập trường của Hải Đại gia chủ rất rõ ràng, hôm nay nhất định phải giết Tiêu Phàm để báo mối thù giết con. Sắc mặt Quách Sĩ Thần càng lúc càng khó coi, một tên Lâm lão đã làm hắn có chút ăn không tiêu, hiện tại lại đến thêm hai tên Tôn Đình và Hoàng Trùng Tiêu. Lâm lão hài lòng nhìn Tôn Đình cùng Hoàng Trùng Tiêu, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh nói, Quách Sĩ Thần, nể mặt Lục Vũ, ta sẽ không giết ngươi, ngươi cũng biết, ngươi không ngăn được lão phu. Hắn là học viên của ta, ta có trách nhiệm bảo hộ hắn, nếu ngươi muốn giết hắn vậy trừ phi bước qua thi thể của ta. Quách Sĩ Thần lắc đầu nửa bước không rời, con ngươi vô cùng kiên quyết. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Quách Sĩ Thần, mới vừa muốn mở miệng thì ánh mắt Lâm lão ở phía đối diện đã biến lạnh. Đã như thế thì không còn gì để nói nữa. Lâm lão để lại một câu liền đạp không xông lên xuất hiện ở cạnh Quách Sĩ Thần. Lúc mọi người lấy lại tinh thần thì hai người kia đã chiến thành một đoàn, hai thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trong hư không làm mọi người không cách nào nắm bắt được. Tiêu Phàm, nạp mạng đi. Đúng lúc này, Tôn Đình hô lên một tiếng, vung quyền đánh thẳng vào Tiêu Phàm. Cẩn thận, Tiêu Phàm đẩy tiểu ma nữ tránh ra, chuẩn bị vung một chưởng lên để tiếp chiêu. Nhưng lúc này, một thân ảnh gầy yếu lóe qua chắn trước người Tiêu Phàm, chưởng cương bá đạo đánh thẳng vào Tôn Đình. Hai đạo thân ảnh đều lui ra phía sau mấy bước. Trầm Bá, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thân ảnh kia, hắn không nghĩ tới lại là Trầm Bá xuất thủ. Trầm Chấn Đào, người muốn chết sao? Tôn Đình gầm thét, hắn bàn tay rung động không thôi, vừa mới một kích, hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Giết khách khanh trưởng lão của Lăng Vân Thương Hội ta chính là địch nhân của Lăng Vân Thương Hội. Trầm Bá nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Trầm Chấn Đào. Hắn biết mình cũng không phải là khách khanh trưởng lão gì. Tôn huynh, ngươi ngăn hắn lại, ta tới giết Tiêu Phàm. Hoàng Trùng Tiêu từng bước một tiến lên, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Được. Tôn Đình gật đầu,
hồn lực khủng bố tản ra, lục phẩm chiến hồn, xích diễm thiên hùng chẹn đỉnh đầu tản ra khí thức cuồng bạo. Lý Tuyết Y đứng trong đám người lo lắng, nhìn về phía Lý Trường Hà bên cạnh nói, cha, Tiêu Phàm đã cứu ta. Lý Trường Hà lắc đầu, trên mặt lóe qua vẻ giãy giụa, lúc này mới nói, nếu như chỉ có Hoàng gia và Tôn gia muốn giết hắn thì ta còn có thể xuất thủ, nhưng hiện tại lại có Chiến Vương Học Viện muốn giết hắn, Lý gia ta trước mặt Chiến Vương Học Viện thì tính là gì? Lý Tuyết Y mặt xám như cho, chỉ có thể âm thầm cầm nguyện cho đám người Tiêu Phàm. Tiểu tử, thời điểm ngươi giết con ta thì cũng nên nghĩ đến kết quả hôm nay. Hoàng Trùng Tiêu giữ tợn cười, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Hoàng Trùng Tiêu mặc dù chưa xuất thủ, nhưng sát cơ khủng bố đã khóa chặt Tiêu Phàm, một cỗ hồn lực bàng bạc xông thẳng đến, Tiêu Phàm ngăn cản không nổi, bị chấn bay ngược ra sau 7-8 mét mới dừng lại. Tiêu Phàm rốt cuộc biết cường giả Chiến Vương khủng bố thế nào, trong miệng liên tục ho ra máu, sắc mặt hơi trắng bệch. Lão Tam, chạy mau. Bàn tử kêu to, lách mình chắn trước người Tiêu Phàm. Sắc mặt Lăng Phong âm tình bất định, cuối cùng vẫn tiến lên một bước đứng song song với bàn tử. Đồ lưu manh, chúng ta ngăn hắn lại, người mau trốn đi. Tiểu ma nữ đỡ Tiêu Phàm dậy, mặt lộ vẻ kinh hãi. Trốn. Tiêu Phàm lắc đầu, đẩy tiểu ma nữ ra, chậm rãi đi lên trước, lão đại, lão nhị, việc này không liên quan đến các ngươi đi đi. Đúng là có cốt khí, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi dễ dàng như thế. Hoàng Trùng Tiêu nhếch miệng cười, hắn là sao có thể để Tiêu Phàm chết nhanh như thế, hắn muốn làm cho Tiêu Phàm từ từ tuyệt vọng chết đi. Lão quỷ, cho dù chết, ta cũng muốn lột da ngươi. Tiêu Phàm lấy ra tu la kiếm. Kiếm khí gào thét, cho dù đối mặt với cường giả Chiến Vương cảnh thì hắn vẫn không sợ. Ha 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 ha, chỉ bằng ngươi. Hoàng Trùng Tiêu khinh thường, ngửa mặt lên trời cười to, giống như vừa nghe được chuyện đáng cười nhất thế gian. Hoàng Trùng Tiêu lại vung tay lên đem hồn lực đánh thẳng vào Tiêu Phàm, Tiêu Phàm bị chấn đến mức hộc máu lăn mấy vòng trên mặt đất, xương cốt lại gãy thêm vài cái. Lão Tam, đồ lưu manh, Lăng Phong. Bàn tử và tiểu ma nữ phẫn nộ gào thét, đáng tiếc, bọn họ căn bản không có đủ sức để phản kháng, cho dù cộng thêm tiểu kim đi nữa thì bọn họ ở trước Chiến Vương cảnh chỉ là sau kiến. Còn muốn phản kháng, ngươi lấy cái gì để phản kháng? Hoàng Trùng Tiêu giang lật tay một cái liền xuất hiện một thanh trường kiếm, một đạo kiếm mang phá không chém ra, quang mang sáng chói làm người khác không dám nhìn thẳng vào. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cường giả Chiến Vương tùy tiện một kích đều có thể tùy tiện chém giết chiến tôn cảnh, dưới một kiếm này, Tiêu Phàm nhất định phải chết. Đôi mắt Tiêu Phàm rung động, đạo kiếm quang kia trong mắt hắn càng ngày càng gần, sát cơ khủng bố khóa chặt hắn làm hắn không có chút cơ hội chạy trốn nào. Mắt thấy kiếm mang kia tới gần, đột nhiên một đạo kim sắc lưu quang lóe qua ngăn trước người Tiêu Phàm, một đạo lợi chảo hướng về kiếm mang kia chộp tới. Phốc, máu tươi nóng hổi vẫy xuống toàn thân Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm đờ đẫn gắt gao nhìn chằm chằm thân thể trên mặt đất kia. Tiểu Kim, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, đôi mắt ngay lập tức đỏ ngầu, sát khí khủng bố từ trên người hắn xuất hiện, một cỗ hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra. Chỉ một thoáng, nhiệt độ bốn phía bỗng hạ xuống mấy độ, không ít người dùng mình một cái. Sát khí thật mạnh, cần giết bao nhiêu người mới có được sát khí như thế này a? Đám người con ngươi co rụt lại. Không khỏi lui về sau mấy bước. Tiểu ma nữ, bàn tử và Lăng Phong hai mắt đỏ hồng, bọn hắn rất muốn phóng tới nhưng lại bị một cỗ đại lực ngăn cản, Hoàng Trùng Tiêu tận lực không cho ba người bọn hắn tới gần. Hoàng Trùng Tiêu, lão Tam mà chết thì ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Ta muốn diệt cửu tộc ngươi. Bàn tử gầm thét, hoàn toàn phát cuồng. Ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Trùng Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn bàn tử, vung một kiếm ra chém thẳng đến bàn tử. Hồng hộc, gần như đồng thời, một đạo kiếm khí màu đỏ từ trên trời giáng xuống, thoáng cái xuất hiện trước người bàn tử đánh lệch đạo kiếm khí kia, kiếm khí sát qua y phục bàn tử, mém chút đã lấy mạng hắn. Trước mặt bàn tử không xa có một đạo thân ảnh thẳng tắp, sát khí trùng thiên, giống như sát thần lâm thế. Lão Tam, bàn tử kêu lên sợ hãi, hắn biết thực lực của Tiêu Phàm vô địch cùng giai, nhưng chênh lệch với Chiến Vương cảnh cũng không phải lớn bình thường. Khi nãy chỉ là mượn nhờ một cỗ xảo lực mà thôi, nếu chân chính đối mặt thì hắn làm sao có thể là đối thủ của Hoàng Trùng Tiêu.
Có ý tứ, đây là phản kháng của ngươi sao? Ta đột nhiên không muốn lập tức giết ngươi nữa. Hoàng Trùng Tiêu cười lạnh, ngươi bây giờ có hối hận không? Chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận lỗi thì ta sẽ cho ngươi chết được thống khoái. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, không có bất kỳ tình cảm gì, lạnh giọng nói, cho dù lại giết con trai của ngươi một lần, ta cũng không hối hận. Tự tìm cái chết, Hoàng Trùng Tiêu quát lên một tiếng, lại vung ra một kiếm, Tiêu Phàm đồng dạng cũng chém một kiếm ra. Oanh, kiếm khí va chạm, kiếm khí của Tiêu Phàm trong nháy mắt nổ tung, vô số kiếm khí xé rách thân thể hắn, máu tươi chảy ròng ròng. Nếu như không phải Hoàng Trùng Tiêu cố ý muốn tra tấn Tiêu Phàm thì đoán chừng hắn đã sớm chết rồi. Ha ha, Hoàng Trùng Tiêu, nếu như Tiêu Phàm ta hôm nay không chết thì ta nhất định không để yên cho Tôn gia ngươi. Tiêu Phàm giống như sát thần phụ thể, tóc dài không gió mà bay, hai mắt bắn ra hai vệt huyết quang sát khí lượn lờ bên ngoài cơ thể có dấu hiệu thực chất hóa. Đáng tiếc ngươi không thể, ta muốn lột da rút gân ngươi. Hoàng Trùng Tiêu đâm ra một kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng đầu vai Tiêu Phàm, huyết vũ bay lả tả. Thân thể hắn bay ngược ra hung hăng đập lên mặt đất, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền đứng dậy, khí thế càng thêm khủng bố. Đám người cũng bị khí thế Tiêu Phàm lây nhiễm, kẻ này một khi trưởng thành, trong cùng giai có ai là đối thủ. Nguyên bản có rất nhiều người hận không thể giết chết Tiêu Phàm, nhưng hiện tại bọn hắn lại bị ý chí của Tiêu Phàm làm cho run động, xương cột trên thân thể đã gãy rất nhiều nơi vậy mà vẫn có thể đứng thẳng tắp như thương tùng. Làm mọi người kinh ngạc chính là, sau một khắc, thân hình Tiêu Phàm lóe lên đánh thẳng tới chỗ Hoàng Trùng Tiêu. Ngươi tự tìm cái chết, ta lại không cho ngươi chết. Ta chờ xem ngươi có bao nhiêu máu có thể chảy. Hoàng Trùng Tiêu lạnh lùng, nhe răng trợn mắt, chỉ khi Tiêu Phàm bị chém thành muôn mảnh mới làm hắn nguôi giận. Phốc, Tiêu Phàm lại bị một kiếm chém ra, trên ngực xuất hiện một vết thương vô cùng dữ tợn. Đủ rồi, đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, một đạo thân hình từ đằng xa kích xạ tới, thân ảnh khô gầy tựa như tùy thời có thể ngã xuống, nhưng khí thế này ngay cả Hoàng Trùng Tiêu cũng nuốt không trôi. Phúc bá, nhanh cứu đồ lưu manh, tiểu ma nữ khàn cả giọng kêu to, nước mắt chảy ra như mưa. Phúc bá, nhanh giết tên cẩu tạp chủng này, bàn tử cũng kích động lên, dường như nhìn thấy hy vọng. Nhưng sau một khắc, mặt mấy người lại xám như cho, chỉ thấy bên trong chiến vương học viện lại xông ra một đạo thân ảnh ngăn Phúc bá lại. Phúc bá, nhiều năm không gặp, thân thể ngươi vẫn còn cứng rắn như trước chứ. Ngươi đến là một thanh y lão giả. Trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Sư tôn, Vân Lạc Vũ vừa nhìn thấy thanh y lão giả kia liền trở nên kính sợ. Thân thể không tốt, nhưng giết ngươi vẫn không thành vấn đề. Phúc bá băng lãnh nói một câu, thân ảnh khô gầy khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người thanh y lão giả. Cũng tốt, vậy ta sẽ giúp Phúc bá vận động xương cốt một chút. Thanh y lão giả cười nhạt, cùng Phúc bá chiến đấu cùng một chỗ. Hiện tại không còn ai cứu ngươi a. Hoàng Trùng Tiêu tà tà cười một tiếng, lúc này hắn như một đầu dã thú thị huyết, trông vô cùng đáng sợ. Tiêu Phàm dùng tu la kiếm chống đỡ thân thể, miễn cưỡng đứng lên, thân thể lung la lung lay lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hoàng Trùng Tiêu, giết người bất quá đầu chạm đất, hà tất phải tra tấn người khác như thế. Lý Trường Hà một mực không nói lại đột nhiên mở miệng. Người chết không phải nhi tử của ngươi. Người đương nhiên có thể ngồi đó nói châm chọc rồi. Hoàng Trùng Tiêu phẫn nộ trừng mắt nhìn Lý Trường Hà. Lý Trường Hà nắm chặt nắm đấm, nhi tử của hắn chết trong tay Vân Lạc Tuyết và Lạc Trần, đáng tiếc Lạc Trần đã chết, hắn cũng không có cơ hội báo thù. Chỉ có Vân Lạc Tuyết là hắn không dám xuất thủ, thực lực của Vương Thất không phải hắn có thể so. Thấy Lý Trường Hà không nói, ánh mắt Hoàng Trùng Tiêu lần nữa chuyển hướng nhìn Tiêu Phàm, ta xem ngươi có thể kiên trì tới lúc nào. Cha ký thức lúc này đã có chút mơ hồ đi, máu của ngươi đã sắp chảy hết rồi. Giết, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, mặc dù hắn biết mình như thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng hắn vẫn không chút do dự nào. Cái này theo người ta nói chính là đâm đầu vào chỗ chết, nhưng đây là cách làm người của Tiêu Phàm, cho dù hắn chỉ còn một hơi thì hắn cũng quyết liều mạng đến cùng. Tu La chỉ có trưởng thành trong máu tươi, liên tục giết chóc mới có thể thuế biến. Phải nhẫn tâm với người khác, càng phải nhấp tâm đối với bản thân. Tiêu Phàm không biết,
Từ thời khắc hắn tiếp nhận tu la truyền thừa thì con đường của hắn đã được chú định chỉ có máu tươi và giết chóc. Lúc này, chỉ mới là khởi đầu. Không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm lại lần nữa bị Hoàng Trùng Tiêu đánh bay, đồng dạng, Tiêu Phàm lần nữa đứng dậy. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, yên lặng kiểm tra thương thế bản thân, lục phủ ngũ tạng đã có rất nhiều vết rách, nếu cứ tiếp tục như thế thì nhất định sẽ mất mạng. Mặc dù Bạch Thạch đang cấp tốc chữa trị thân thể hắn nhưng tốc độ tổn thương vẫn nhanh hơn tốc độ hồi phục. Không sai biệt lắm, đã đến lúc liều một phen. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, Tu La, để cho ta xem ngươi thực sự giống như truyền thuyết hay không, có thể lấy mạng đổi mạng, cho dù chết cũng phải kéo hắn làm đệm lưng. Chỉ một thoáng, Phổ Tận Chiến Quyết vận chuyển lên, toàn thân Tiêu Phàm hừng hực kim sắc khí diễm, sát khí thực chất hóa khi đột nhiên nội liễm hóa thành vô số lợi kiếm đâm xuyên thân thể Tiêu Phàm, máu tươi chảy ra. Còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì tới khi nào, rốt cục muốn tự sát rồi sao? Hoàng Trùng Tiêu cười lạnh, tay cầm trường kiếm đi từng bước về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm như không nhìn thấy, kim sắc khí diễm quanh người hắn đột nhiên bắt đầu chậm rãi biến thành huyết sắc. Máu tươi giống như bị đốt cháy, gần như đồng thời, khí thế của hắn cấp tốc tăng lên. Muốn cố thủ sao, ánh sáng đom đóm sao có thể tranh huy cùng nhật nguyệt. Hoàng Trùng Tiêu khinh thường, hắn hoàn toàn không biết Tiêu Phàm giờ phút này đáng sợ đến mức nào. Ầm một tiếng, y phục nửa người trên của Tiêu Phàm nổ tung, cơ bắp cường kiện hoàn toàn lộ ra ngoài, da rẻ màu đồng trên người tản ra huyết quang chói mắt. Vô tận sát lục, Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm. Hắn nhảy lên không trung, Tu La kiếm vũ động, ngàn vạn kiếm khí nở rộ làm hư không như bị xé rách thành vô tận huyết quang. Xương máu lượn lờ quang thân Tiêu Phàm, giống như một mảnh Tu La chiến trường, ngay cả hư không đều bị nhuộm thành một màu máu, cảnh tượng chấn nhiếp nhân tâm. Toàn thân tu sĩ bốn phía đều nổi da gà, rất nhiều người cảm nhận được hàn khí cắt da cắt thịt đều cấp tốc chạy trốn. Chỉ thấy Tiêu Phàm cầm trường kiếm trong tay đằng không bay lên, giống như lưu tinh trụy. Chém một kiếm bá đạo cuồng mãnh thẳng về hướng Hoàng Trùng Tiêu. Lưu Vân Trảm, Hoàng Trùng Tiêu cũng có cảm giác không thích hợp, không dám khinh thị Tiêu Phàm, hắn thi triển ngũ phẩm chiến kỹ, từng đạo kiếm mang màu trắng gào thét, nhanh như bôn lôi, giống như một đám mây trắng đang chuyển động. Phanh phanh phanh, kiếm khí khuấy động, không ngừng va chạm, hóa thành từng đạo cuồng phong tản ra bốn phía, đá xanh trên quảng trường đã bị thổi bay, bụi bặm dày đặc. Mọi người đã không thấy rõ bên trong phát sinh việc gì nữa. Nơi đó kiếm khí tung hoành, lực lượng phong bạo hủy diệt làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Toàn trường yên tĩnh, mọi người gắt gao nhìn Tiêu Phàm và Hoàng Trùng Tiêu, bọn hắn không biết Hoàng Trùng Tiêu vì sao tức giận như thế, Tiêu Phàm chỉ là một tên chiến tôn cảnh mà thôi, cho dù lợi hại hơn nữa thì làm được gì. Chẳng lẽ còn có thể chém giết cường giả chiến vương hay sao? Sau nửa ngày, hết thảy đều kết thúc. Cảnh vật nơi đó bạo lộ ra. Trong một sát na, đám người trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn về phía xa. Chỉ thấy áo bào Hoàng Trùng Tiêu rách nát, áo bào toàn thân đều bị nhuộm thành màu đỏ, tóc dài phiêu tán, hai mắt đỏ bừng, trên mặt hắn còn mấy đạo vết kiếm đang chảy máu. Chiến vương cường giả Hoàng Trùng Tiêu đã bị thương. Mới thoáng cái, ánh mắt mọi người lại rơi vào một cỗ thi thể khác, thi thể kia không có động tĩnh gì. Toàn thân đầy máu, đã không còn khí tức. Chết rồi, trong đám người truyền ra âm thanh thở dài, Tiêu Phàm tuy mạnh nhưng vẫn chỉ là chiến tôn cảnh, không cách nào có thể tạo ra được kỳ tích. Chết ở trong tay chiến vương cảnh cũng không oan. Thần sắc một số người vẫn lạnh lùng như cũ, bọn hắn ước gì Tiêu Phàm chết, từ khi Tiêu Phàm xuất hiện đến nay thì hoặc nhiều hoặc ít người của chiến vương học viện có thù với hắn. Trong mắt người của chiến vương học viện thì Tiêu Phàm chính là một tên sát tinh, ai gặp phải đều không may các ngươi nhìn. Đột nhiên, có tu sĩ chỉ thi thể Tiêu Phàm nơi xa kêu lên. Đám người cùng nhau nhìn lại, họ phát hiện huyết phụ lượng lờ xung quanh lại đang tập trung tiến vào trong cơ thể Tiêu Phàm, sau mấy hơi thở, tất cả đều khôi phục lại như thường. Khụ khụ. Cũng đúng lúc này, một trận tiếng ho khan truyền đến, mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm như nhìn thấy quỷ. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi đứng dậy, bước chân có chút phù phiếm nhưng chung quy vẫn đứng lên, hơn nữa khí thế trên người hắn không giảm, ngược lại càng mạnh hơn. Vậy mà không chết, có người lên tiếng kinh hô, thậm chí hít vào ngụm khí lạnh. Một tên tu sĩ chiến tôn cảnh chính diện chém giết cùng cường giả chiến vương cảnh, chẳng những không chết,
lại còn đánh trọng thương cường giả chiến vương, điều này chính là vô cùng hư cấu a. Nhưng sự tình hư cấu này hiện tại lại đang diễn ra, hơn nữa còn có rất nhiều người nhìn thấy. Mọi người không cách nào tưởng tượng được, một tên chiến tôn cảnh lại có thể còn sống dưới một kích toàn lực của cường giả chiến vương, hơn nữa còn đánh trọng thương cường giả chiến vương cảnh. Tiểu tử, ngươi quả thật nằm ngoài dự kiến của ta, ta không thể để ngươi có cơ hội thở dốc nữa. Hoàng Trùng Tiêu lạnh giọng nói, chẳng biết tại sao trong lòng hắn xuất hiện một chút sợ hãi. Hắn không còn dám chậm trễ, kẻ này phải chết, bằng không hoàng gia hắn không được an bình. Hô hô, đang lúc Hoàng Trùng Tiêu chuẩn bị động thủ, từng đạo khí tức cuồng bạo từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, khí thế Tiêu Phàm tăng lên, thiên địa linh khí bốn phía tụ hợp lại. Tiêu Phàm tà tà cười hướng về phía Hoàng Trùng Tiêu, nụ cười kia làm mọi người phải run lên, đây không phải là biểu hiện mà một thiếu niên 16 tuổi nên có. Hắn muốn đột phá chiến tông cảnh, chiến hồn Tiêu Phàm không phải chỉ là tứ phẩm sao? Chiến hồn tứ phẩm làm sao có thể đột phá đến chiến tông cảnh? Vậy cũng chưa chắc, ta từng đọc qua một quyển cổ tịch, chiến hồn chỉ đại biểu cho tiềm lực một người, cũng không nhất định không thể đột phá cảnh giới cao hơn. Tứ phẩm chiến hồn mãi mãi không có cách nào đột phá chiến tông cảnh chỉ là thuyết pháp của hậu thế chúng ta. Còn có một loại khả năng, Tiêu Phàm xác thực chỉ có chiến hồn tứ phẩm, nhưng chiến hồn của hắn biến dị, giống như hồn thú biến dị có thể tiến giai vậy. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, có hâm mộ, cũng có ghen tị và phẫn hận. Đi chết đi cho ta. Hoàng Trùng Tiêu gầm lên một tiếng, hắn biết rõ chiến hồn biến dị rất đáng sợ, theo thống kê. Phàm là người có chiến hồn biến dị đều là hào kiệt một đời, tương lai thành tựu không thể đo lường. Nếu như Tiêu Phàm thực sự có chiến hồn biến dị thì lần này giết hắn không chết, một khi Tiêu Phàm trưởng thành thì người chết chính là hoàng gia hắn. Hơn nữa, hồn lực đang bành trướng trên người Tiêu Phàm lại đang có xu thế đột phá chiến tông cảnh. Hoàng Trùng Tiêu làm sao có thể cho Tiêu Phàm cơ hội đột phá, một kiếm vừa rồi đúng là làm cho hắn bị thương. Nếu Tiêu Phàm đột phá đến chiến tông cảnh lại thi triển một kiếm kia thì cho dù là hắn cũng không cách nào ngăn cản được. Lưu Vân kiếm xuyên thủng hư không, thoáng cái xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, chân đạp phiếu miểu thần tung bộ tránh thoát một kiếp, nhưng hồn lực còn sót lại trong cơ thể hắn cũng bị hao sạch. Rốt cục cũng cùng đường rồi. Hoàng Trùng Tiêu không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể tránh được nhất kích tất sát của mình. Từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua một tên tiểu bối khó cơi như thế. Lần này, hắn toàn lực xuất kích, thân thể đạp không bay lên, hồn lực bàng bạc ngưng tụ thành thanh trường kiếm, tay cầm trường kiếm, hung hăng chém xuống. Tất cả mọi việc đều diễn ra trong nháy mắt, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ tàn nhẫn hung ác, một kiếm này cho dù có thoát được nhưng dự uy cũng có thế giết hắn. Ao, trong tay Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên hồn tinh. Hắn đem hồn tinh kia trực tiếp nuốt vào. Lão Tam, Lăng Phong kêu to, người khác không thấy rõ, nhưng hắn lại thấy thứ mà Tiêu Phàm nuốt chính là hồn tinh lục giai vừa nãy được ban thưởng. Hồn lực ẩn chứa trong hồn tinh lục giai có thể làm một tên chiến tông cảnh bạo thể mà chết a, lấy thực lực chiến tôn cảnh của Tiêu Phàm là sao có thể chịu được hồn lực cuồng bạo kia. Quan trọng nhất là một kiếm chí mạng kia không phải Tiêu Phàm lúc này có thể đỡ được. Giống. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời vừa giống lên, hồn lực từ trong hồn tinh tràn vào toàn bộ kinh mạch của hắn, toàn thân hắn lúc này đỏ bừng, tóc dài tung bay giống như ma thần. Kiếm mang khủng bố kia bị hồn lực làm chấn động ngừng lại một chút, trong sát na này chính là sinh lộ duy nhất của Tiêu Phàm. Phiêu miểu thần tung bộ, quỷ bộ thi triển, Tiêu Phàm hóa thành một đạo tàn ảnh, nhưng không hờ hắn buông lỏng một hơi thì một đạo lãnh quang từ phía sau lấy tốc độ cực nhanh đâm tới. Phốc! Huyết hoa nở rộ trong không trung, Tiêu Phàm chậm rãi quay người lại nhìn thấy một nụ cười buồn bã, đó là một nữ tử đang đối mặt với hắn, ngực nàng đã bị một thanh trường kiếm xuyên thủng, máu tươi róc rách chảy xuống. Tiểu ma nữ, Tiêu Phàm khàn cả giọng gào thét, sát khí khủng bố bành trướng, hồn lực chấn động, thể nội từng đợt tiếng oanh minh truyền ra như muốn đột phá một tầng xiềng xích. Rất hiển nhiên, đây chính là dấu hiệu đột phá chiến tông cảnh, nhưng Tiêu Phàm không cao hứng nổi. Ngược lại sát ý trùng thiên. Tiêu Phàm ôm tiểu ma nữ trong ngực, nước mắt xen lẫn máu tươi rơi trên khuôn mặt trắng bệch của tiểu ma nữ. Nam nhân đổ máu không đổ lệ, chỉ là chưa đến lúc thương tâm mà thôi. Từng hình ảnh nàng và hắn như cuốn phim chạy qua trong đầu Tiêu Phàm, hắn lúc này mới phát hiện,
tiểu ma nữ nghịch ngợm, linh động đáng yêu đã sớm chiếm lấy trái tim hắn, chỉ là hắn một mực không có phát hiện mà thôi. Cho tới thời khắc sắp mất đi này, Tiêu Phàm mới cảm thấy lòng mình quặn đau. Lần trước bên trong sát thần thí luyện, tiểu ma nữ cũng vì hắn mà ngăn trở một kích, nhưng đó chỉ là huyễn cảnh đặc thù, Tiêu Phàm cũng chưa xác định địa vị chân chính của tiểu ma nữ trong lòng hắn. Tiểu ma nữ, ngươi làm sao ngốc như vậy, mạng của Tiêu Phàm ta có đáng gì? Tiêu Phàm run giọng nói, trong hốc mắt có nước đảo quanh. Bởi vì ta không muốn ngươi chết. Âm thanh tiểu ma nữ rất yếu, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ lẫn vui mừng. Toàn thân Tiêu Phàm run lên, gắt gao ôm lấy tiểu ma nữ, lăng phong nơi xa hai mắt đỏ bừng, giống như một đầu dã thú khát máu, con ngươi vô cùng băng lãnh. Oanh một tiếng, một cỗ hỏa diễm ngập trời từ trên người hắn bộc phát ra, cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng xuất hiện, sát khí bành trướng. Thể nội hắn phát ra từng đợt tiếng oanh minh, hồn lực bàng bạc tản ra, trong nháy mắt, hắn dường như được thăng hoa đến cực điểm, vậy mà lại xuyên phá cái cảnh cửa kia, cũng bước vào chiến tông cảnh. Hay cho một đôi uyên ương đồng mệnh, hôm nay ta liền tiễn các ngươi một đoạn đường. Hoàng Trùng Tiêu không để Lăng Phong vào mắt, hắn từ trên cao kích xạ xuống, trường kiếm đâm về sau lưng Tiêu Phàm. Cút ngay, Lăng Phong gào thét, giống như điên cuồng đánh tới Hoàng Trùng Thiên. Bàn Tử cũng giống như thế, trường đao cầm trong tay hung hăng bổ ra, hồn lực bàng bạc xuất hiện. Hừ, Hoàng Trùng Tiêu hừ lạnh một tiếng, liên tục đánh ra hai trường. Hồn lực hóa thành hai đạo trưởng cương đánh vào trước người Lăng Phong và Bàn Tử, hai người bay ngược ra, toàn thân xương cốt đứt gãy, trong miệng máu tươi cuồng phún. Tốc độ Hoàng Trùng Tiêu không giảm, trường kiếm chỉ cách Tiêu Phàm ba thước. Phốc phốc, trường kiếm nhập thể, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ hư không, tràng diện trong nháy mắt dừng lại ở một khắc đó. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, toàn trường lặng ngắt như tờ nhìn về nơi trung ương. Làm sao có thể? Hoàng Trùng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, cúi đầu xuống nhìn trước ngực mình, nơi có một thanh trường kiếm đang xuyên qua lồng ngực hắn, hàn khí lạnh thấu xương. Hoàng Trùng Tiêu chậm rãi quay người nhìn về phía sau, hắn phát hiện phía sau có một đạo thân ảnh mặc áo bào trắng, là một thanh niên đang đeo một chiếc mặt nạ màu trắng. Mặt nạ màu trắng che khuất nửa gương mặt thanh niên, nhưng nửa còn lại lại lộ ra trước thế nhân, khí chất siêu phàm thoát tục. Con người băng lãnh, thanh túy giống như vũ trụ mênh mông. Mái tóc xóa dài ở sau lưng, bạch y không gió mà bay, cảm giác mà hắn mang đến cho người khác chính là lạnh, hoàn toàn không có một chút cảm tình nào. Sự tình xảy ra bất ngờ làm mọi người nín thở, khí thế mà thanh niên áo trắng phát ra làm người khác cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù là Phúc Bá, Quách Sĩ Thần đang chiến đấu cũng phải dừng lại, kinh ngạc nhìn thanh niên áo trắng. Bọn hắn đều không biết thanh niên áo trắng kia làm thế nào xuất hiện, tốc độ kia quá quỷ dị. Hoàng Trùng Tiêu càng là vạn phần hoảng sợ, người chết không phải là Tiêu Phàm sao? Tại sao lúc này lại là mình? Diệp Lâm Trần, cái đồ khốn kiếp, người vừa rồi ở đâu? Lăng Phong phẫn nộ gào thét, cơ hồ trở nên điên cuồng. Ngươi không thể giết ta. Trong mắt Hoàng Trùng Tiêu tràn ngập sợ hãi. Phốc, vừa dứt lời. Thanh niên áo trắng nhấc trường kiếm lên, từng đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Hoàng Trùng Tiêu, trực tiếp làm thân thể hắn nổ tung hóa thành một vũng máu. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều bị sự cường thế của thanh niên áo trắng làm cho chấn kinh, hơn nữa càng thêm rung động đối với thực lực của hắn. Đường đường chiến vương cường giả lại bị một kiếm chém chết, phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương triều có mấy người có thể ảm được như thế. Huống chi! Nhìn qua hắn chỉ chưa đến 20 tuổi. Diệp Lâm Trần, tất cả mọi người trong nháy mắt nhớ kỹ cái tên này, đắc tội ai cũng không thể đắc tội người này. Diệp Lâm Trần híp mắt, nhìn tiểu ma nữ chỉ còn lại một hơi, tay lắc một cái liền xuất hiện một viên thuốc màu xanh, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập tản ra. Đan dược, trong đám người có không ít luyện dược sư, vừa thấy viên đan dược màu xanh kia liền hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn rất rõ ràng. Chỉ có luyện dược sư thất phẩm trở lên mới có thể luyện chế ra đan dược, hơn nữa còn nhất định phải có đan phương, phóng nhãn toàn bộ chiến hồn đại lục, đoán chừng cũng chỉ có những siêu cấp thế lực kia mới có khả năng có được. Đám người Lâm lão, Tôn Đình nghe được hai chữ đan dược liền lập tức đại biến, ánh mắt lấp lóe không ngừng, Tôn Đình chuẩn bị lặng lẽ lui ra khỏi chiến trường. Ai động, người đó chết,
Diệp Lâm Trần nhàn nhạt phun ra mấy chữ, ngay cả đầu cũng không quay lại, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Tôn Đình vội vàng dừng bước, toàn thân run lẩy bẩy, ngay cả Hoàng Trùng Tiêu đều bị một kiếm chém chết, vậy hắn thì sao? Diệp Lâm Trần đi đến bên cạnh tiểu ma nữ, ánh mắt tiểu ma nữ rung động lại nói không lên lời, Tiêu Phàm nhìn thấy có người tới gần, mắt lộ ra hung quang. Cút, Diệp Lâm Trần quát một tiếng như sấm, một cỗ sóng từ xung kích xuất ra, thân thể Tiêu Phàm đột nhiên bay ngược ra 7-8 mét mới dừng lại. Đám người câm như hến, ai cũng không dám mở miệng, thực lực nam tử này quá kinh khủng. Tiêu Phàm phẫn nộ nhìn Diệp Lâm Trần, sát cơ dày đặc nhưng lại bị Lăng Phong ngăn lại. Diệp Lâm Trần cúi đầu xuống đỡ tiểu ma nữ dậy, đem thanh sắc đan dược nhét vào trong miệng nàng, tay phải áp vào lưng nàng, truyền vào từng đợt hồn lực để luyện hóa dược liệu. Khuôn mặt chỉ khi nhìn về phía tiểu ma nữ mới nở nụ cười nhu hòa, dường như trong thiên hạ cũng chỉ có tiểu ma nữ mới có thể hòa tan tỏa băng sơn vạn năm hắn. Dòng dã thời gian nửa chén trà nhỏ, tràng diện một mảnh yên tĩnh, không ai dám thở mạnh một cái. Đột nhiên, Diệp Lâm Trần dùng sức chấn động, trường kiếm phía sau lưng Diệp Thi Vũ bay ngược ra, Diệp Lâm Trần vội vàng tiếp tục chữa thương cho tiểu ma nữ, như thế lại qua mười mấy tức thời gian, Diệp Lâm Trần lúc này mới đứng dậy. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn đảo qua Tiêu Phàm không biết làm sao, nếu như không phải Lăng Phong kéo hắn lại thì cho dù biết không phải đối thủ của Diệp Lâm Trần thì hắn vẫn lao lên liều mạng một phen. Khi ánh mắt Diệp Lâm Trần quét về phía Tôn Đình phù phù quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin tha mạng nói, thiếu hiệp tha mạng, Diệp Thi Vũ không phải do ta tổn thương, không liên quan đến ta. Diệp Lâm Trần không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, Tôn Đình sớm đã mồ hôi đầm đìa, sau mấy tức, Tôn Đình rốt cục chịu không nổi áp lực, nhấc chân bỏ chạy. Trong mắt Diệp Lâm Trần lóe lên một tia khinh thường, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, gần như đồng thời, hư không truyền đến một tiếng hét thảm. Khi mọi người lấy lại tinh thần thì thi thể Tôn Đình đã biến thành hai đoạn rơi trên mặt đất, hiển nhiên đã chết đến không thể chết lại. T, đám người mãnh liệt rung động. Mạnh, mạnh đến biến thái, trong đầu đám người nhanh chóng lục soát cái tên Diệp Lâm Trần này, từ lúc nào Đại Yên Vương Triều lại xuất hiện một nhân vật khủng bố như vậy. Nhưng cho dù bọn họ suy nghĩ đến nát óc thì vẫn không tìm được cái tên này. Là ai động thủ trước? Diệp Lâm Trần rốt cục nói chuyện. Thanh âm rất có tử tính, bên trong lời nói có sự bá đạo truyền thẳng vào trong lòng mọi người. Sắc mặt Lâm lão trên bầu trời biến hóa, trầm ngâm chốc lát, chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này, ta. Là ngươi, ánh mắt Diệp Lâm Trần lạnh lẽo, không khỏi làm Lâm lão run run, vẻn vẹn một cái ánh mắt liền đáng sợ như thế. Người này giết đồ nhi ta giết hắn thì có làm sao? Lâm lão lấy dũng khí nói. Hắn biết rõ chuyện hôm nay không có cách nào hóa giải nữa, chỉ có thể cường thế đến cùng. Ngươi tự sát đi. Diệp Lâm Trần nhàn nhạt nói ra một câu quyết định sinh tử của Lâm lão. Tự sát, đám người lần nữa bị Diệp Lâm Trần chấn nhiếp, Lâm lão là cường giả số một số hai tại Đại Yên Vương Triều, một tên tiểu bối như ngươi lại dám kêu hắn đi tự sát. Ha 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 ha, Lâm lão ngửa mặt lên trời cười giận dữ, sát khí trùng thiên, tiểu bối. Cường long đánh không lại địa đầu xà, đạo lý này ngươi không biết sao. Nơi này chính là Đại Yên Vương Triều, cho dù thân thế ngươi hiển hách thì làm. Ở chỗ này, là long phải cuộn lại, là hổ phải nằm sấp. Diệp Lâm Trần lạnh lùng không nói, dùng một kiếm đáp lại lời Lâm lão. Mọi người căn bản không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một đạo thiểm điện trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Lâm lão. Lâm lão biến sắc. Dưới chân lăng không đạp mạnh cấp tốc trốn tránh, kiếm mang kia sượt qua người hắn. Sống lâu như vậy, Lâm lão biết đại sự không ổn, thực lực thanh niên này vượt qua hắn dự liệu, chẳng lẽ khi nãy giết chết Tôn Đình và Hoàng Trùng Tiêu còn không phải thực lực chân chính của hắn. Từ nay về sau, Lâm Chấn Thiên ta rời khỏi Chiến Vương Học Viện. Lâm lão che cánh tay mình, cực kỳ không cam lòng quát to. Lâm Chấn Thiên, chẳng lẽ là Tử Vân Vương trăm năm trước? Tử Vân Vương trăm năm trước chính là Chiến Vương đỉnh phong a, bây giờ đoán chừng đã đột phá đến Chiến Hoàng cảnh đi, thanh niên kia rốt cuộc là ai, lại có thể đem Tử Vân Vương bước đến mức này. Trẻ như thế đã đạt đến Chiến Hoàng cảnh, hắn đến cùng là đến từ siêu cấp thế lực nào? Đám người bỗng nhiên rung động, không biết danh hào Lâm Chấn Thiên còn tốt, bọn hắn cũng không khiếp sợ như vậy,
nhưng uy danh Tử Vân Vương đã sớm vang vọng khắp Đại Yên Vương triều, siêu cấp cao thủ như thế còn không phải là đối thủ của thanh niên kia, việc này làm sao để bọn hắn bình tĩnh được? Nếu ngươi dám chạy, Chiến Vương học viện diệt. Diệp Lâm Trần làm sao không biết tâm tư của Lân Chấn Thiên, hắn thoát ly Chiến Vương học viện là muốn sau khi chạy trốn sẽ không làm liên lụy đến Chiến Vương học viện. Lời này vừa nói ra, sắc mặt toàn trường hoàn toàn thay đổi, người Chiến Vương học viện đều câm như hến. Nếu người khác nói lời này thì bọn hắn đã sớm lên tiếng châm chọc rồi, nhưng người nói là Diệp Lâm Trần, bọn hắn không có lá gan này. Cái chết của Tôn Đình và Hoàng Trùng Tiêu chính là chấn nhiếp lớn nhất cho bọn hắn. Sắc mặt Lâm Chấn Thiên co lại, thân sắc dãy giụa, hắn rất muốn trốn nhưng lấy bối cảnh đối phương thì cho dù có chạy đến chân trời góc biển thì cũng chưa chắc thoát được. Ngươi đừng ép lão phu chưa hẳn đã sợ ngươi. Lâm Chấn Thiên nhe răng trợn mắt, lộ ra vẻ hung ác. Trên đầu hắn lập tức xuất hiện một đầu cự ưng to 4-5 trượng, một cỗ hồn lực bàng bạc khuấy động bốn phía. Ngay cả không gian cũng có chút rung rẩy. Thất phẩm chiến hồn, Tử Vân ưng. Đám người lên tiếng kinh hô, trên mặt đều là vẻ kính sợ. Nhìn thấy thần sắc Diệp Lâm Trần, không ít học viên Chiến Vương học viện bắt đầu cười lạnh, tiểu tử ngươi không phải phách lối sao? Hiện tại biết sợ chưa? Nhưng lời tiếp theo của Diệp Lâm Trần như một bà tay đánh thẳng vào mặt họ. Chỉ có một con chim nhỏ này. Diệp Lâm Trần coi thường. Đột nhiên đằng không bay lên lưu lại một đạo tàn ảnh, mọi người chỉ thấy một lưỡi kiếm màu trắng đang phá toái hư không. Quang mang sáng chói làm người khác không thể mở mắt, cho dù cách xa nhau mấy trăm trượng nhưng bọn hắn vẫn cảm giác được một cỗ đau nhói truyền từ cơ thể. Kiếm kia, quá sắc bén. A, một tiếng hét thảm vang lên, mọi người mở mắt ra, một bóng người màu xám đang rơi từ trên trời xuống, chiến hồn Tử Vân ưng to lớn bị một kiếm chém rách. Hóa thành hồn lực cuồn cuộn tiêu tán trên không trung. Đường đường Tử Vân Vương Lâm Chấn Thiên lại bị một kiếm chém chết. Mọi người ở đây đều bị một kiếm của Diệp Lâm Trần chấn nhiếp, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Diệp Lâm Trần giống như vừa làm một việc không đáng nhắc đến, đây không phải hắn ra vẻ thanh cao mà là bản tính của hắn, bên trong hắn chỉ có một loại khí chất băng lãnh khinh thường thương khung. Hiện tại đến lượt ngươi. Diệp Lâm Trần nâng trường kiếm lên chỉ vào thanh y lão giả trong không trung. Thanh y lão giả run một cái, vội vàng chắp tay nói, tại hạ Bách Lý Thanh, là Bách Lý gia tộc ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Lời còn chưa dứt đã bị một kiếm cắt ngang, Diệp Lâm Trần lười nói nhảm với hắn, cái gì Bách Lý gia tộc, hắn căn bản không hề để vào mắt. Dám đả thương Diệp Thi Vũ thì nhất định phải trả giá thật lớn. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, đây chính là thực lực. Nếu mình có thực lực của mình được như thế thì tiểu ma nữ sẽ không bị thương, hắn cũng có thể ngạo thị quần hùng, ai dám đụng vào tiểu ma nữ, chết. Kiếm ra, kiếm rơi, Bách Lý Thanh ngay cả cơ hội phóng xuất chiến hồn đều không có, mi tâm liền xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi thẩm thấu chảy ra. Phốc, theo tiếng kiếm reo vang lên, thân thể Bách Lý Thanh phân làm hai, hắn không thể nào ngờ có một ngày mình lại chết trong tay một thanh niên như thế. Đám người Vân Lạc Vũ Khúc Lân hít một hơi lạnh, tâm trạng khó chịu như cha mẹ chết, đây chính là cường giả, ngay cả Lâm Chấn Thiên và Bách Lý Thanh đều không được đối phương để vào trong mắt, mấy người bọn hắn trong mắt thanh niên kia chỉ như sâu kiến mà thôi. Mọi người đều biết Đại Yên Vương Triều sắp biến thiên, tất cả việc này đều vì một người. Hai đại gia chủ tử vong, hai đại trưởng lão của Chiến Vương học viện thân vẫn, tất cả những chuyện này chỉ phát sinh trong cùng một ngày, đây là việc trước nay chưa từng có. Lý gia gia chủ Lý Trường Hà trong lòng hối hận một trận, sớm biết như thế thì đã xuất thủ rồi, nếu như có thể làm cho Diệp Lâm Trần có hảo cảm thì Lý gia làm sao không thê quật khởi. Dù trở thành đệ nhất gia tộc của Đại Yên Vương Triều cũng không phải không thể. Đáng tiếc, dệt hoa trên gấm vĩnh viễn không bằng đưa than trong ngày tuyết rơi. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có máu tươi trên quảng trường chảy xuôi, từng sợi nhiệt khí đang bốc lên. Diệp Lâm Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn toàn trường, đột nhiên cầm lấy trường kiếm chậm rãi đi đến chỗ Tiêu Phàm, thần sắc Tiêu Phàm run lên. Đám người trong lòng mãnh liệt rung động, Diệp Lâm Trần chuẩn bị huyết tẩy sao? Phàm là người có quan hệ với Diệp Thi Vũ đều không buông tha. Ngay cả Tiêu Phàm đều muốn giết. Diệp Lâm Trần, tên điên ngươi muốn làm gì? Lăng Phong kêu to, vội vàng bảo hộ Tiêu Phàm ở sau lưng. Hắn biết Diệp Lâm Trần vì Diệp Thi Vũ có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Tránh ra,
Diệp Lâm Trần tích chữ như vàng, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm. Ca ca. Đúng lúc này, một tiếng kêu yếu ớt vang lên, đám người quay sang nhìn về phía tiểu ma nữ. Ca ca, đám người mặc dù sớm đã có phỏng đoán nhưng trong lòng vẫn chấn động vô cùng, bọn hắn rốt cuộc biết đám người Hoàng Trùng Tiêu vì sao mà chết. Mém chút đã giết muội muội của người ta, làm sao hắn không muốn trả thù. Không ít người tỏ vẻ hâm mộ, có ca ca như thế này thì có thể đi ngang một đời rồi. Phụ tử Trương Nhiễm Trương Hy trong đám người không khỏi co rụt cổ, bọn hắn hợp mưu với Hoàng Trùng Tiêu muốn đối phó với đám người Tiêu Phàm và tiểu ma nữ, cũng may không có xuất thủ, nếu không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của bọn hắn. Tiểu muội, ngươi muốn là gì? Diệp Lâm Trần trừng mắt nhìn tiểu ma nữ đang gác một thanh dao găm lên cổ. Nếu ngươi giết hắn thì ta cũng không muốn sống nữa. Tiểu ma nữ lung la lung lay đứng dậy, con ngươi thập phần kiên định. Diệp Lâm Trần lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, sát cơ lộ ra không chút che giấu, nếu như không có tiểu ma nữ uy hiếp thì hắn nhất định sẽ chém chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, máu tươi ở lòng bàn tay chảy xuống, hắn hận, hận thực lực bản thân quá thấp để cho một nữ nhân phải bảo vệ mình. Giờ phút này, hắn cực kỳ khao khát lực lượng, mạnh lên, nhất định phải mạnh lên. Diệp Lâm Trần chậm rãi thu liễm sát khí, trường kiếm vào vỏ. Tất cả mọi người ở đây đều đổ mồ hôi lạnh thay Tiêu Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.